Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 2041, chuyện cũ, xa sút bóng đêm nồng đặc như mực, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng Diệp Thần Phong, hắn cảm giác bên trong thân thể mình huyết dịch đều phải bốc cháy lên rồi. Bốn phương tám hướng quỷ tu khoảng cách Diệp Thần Phong càng ngày càng gần, trên mặt bọn họ tràn ngập khát máu biểu lộ, bất quá, ánh mắt của bọn họ trước sau nằm ở trạng thái đờ đẫn. Linh thần cảnh, Địa thần cảnh cùng thiên thần cảnh thật khí thế không ngừng hướng về Diệp thần phong áp bước mà đến, cảnh này khiến bộ ngực hắn khó chịu lợi hại, khóe miệng không ngừng có tiên huyết tràn ra tới, nhưng hắn bây giờ căn bản hoàn mỹ đi kiêng kỵ những thứ này. Cuồng bảo, Diệp thần phong trong lòng bỗng nhiên quát, hắn đem trong cơ thể phượng hoàng áo nghĩa vận chuyển thôi thúc đã đến cao nhất, tại tay phải hắn trên MU bàn tay đột nhiên xuất hiện một con hỏa phượng hoàng đồ án. Nhất cổ nóng dược vô cùng năng lượng tại bên trong thân thể của hắn phân tán ra, hắn không khí chung quanh bên trong nhiệt độ nhanh chóng lên cao. Sóng nhiệt cuồn cuộn, xương trắng bao phủ, Diệp Thần Phong bên trong thân thể thật khí thế nhanh chóng tăng vọt, từ hóa thần cảnh tầng 2 hậu kỳ, nhanh chóng khóa nhập hóa thần cảnh tầng 3 hậu kỳ, sau đó lại là hóa thần cảnh 4 tầng hậu kỳ, sau đó lại là hóa thần cảnh 5 tầng hậu kỳ, cuối cùng như ngừng lại hóa thần cảnh tầng 6 hậu kỳ này cuồng bạo có thể để cho Diệp Thần Phong trong khoảng thời gian ngắn tăng lên bốn cái đại tầng thứ. Từ trong xương mù khói trắng lao ra Diệp Thần Phong, tóc của hắn biến thành đỏ như màu máu, con mắt cũng trở thành rõ ràng. Tươi đẹp màu đỏ, trên người vòng quanh nhạt ngọn lửa màu đỏ, tiến vào cuồng bạo trạng thái Diệp Thần Phong, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên. Hắn cái kia bóng người màu đỏ rực ở trong đêm tối cực kỳ dễ thấy. Tại sắp được chung quanh quỷ tu xuống lại thời điểm, Diệp Thần Phong cực kỳ mạo hiểm vừa vặn đi tới mặt phía bắc có hơi khác nhau hơi thở địa phương. Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được loại kia bất đồng khí tức là từ dưới mặt đất truyền tới. Diệp Thần Phong hiện tại nhưng không có một chút nào thời gian, mắt thấy địa thần cảnh cùng thiên thần cảnh quỷ tu đang điên cuồng hướng hắn thôn vệ mà đến. Bàn tay của hắn bỗng nhiên đặt tại trên mặt đất, đem trong cơ thể linh khí nhanh chóng truyền vào trong lòng đất. Oanh, một tiếng. Tại Diệp Thần Phong đem linh khí rót vào sau đó trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái lóe sáng trận pháp. Tại trận pháp này xuất hiện sau đó những kia điên cuồng xông tới quỷ tu, thân thể của bọn họ đột nhiên chợt lui, xem ra trong trận pháp tán phát năng lượng đối với bọn họ có tác dụng khắc chế. Thấy cảnh này sau, Diệp Thần Phong cuối cùng lại yên tâm một ít, cùng lúc đó, 10 giây đồng hồ cuồng bạo trạng thái cũng đã biến mất, Diệp Thần Phong dáng dấp khôi phục được trạng thái bình thường. Tại cuồng bạo biến mất sau, trong cơ thể hắn là một trận thoát lực, lão bạch nói ra, tiểu gia hỏa, xem ra cầm cố chi địa ở này dưới nền đất, trận pháp này tại viễn cổ thời đại đều cực kỳ khó mà mở ra, bất quá. Đây đối với ta cùng lão hắc tới nói đúng là không có khó khăn quá lớn, đem thân thể của ngươi tạm thời giao cho chúng ta, chúng ta tới giúp ngươi mở ra trận pháp này. Nguyên bản cũng đã thoát lực diệp thần phong, hắn lặng lẽ gật gật đầu, Tại lão bạch cùng lão hát đem thân thể của hắn khống chế, sau đó bọn hắn bắt đầu nhanh chóng mở ra trận pháp này rồi. Bọn hắn khống chế Diệp Thần Phong hai tay của, không ngừng tại trận pháp bên trên liên tục kết ấn, sau đó lại không ngừng di động trên trận pháp hoa văn. Chỉ chốc lát sau, trận pháp này thượng đột nhiên phóng lên trời một đạo ánh sáng màu trắng. Sát theo đó, tại Diệp Thần Phong xuất hiện trước mặt một cái đi về dưới nền đất lối vào, những kia bồi hồi tại trận pháp bên ngoài cách đó không xa quỷ tu bọn hắn tại cảm giác phóng lên trời ánh sáng sau bọn hắn lập tức nhanh chóng rời khỏi nơi này tại trận pháp mở ra sau đó lão bạch cùng lão hắc đem quyền khống chế thân thể trả lại cho diệp thần phong bọn hắn không thể khống chế diệp thần phong thân thể quá lâu như vậy sẽ đối với diệp thần phong tạo thành cực kỳ bất lương ảnh hưởng có phần thoát lực diệp thần phong đang khôi phục một chút linh khí sau đó hắn thận trọng đi vào cửa vào bên trong một đường hướng về dưới mặt đất đi đến Diệp Thần Phong dĩ nhiên suốt kỳ không có gặp phải nguy hiểm. Cuối cùng hắn đi tới dưới nền đất nơi sâu xa nhất, chỉ thấy trong lòng đất nơi sâu xa nhất được mở mang đi ra một cái không gian thật lớn. Tại không gian này bên phải có rất nhiều giá gỗ nhỏ. Tại mộc trên kệ để đó từng cái từng cái lọ thủy tinh, tại bình trên khuôn mặt vẽ ra một ít ký hiệu. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, tiểu tử, xem ra vận khí của ngươi cũng không tệ lắm, cái này cầm cố chi địa bên trong hẳn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc trước bố trí xuống mặt trên trận pháp kia người, hắn khẳng định cho rằng hầu như không ai có thể mở ra trận pháp này, cho nên hắn sẽ không có ở nơi này bố trí còn lại cơ quan rồi. Tại lão hắc thanh âm vừa vặn hạ xuống không bao lâu. Chỉ nghe tại bên trong vùng không gian này vang lên từng đạo ẩm ý thanh âm. Thậm chí có còn số người tu luyện đi tới nơi này. Chẳng lẽ là ông trời mở mắt sao? ý thức của chúng ta bị vây ở chỗ này đã bao nhiêu năm. Không nghĩ tới chúng ta còn có khôi phục cơ hội tự do. Nghe được từng đạo ầm ý thanh âm, Diệp Thần Phong khẽ cao mày, cuối cùng ánh mắt của hắn như ngừng lại cái kia từng cái từng cái lọ thủy tinh bên trong, chỉ thấy tại từng cái lọ thủy tinh bên trong đều có một đoàn màu trắng khí thể. Vừa nãy cái kia từng đạo âm thanh chính là từ nơi này chút lọ thủy tinh bên trong truyền ra. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, bên ngoài những quỷ tu đó ý thức phải là bị giam cầm ở những này bình thủy tinh bên trong rồi. Diệp thần phong đi tới để đó kêu căng từng cái bình thủy tinh trước, hắn ánh mắt nhìn về phía trong đó lớn nhất một cái bình thủy tinh, trong đó màu trắng khí thể nồng nặc nhất. Từ cái kia lớn nhất bình thủy tinh bên trong truyền ra một đạo tang thương âm thanh, vị tiểu huynh đệ này, ta nghĩ ngươi hẳn là bị vây ở trong thành đi nha. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem ý thức của chúng ta thả ra, như vậy chúng ta là có thể bảo đảm ngươi bình an vô sự. Diệp Thần Phong nhưng sẽ không dễ dàng đợi tin những câu nói này, hắn trầm mặc không có mở miệng, vạn nhất những này ý thức trở về quỷ tu trong cơ thể sau đó bọn hắn trở mặt không quen biết làm sao bây giờ. Có ý thức quỷ tu có thể so với không ý thức quỷ tu càng thêm khó có thể đối phó. Thấy Diệp Thần Phong không có lập tức mở miệng, cái kia một cái lớn nhất bình thủy tinh bên trong lại truyền ra âm thanh, tiểu huynh đệ ta biết ngươi khẳng định không yên lòng, ngươi thấy kiêu căng bên phải nhất một khối thẻ gỗ sao. Ý thức của chúng ta có một phần nhỏ được khác ở khối này thẻ gỗ bên trong, ngươi chỉ cần đem khối này thẻ gỗ bóp nát, ý thức của chúng ta liền sẽ vĩnh viễn biến mất ở bên trong trời đất. Chỉ cần ngươi nắm giữ khối này thẻ gỗ, ngươi nên liền sẽ đối với chúng ta yên tâm chứ. Diệp thần phong đem khối này thẻ gỗ nắm trong tay, căn cứ cảm ứng, khối này thẻ gỗ bên trong xác thực ẩn chứa rất rất nhiều bất đồng một tia ý thức, xem ra này lớn nhất bình thủy tinh bên trong thanh âm hẳn không có nói dối. Diệp thần phong đem thẻ gỗ thu cẩn thận sau đó hắn thuận miệng hỏi một câu, ý thức của các ngươi vì sao lại bị giam cầm ở nơi này. Từ con kia lớn nhất bình thủy tinh bên trong phát ra một tiếng thở dài, ai, bây giờ hẳn là sớm cũng không phải là viễn cổ thời đại đi nha. Chúng ta đều là viễn cổ thời đại thời kỳ cuối người tu luyện. Tại viễn cổ thời đại thời kỳ cuối năm gia tộc lớn tranh bá, Ngô Gia, Giang Gia, Hà Gia, Khổng Gia cùng Lâm Gia chính là lúc trước cường thịnh nhất ngũ đại thế lực, đáng tiếc Ngô Gia cùng Giang Gia đệ nhất thiên tài, vào lúc đó song song vẫn lạc, này làm cho ngay lúc đó cục diện triệt để trở nên hỗn loạn cả lên. Trong đó Hà Gia lòng muông giả thú, bọn hắn trước hết hiệu triệu thiên hạ, để rất rất mạnh hung hãn thế lực quy thuận bọn hắn, mà có phần không muốn quy thuận tông môn, nhưng là đã nhận được Hà gia truy sát, mà chúng ta chính là là đương thời Thiên Nguyên thành phủ thành chủ người tu luyện, lúc đó Hà gia cũng muốn để cho chúng ta thần phục, thậm chí bọn hắn đối với chúng ta từng bước ép sát. Lúc đó bởi vì chúng ta phủ thành chủ lão tổ không cẩn thận giết một tên Hà gia công tử bột, cuối cùng chúng ta nghênh đón Hà gia ngập đầu trả thù, chúng ta lão tổ toàn bộ bị bọn hắn giết, thậm chí ngay cả hồn phách cũng bị bọn hắn diệt, mà chúng ta những thực lực này hơi chút yếu một ít người nhưng là bị bọn hắn cầm giữ ý thức, để hồn phách của chúng ta biến thành được. Thi, đi, thịt, cái kia chết Tiệt Hà gia là muốn để cho chúng ta vĩnh viễn sống ở vô cùng vô tận trong thống khổ. Ngô gia đệ nhất thiên tài, Giang gia đệ nhất thiên tài, này không phải là nói lão Bạch cùng lão Hắc sao? Về phần cái kia Hà gia không phải là lão Bạch cùng lão Hắc cửu nhân không? Diệp Thần Phong vội vàng hỏi, cái kia lúc đó Ngô gia cùng Giang gia thế nào rồi? cái kia lớn nhất bình thủy tinh bên trong thanh âm hồi đáp, ngô gia. Giang gia, ta nghĩ hai gia tộc này cuối cùng cho dù không có bị diệt tộc, cũng khẳng định hoàn toàn không rơi xuống đi rồi. Nguyên bản có ngô gia đệ nhất thiên tài cùng giang gia đệ nhất thiên tài dẫn dắt, hai gia tộc này chính là năm gia tộc lớn bên trong hàng đầu tồn tại. Viễn cổ thời đại thời kỳ cuối, lúc ấy vùng thế giới này hoàn toàn cải biến, về phần cuối cùng là kết cuộc như thế nào, chúng ta cũng không biết, bởi vì lúc ấy ý thức của chúng ta đã sớm bị giam cầm ở nơi này. chương 2042, Thu Phục, Bình Thức nghe thấy chuyện của gia tộc mình. Diệp thần phong bên trong thân thể lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên thở dài liên tục. Ban đầu ở huyền châu tiên Nguyệt Lâu gặp phải Nguyệt Tiên Tử, tuy rằng người cũng là Ngô Phong dỗi rảnh dòng chính hậu nhân. Thế nhưng cái kia Nguyệt Tiên Tử khẳng định không phải sinh ra ở viễn cổ thời đại thời kỳ cuối, Nguyệt tiên tử đối với viễn cổ thời đại thời kỳ cuối sự tình, khẳng định hiểu được cũng không phải rất nhiều, bằng không người cũng sẽ không lấy chính mình bây giờ gia tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo rồi. Lúc trước Diệp Thần Phong bọn hắn cũng không hề từ Nguyệt Tiên Tử trong miệng hiểu được quá nhiều thứ hữu dụng. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, người lại giúp chúng ta hỏi một chút, tình huống cụ thể ngay lúc đó. Diệp Thần Phong chỉ có thể tiếp tục hỏi, lúc trước ngô gia cùng giang gia là bị hà gia công chiếm đấy sao? Cái kia lớn nhất bình thủy tinh bên trong thanh âm nói ra, đúng vậy, tuy rằng ta không biết cuối cùng tình huống cụ thể, thế nhưng ngô gia cùng giang gia không có đệ nhất thiên tài, này hai đại gia tộc nhất định là liên tục bại lui. Bất quá, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lúc đó viễn cổ thời đại thời kỳ cuối đoạn kia hỗn loạn khẳng định kéo dài hơn trăm năm, bây giờ hà gia e sợ đã trở thành siêu nhiên tồn tại. Từ âm thanh này bên trong Diệp Thần Phong có thể nghe ra vô cùng cô đơn, không cam lòng cùng phẫn nộ. Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng một mực trầm mặc không nói, Diệp Thần Phong cũng không muốn làm lỡ thời gian, hắn ở trong lòng nói ra, Lão Bạch, Lão Hắc, ta hiện tại có thể mang những này ý thức thả ra rồi chứ. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, không cần sốt ruột, người hỏi một chút những này ý thức có nguyện ý hay không đi theo ngươi, Ngươi liền nói ngươi có thể truyền thụ cho bọn hắn một loại quỷ tu công pháp tu luyện, loại công pháp này là năm đó ta trong lúc vô tình lấy được, có thể không cần dựa vào thôn vệ huyết nhục tăng cao thực lực. Ai, quỷ này tu một đường dù sao không phải đường ngay A-Hát, là không thể nào bước vào vô thượng đại đạo, bất quá, những thứ này đều là đáng thương người. Năm đó Hà Gia thật không ngờ tàn nhẫn, nếu như bọn họ tu luyện ta lấy được loại kia quỷ tu công pháp, tối thiểu yếu so với bọn họ thôn vệ huyết nhục mạnh hơn nhiều. Hơn nữa sẽ không để cho bọn hắn trở nên càng ngày càng khát máu. Những này ý thức tuy rằng có thể từ bình thủy tinh bên trong thả ra, nhưng hà ra lúc trước thanh hồn phách của bọn họ đóng ở bên trong tòa thành này. Bọn họ là vĩnh viễn cũng không cách nào rời đi tòa thành này rồi, trừ phi ta cùng lão bạch thực lực có thể khôi phục năm đó cao nhất, hay là vẫn có thể giúp bọn họ giải trừ. Nếu như bọn hắn nguyện ý với ngươi, như vậy hôm nay nguyên cổ thành đúng là có thể trở thành căn cứ của ngươi dù sao quỷ này tu bên trong nhưng là có thần vương cảnh nghe được lão hắc lời nói sau diệp thần phong nói ra ta chỗ này có một loại quỷ tu pháp môn tu luyện khẳng định so với các ngươi thôn vệ huyết nhục phải tới mạnh hơn rất nhiều nếu như các ngươi nguyện ý đi theo ta như vậy ta có thể đem phương pháp này truyền thụ cho các ngươi đương nhiên các ngươi có thể chính mình quyết định ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi càng sẽ không nắm thiết thả ý thức của các ngươi đến uy hiếp các ngươi. Cái kia lớn nhất bình thủy tinh bên trong thanh âm trầm ngâm một hồi, nói ra cũng được. Nếu quả như thật có loại công pháp này, như vậy chúng ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, dù sao cũng là ngươi đã cứu rỗi ta nhóm. Chu vi cái kia còn lại từng cái bình thủy tinh bên trong cũng dồn dập mở miệng đồng ý, bọn hắn hẳn là lấy cái kia lớn nhất bình thủy tinh bên trong ý thức làm trung tâm. Được, vậy ta hiện tại liền giúp người phóng thích ý thức đã quên tự giới thiệu mình ta gọi diệp thần phong diệp thần phong nói ra cái kia lớn nhất bình thủy tinh bên trong thanh âm nói ra ta gọi liễu văn tuyền này từng cái trên giá có tới mấy trăm cái bình thủy tinh đây muốn đem ý thức từ đó thả ra ngoài nhất định phải đem bình thủy tinh thượng ký hiệu cho xóa đi đây đối với những người khác tới nói hay là một chuyện khó nhưng đối với có lão bạch cùng lão hắc trợ giúp diệp thần phong tới nói chuyện này quả thật là việc rất nhỏ cách 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 tại lão bạch cùng lão hắc trợ giúp xuống diệp thần phong mỗi xóa đi một đạo phù văn hắn liền sẽ đem một cái bình thủy tinh cho đánh nát trong đó ý thức liền sẽ thuận lợi đi ra chỉ chốc lát sau mấy trăm cái bình thủy tinh thượng ký hiệu toàn bộ được xóa đi hơn nữa bình thủy tinh toàn bộ bị đánh nát rồi tất cả ý thức hoàn toàn khôi phục tự do. Diệp Thần Phong nói ra, các người khôi phục tự do, về sau tòa thành cổ này chỉ sợ sẽ không buổi tối liền biến mất rồi, mà các người quỷ tu là không thích hợp tại ban ngày đi ra hoạt động, cho nên ta sẽ thay đổi một chút phía trên trận pháp. Để cho các người có thể tự do ra vào, lúc ban ngày các người liền về tới đây đến A. Đây là Lão Bạch cùng Lão Hắc nhắc nhở Diệp Thần Phong. Tại lão bạch cùng lão hắc xem tới nơi này trận pháp có thể là kẻ thù của bọn họ bố trí. Xem ra tại hai người bọn họ sau khi chết, bọn hắn cử nhân kia ngược lại là trở nên càng thêm tự đại. Trừ cái kia ẩn núp cực kỳ phức tạp trận pháp bên ngoài, dĩ nhiên không có bố trí bất kỳ cơ quan. Lão bạch cùng lão hắc quyết định đem phía trên trận pháp thay đổi một cái. Bình thường trận pháp này căn bản là không người có thể tra xét đến, cũng chỉ có quỷ tu mới có thể tại trận pháp này bên trong tự do ra vào. Đương nhiên điều này cũng may mắn mà có nguyên bản trận pháp, lão bạch cùng lão hắc là tại nguyên bản trận pháp trên cơ sở làm ra thay đổi, bằng không lấy bọn hắn bây giờ trạng thái, bọn hắn nhưng bố trí không ra như vậy trận pháp đến. Đang nghe xong Diệp Thần Phong căn dặn sau đó tất cả ý thức nhanh chóng hướng xuống đất bên trên bay đi. Thiên nguyên cổ thành bên trong, những kia bay lên ý thức, bọn hắn toàn bộ nhanh chóng tìm được hồn phách của mình. Từng đạo màu trắng ý thức, chui vào từng cái từng cái quỷ tu chi về sau, những kia nguyên bản hai con mắt đờ đẫn quỷ tu nhất thời có thần thái rồi. Mà tiết huyền tình đám người ẩn núp gian nhà bên trong. Mỗi một người bọn hắn mỗi một khác đều lo lắng đề phòng, nghe bên ngoài không ngừng va chạm thanh âm, nhìn thấy cửa sổ thượng trấn quỷ ấn tại càng ngày càng ảm đạm rồi. Bọn hắn biết trấn quỷ ấn kiên trì không được bao lâu, bọn hắn cũng không biết diệp thần phong hiện tại đến cùng như thế nào. Nhưng trong chớp mắt, phía ngoài tiếng va chạm biến mất không thấy. Nhưng tiết huyền tình đám người có thể cảm giác được phía ngoài quỷ tu đều không hề rời đi đây. Phía ngoài phòng, hết thảy quỷ tu giờ khác này trong con người chỗ trống cùng dại ra cũng đã biến mất, xem ra ý thức là thuận lợi tiến vào bên trong rồi. Tại Diệp Thần Phong vừa mới xuất hiện ở gian nhà cách đó không xa địa phương sau, những kia gian nhà bên ngoài quỷ tu toàn bộ hướng về Diệp Thần Phong tụ họp, tại có ý thức sau đó những quỷ này sửa dáng dấp từ từ trở nên không phải kinh khủng như vậy rồi, chỉ là bọn hắn trên người vẫn là âm khí âm u. Diệp thần phong ánh mắt như ngừng lại một tên trong đó trung niên quỷ tu trên người, tên này quỷ tu khí thế trên người cực kỳ cường hãn, thậm chí diệp thần phong cảm giác đối phương chuyển tay ngón tay là có thể đưa hắn dễ như ăn cháo ép chết rồi, hắn nói ra, ngươi là Liễu Văn Tuyền. Tên kia quỷ tu gật gật đầu, nói ra, tiểu huynh đệ, chúng ta hội nói lời giữ lời, hiện tại liền xem ngươi loại kia quỷ tu công pháp có phải không thật sự rồi. Lão Hắc sớm đã đem loại kia quỷ tu pháp môn nói cho Diệp Thần Phong rồi. Diệp Thần Phong đi tới Liễu Văn Tuyền trước mặt, ngón tay của hắn hướng về Liễu Văn Tuyền mi tâm một điểm, một tia bạch quang nhất thời bay vào Liễu Văn Tuyền trong não, một cái sợi giữa bạch quang liền ẩn chứa quỷ tu pháp môn tu luyện rồi. Liễu Văn Tuyền tại tra xét một phen sau đó sắc mặt của hắn bỗng nhiên kịch biến, bởi vì loại này quỷ tu công pháp thực sự quá cường đại, căn bản không phải thôn vệ huyết nhục có thể tương đề tịnh luận. Tại điều tiết một cái tâm tình sau đó Liễu Văn Tuyển hướng về Diệp Thần Phong không người chào, nói ra, về sau ngươi chính là của chúng ta thiếu chủ rồi. chung quanh còn lại quỷ tu cũng dồn dập hướng về Diệp Thần Phong không người chào. Diệp Thần Phong nói ra, người tán đồng loại công pháp này là tốt rồi, như vậy truyền thụ còn lại quỷ tu sự tình liền giao cho ngươi. Tại thừa nhận Diệp Thần Phong cái này thiếu chủ, sau đó Liễu Văn Tuyển đối mặt Diệp Thần Phong trở nên cung kính không ít. Hắn làm thưởng thức Diệp Thần Phong, dù sao Diệp Thần Phong không dùng khối này thẻ gỗ đến uy hiếp bọn hắn. Hắn nói ra: "Thiếu chủ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng, chúng ta nơi này quỷ tu số lượng, ta còn muốn cho thiếu chủ ngươi hồi báo một chút." "Ta chính là thần vương cảnh sơ kỳ quỷ tu, mà còn lại quỷ tu tại thiên thần cảnh, địa thần cảnh cùng linh thần cảnh" Trong đó thiên thần cảnh quỷ tu có 50 tên, địa thần cảnh quỷ tu có 150 tên, về phần linh thần cảnh quỷ tu có 200 tên. Thiếu chủ cũng biết chúng ta là không cách nào rời đi tòa thành này được rồi, hết thảy về sau thiếu chủ gặp nguy hiểm nhất định trở về trong tòa thành này, như vậy chúng ta mới có thể đến giúp thiếu chủ ngươi. Nghe đến đó quỷ tu số lượng, Diệp thần phong trong lòng một trận cảm thán, thiên thần cảnh cùng địa thần cảnh cường giả e sợ trung châu bất luận cái nào tông môn cũng không có đạt đến cái trình độ này về phần thần vương cảnh cường giả diệp thần phong liền không cách nào suy đoán rồi dù sao ở chính giữa châu thần vương cảnh cường giả mới là quyết định tông môn mạnh mẽ chân chính nhân tố theo diệp thần phong trung châu trong tông môn khẳng định có vượt qua thiên thần cảnh sơ kỳ cường giả cho nên liễu văn tuyền các loại quỷ tu chả không thích hợp xuất hiện ở những người khác trong tầm mắt chỉ cần bọn hắn lưu tại trận pháp kia dưới đáy. Cái kia sẽ không có người sẽ phát hiện bọn hắn. Diệp Thần Phong để Liễu Văn Tuyền bọn hắn bình thường ở lại trận pháp dưới đáy không muốn đi ra, an tâm ở trong đó nỗ lực tu luyện. Liễu Văn Tuyền các loại quỷ tu đương nhiên là một lời đáp ứng. Tại Liễu Văn Tuyền các loại quỷ tu tản đi sau đó, Diệp Thần Phong biết sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ đem Thiên Nguyên Cổ Thành cho rằng của mình chân chính căn cứ địa, bất quá, hiện tại hắn mới đến, hắn còn chưa thể quá làm người khác chú ý đêm nay thiên nguyên cổ thành sự tình xem như là triệt để dẹp loạn, Diệp Thần phong hướng về cách đó không xa đóng chặt cửa sổ gian nhà đi đến. Audio điện tử võ tấn bền chương 2043, Bốn Sư Tranh Bá Gian nhà bên trong, tiết huyền tình cùng tần chu các loại thần kinh người trả căng thẳng đây. Bọn hắn cũng không biết vừa vận chuyện xảy ra bên ngoài, chỉ là bọn hắn đều cảm thấy những kia vây quanh ở ngoài phòng quỷ tu thật giống toàn bộ biến mất rồi, loại kia âm khí âm u khí tức cũng dò xét không tra được rồi. Chính khi bọn họ nghi hoặc không thôi thời điểm, Diệp Thần phong thanh âm truyền vào trong phòng, "Được rồi, mọi người có thể mở cửa đi ra." Khi nghe đến Diệp Thần phong thanh âm, sau đó Tiết Huyền Tình là không kịp chờ đợi mở ra cửa lớn, làm nàng nhìn thấy Diệp Thần phong hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt mình lúc trong lòng nàng lo lắng cuối cùng là tiêu tán, người cắn môi một cái, người bình thường một trực thuộc ở loại kia lạnh như băng nữ vương loại hình, không quá am hiểu kể một ít quan tâm, người cuối cùng chỉ nói là nói, người không có chuyện gì là tốt rồi. Diệp thần phong có thể cảm giác được một cái tiểu câu nói bên trong chỗ bao hàm tình nghĩa, dù sao tiết huyền tình đã từng nhiều lần không quan tâm an nguy của mình, đem diệp thần phong chặn sau lưng tự mình, coi như là người có tâm địa sắt đá cũng phải có chỗ xúc động, chỉ lại yếu Diệp Thần Phong hiện tại liên tiếp thu tiết huyền tình tình nghĩa hắn thật là có chút không làm được trên người của hắn trọng trách quá nặng đi đối với chuyện tình cảm chỉ có thể thuận theo tự nhiên rồi Tần Chu cùng triệu bá đám người đi ra khỏi phòng sau bọn hắn cẩn thận cảm ứng một phen trong thiên địa này bọn hắn tại bên trong tòa thành cổ này căn bản không cảm giác được quỷ tu tồn tại sao lại có thể như thế a há chẳng lẽ nói những quỷ tu đó toàn bộ được Diệp Thần Phong giải quyết đây cũng quá qua hoang đường chứ. Đối với mọi người nghi hoặc, Diệp Thần Phong cũng không tính nói ra chân tướng, hắn thuận miệng nói bậy nói, mọi người không cần cảm ứng, những quỷ tu đó sẽ không lại xuất hiện, ta tại bên trong tòa thành cổ này tìm tới một cái cầm cố quỷ tu địa phương, chỉ muốn mở ra nơi đó cơ quan, quỷ tu liền sẽ bị giam cầm ở bên trong. Nghe được Diệp Thần Phong nói bậy sau đó mọi người cũng không có hoài nghi, Trái lại nếu như Diệp Thần Phong nói mình đã thu phục được nơi này quỷ tu, ngược lại là vô cùng có khả năng bị người hoài nghi đang nói láo. Mọi người tại trở về từ cõi chết sau đó trong đó lăng giang cùng lăng vô song đối Diệp Thần Phong chân thành cảm tạ một phen. Bất quá, lăng vô song đối Diệp Thần Phong chiến ý càng thêm nồng nặc. Về phần triệu bá, Lý bá cùng Lý Tín Văn bọn hắn đúng là không có lại cảm tạ bởi vì bọn họ cùng Diệp Thần Phong quan hệ tương đối quen thuộc rồi, một mực cảm tạ sẽ có vẻ làm lập dị, cho nên bọn hắn thanh đối Diệp Thần Phong lòng biết ơn đặt ở trong lòng. Tần Chu một mực cung kính đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, hắn vẻ mặt thành thật nói ra, thiếu chủ. Nếu như ngươi không chê lão đầu tử ta, như vậy về sau ta nguyện ý vì thiếu chủ ngươi đi theo làm vì tùng, đi theo thiếu chủ ngươi cả đời. Tần Chu đối Diệp Thần Phong xưng hô cải biến, trước hắn ở trong lòng hứa hẹn quá rồi chỉ cần hắn lần này có thể sống sót hắn liền sẽ nhận thức diệp thần phong vì thiếu chủ lăng giang cùng lăng vô song gương mặt nghi ngờ không thôi bọn hắn nhưng cũng không biết tần chu trong óc được diệp thần phong gieo xuống dấu ấn dưới cái nhìn của bọn họ một cái thiên thần cảnh cường giả nhận thức một cái hóa thần cảnh người làm chủ cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi một ít bất quá bọn hắn cũng không có mở miệng hỏi nhiều Diệp Thần Phong nhìn xem phía trước mặt một mặt cung kính tần chu, hắn gật đầu một cái nói, "Ta tin tưởng hôm nay sự lựa chọn của ngươi, tại tương lai ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận." Hôm nay nguyên bên trong tòa thành cổ xảy ra một ít biến hóa, e sợ đêm nay qua đi, sau này cổ thành sẽ không ở buổi tối biến mất rồi. "Chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, đợi ngày mai rời đi đi." Đối với đề nghị của Diệp Thần Phong ở đây không có ai phản đối suốt đêm không nói chuyện. Ngày kế, Thái Dương thăng trước thời điểm, Diệp Thần Phong cùng Tần Chu bọn hắn liền khởi hành rời đi thiên nguyên cổ thành rồi. Căn cứ Tần Chu nói tới cách bọn họ gần nhất một tòa người tu luyện thành thị chính là Vạn Linh Thành, cưỡi linh thuyền hết tốc độ tiến về phía trước lời nói ước chừng yêu cầu 5 tiếng. Diệp Thần Phong đám người đoàn người ngồi Tần Chu khống chế linh thuyền một đường hết tốc độ tiến về phía trước. Sau 5 tiếng, Linh thuyền đứng tại một tòa thật to thành trì trước. Tòa thành trì này cửa thành cùng thành lầu cực kỳ hùng vĩ, hơn nữa linh khí chung quanh so với trên trời nguyên cổ thành thời điểm càng thêm nồng nặc. Đoàn người từ linh trên thuyền đi xuống, chỉ thấy ở trên cửa thành phương rồng bay phượng múa có khắc ba chữ lớn vạn linh thành. Diệp thần phong đám người đi theo tần chu cùng đi tiến vào trong thành. Chỉ thấy bên trong thành là dị thường phồn hoa, trên đường phố là lui tới người tu luyện, thậm chí là thiên thần cảnh cường giả cũng có rất nhiều tần chu vừa đi vừa hướng diệp thần phong giải thích thiếu chủ này vạn linh thành chính là trung châu bốn đại thành trì một trong bởi vì phù sư các tổng bộ ở này vạn linh trong thành này vạn linh thành phồn hoa hoàn toàn là do phù sư các tổng bộ sức ảnh hưởng mang động mặt khác ba đại thành trì bên trong cũng phân biệt có luyện dược các tổng bộ luyện khí các tổng bộ cùng trận pháp các tổng bộ bởi vì cái này tứ đại các địa vị cực kỳ bất phàm cho nên sức ảnh hưởng cũng lớn vô cùng. Đương nhiên trong đó trận pháp các sức ảnh hưởng muốn so còn lại tam đại các yếu hơn rất nhiều, bất quá, trận pháp các tại tam lưu cùng nhị lưu thế lực trong mắt cũng tính được là quái vật khổng lồ rồi. Tần Chu Tại dừng lại một chút sau đó hắn tiếp tục nói, ta cũng là tại trước đây không lâu mới vừa vận nhận được tin tức, lần này thiên huyền thịnh điển có thể là từ trước tới nay nhất là thịnh đại, bởi vì lần này trả ra nhập tứ sư tranh bá hạng mục. Này tứ sư tranh bá tên như ý nghĩa chính là luyện dược sư, luyện khí sư, phù sư cùng trận pháp sư rồi. Lần này Thiên Huyền Thịnh Điển chuyên môn vì người luyện dược sư này, luyện khí sư, phù sư cùng trận pháp sư bốn cái lĩnh vực người tu luyện mở ra thi đấu. Này bốn cái lĩnh vực thi đấu cùng Trung Châu Thiên Huyền Thịnh Điển là đồng thời cử hành. Bây giờ đến Trung Châu Thiên Huyền Thịnh Điển trước khi bắt đầu, khoảng thời gian này cũng có thể báo danh tham gia luyện dược sư, luyện khí sư phù sư cùng trận pháp sư so tài, đương nhiên đây chỉ là sơ tuyển mà thôi, bất quá, cũng nhất định muốn đến tứ đại các tổng bộ đi báo danh dự thi. Này vạn linh thành náo nhiệt như vậy phi phàm, nhất định là bởi vì phù sư các tổng bộ bắt đầu chọn lựa rồi, muốn tham gia phù sư thi đấu, này không giới hạn ở ngươi có phải hay không phù sư các người, chỉ cần ngươi hiểu được luyện chế linh phù, chỉ cần ngươi có thể thông qua sơ tuyển, như vậy ngươi là có thể tham gia về sau chân chính so tài thiếu chủ ngài chế thuốc trình độ rất cao tại bạn cùng lứa tuổi bên trong e sợ không người là đối thủ của ngài rồi ngài đúng là có thể tham gia một cái luyện dược sư thi đấu tứ sư tranh bá diệp thần phong ở trong lòng không sao cả lắc đầu hắn đối này tứ sư tranh bá không có quá nhiều hứng thú về phần rốt cuộc muốn không nên tham gia này tứ sư tranh bá diệp thần phong còn muốn suy nghĩ một chút đây mà ở diệp thần phong đám người vừa nãy bước vào vạn linh thành thời điểm vạn linh thành một quán rượu phòng bao xa hoa bên trong. Viêm thiên cốc tông chủ triệu nam long cùng tiết núi ca ca tiết quý, hai người bọn họ chính uống linh tử, thưởng thức linh thái đây. Tiết quý lãnh đạm nói, như hôm nay sắc đã sáng rõ, xem ra những khiêu lương tiểu sử đó cũng đã chết rồi. Triệu nam long cười gật đầu nói, này là đương nhiên, bọn hắn. Chỉ là triệu nam long lời còn chưa nói hết. Trên người của hắn đưa tin ngọc bài liền lấp lánh lên, trước đó hắn vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn để đệ tử trong môn ở cửa thành phụ cận ở lại, thân là viêm thiên cốc đệ tử tự nhiên là nhận ra tần chu. Tại triệu Nam Long nghe được đưa tin sau đó sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, hắn nói ra làm sao có khả năng. Sao lại có thể như thế a hát, tần chu bọn hắn dĩ nhiên không chết. Tiết quý cũng nghe được đưa tin, tuy rằng trong lòng của hắn có trăm điều khó hiểu, nhưng hắn biết viêm thiên cốc đệ tử ứng với nên không có nhìn lầm, bây giờ không phải là nghi hoặc cùng kinh ngạc lúc, hắn nói ra, triệu tông chủ, xem ra bây giờ chỉ có thể các loại thiên huyền thịnh điển mở ra, mới có thể cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn một chút, chúng ta bây giờ không thích hợp xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, nếu như chúng ta thủ đoạn đối phó với bọn họ truyền đi, như vậy chúng ta hội nghênh đón tai họa ngập đầu. Ta trước tiên thông báo tiết ra gia chủ, người cũng trước về tông môn đi. Triệu Nam Long trong lòng là nghĩ mãi mà không ra, hắn vẫn là nói, lúc trước tại trước khi mặt trời lặn không có đi ra khỏi thiên nguyên cổ thành người tu luyện, bọn hắn toàn bộ là chết ở cổ thành bên trong, lần này tại sao có thể có ngoại lệ đâu này. Chuyện này bên trong tuyệt đối có kỳ lạ, bây giờ xem ra cũng chỉ có thể đủ các loại thiên huyền thịnh điển mở ra, chỉ cần bọn hắn thanh nguyệt tông bị loại bỏ suốt thiên huyền thịnh điển, như vậy chúng ta là có thể không kiêng rè chút nào đối với bọn họ động thủ. Tiết quý lạnh mặt nói, chỉ là một cái chúng ta tiết ra giã. Loại khai sáng tông môn mà thôi, bọn hắn có thể ở chính giữa châu lật lên cái gì bọt nước. Lần này nói không chắc là bọn hắn số may mà thôi, dù sao trong bọn họ mạnh nhất Tần Chu cũng mới thiên thần cảnh tầng 3, trước đó coi như là thiên thần cảnh tầng 3 người tu luyện trên trời nguyên cổ thành qua đêm, đồng dạng là chắc chắn phải chết. Chương 2044, khắp nơi mây di chuyển. Trung Châu tiết ra trong phòng nghị sự tiết ra tất cả đại trưởng lão toàn bộ tập tụ tập ở đây rồi. Gia chủ tiết bành hải ngồi ở vị trí đầu não bên trên, hắn vừa vặn nhận được tiết đắt tiền mấy vạn dặm đưa tin. Trên mặt hắn không có biểu hiện ra cái gì hỉ nộ vẻ, phái đi thu phục thanh nguyệt tông tiết núi cùng tiết nguyên sáng bị phế rồi. Đây không thể nghi ngờ là hung hăng đánh một cái tiết ra bà tai, huống chi đánh tiết ra một cái cái bà tai chính là tiết ra năm đó giã. Loại tiết huyền tình, chuyện này quả thật là đối tiết ra một loại khinh miệt nhục đương nhiên đây chỉ là tiết ra người tự cho là đúng cho rằng tại tiết ra tất cả mọi người nhìn lại tiết ra có thể hạ thấp tư thái đi tìm tiết huyền tình đây đã là cho tiết huyền tình thiên đại mặt mũi nhưng kết quả tiết huyền tình không những cự tuyệt trái lại chả khiến người ta phế bỏ tiết núi cùng tiết nguyên sáng chuyện này quả thật là căn bản không thanh tiết ra để ở trong mắt bây giờ tiết huyền tình đám người rồi lại đã tránh được một kiếp Tiết Bành Hải ngón tay nhẹ nhàng gõ vang bàn, hắn phá vỡ trong phòng nghị sự vắng lặng, ta nghĩ liên quan với Tiết Huyền Tình đại nghịch bất đạo hành vi, mọi người đều đã nghe nói chứ. Nguyên bản ta nhớ tới Tiết Huyền Tình dù sao cũng là chúng ta tiết ra người, ta nghĩ làm cho nàng Thanh Nguyệt Tông dựa vào, không nghĩ tới người thật không ngờ ngu xuẩn mất khôn. Tiết Bành Hải nói chính là nghĩa tránh ngôn từ, bọn hắn cũng không ngẫm lại năm đó là như thế nào đánh đuổi Tiết Huyền Tình cùng mẫu thân nàng nếu không phải tiết huyền tình thanh nguyệt tông thông qua được huyền châu thiên huyền thịnh điển, tiết Gia sẽ đi tìm tiết huyền tình sao. Tại tiết bành hải dứt tiếng sau, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào một cái nhanh nhíu chặt mày đàn ông trung niên trên người, cái này đàn ông trung niên chính là tiết huyền tình cha ruột tiết hương xa. Tiết hương xa cảm giác được ánh mắt của mọi người sau đó sắc mặt của hắn có một chút trắng bệch, hắn đứng lên nói ra, gia chủ. Tiết huyền tình sớm không phải ta nữ nhi, năm đó ta cũng là nhất thời hồ đồ mới sẽ sinh ra cái này dã Loại, nếu tiết huyền tình làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình đến, như vậy một khi Thanh Nguyệt Tông bị loại bỏ suốt thiên huyền thịnh điển. Chúng ta lập tức đem Thanh Nguyệt Tông cho hủy diệt rồi. Tiết hưng xa trong giọng nói không mang theo bất luận cảm tình gì, tính cách của hắn ngoại trừ nhu nhược ở ngoài chính là máu lạnh, nếu không phải năm đó tiết huyền tình cùng mẫu thân của nàng cũng sẽ không bị đuổi ra tiết ra rồi. Đối với Tiết Hưng Sa trả lời, Tiết Bành Hải hết sức thỏa mãn, hắn nói ra, Hưng Sa, quan niệm của ngươi rất tốt, cái kia dã Loại không xứng bước vào chúng ta tiết ra, bất quá, chúng ta tiết ra cũng cần một ít lính hầu vì gia tộc sông pha chiến đấu. Bây giờ sự tình đã đến trình độ này, ta đúng là có thể lại cho tiết huyền tình một cơ hội cuối cùng, nếu như bọn hắn hiện tại nguyện ý cho tiết núi cùng tiết nguyên sáng quỳ xuống xin lỗi, như vậy ta vẫn cứ có thể để cho bọn hắn dựa vào chúng ta tiết ra. Bây giờ tiết ra cùng viêm thiên cốc cộng đồng phát hiện một chỗ tiểu bí cảnh, chỗ kia tiểu trong bí cảnh nguy hiểm trồng chất, yêu cầu rất nhiều người đi dò đường, bằng không lấy tiết bành hải tính cách hắn căn bản sẽ không như thế khoan hồng độ lược. Hắn ở bề ngoài nói dễ nghe như vậy, trên thực tế cuối cùng nhưng vẫn là muốn cho tiết huyền tình đám người đi chịu chết. Tiết hưng xa không chút do dự nói ra, gia chủ, vậy ta đi gặp một cái cái kia tiết huyền tình. Cùng lúc đó, Trung Châu chu Gia bên trong đại sảnh. Tuần này ra ở chính giữa châu đồng dạng chỉ là miễn cưỡng chen vào nhất lưu thế lực phạm trù, chu Gia chính là tiết huyền tình mẫu thân chỗ ở gia tộc. Năm đó tiết huyền tình cùng kỳ mẫu thân được đuổi ra tiết ra, tuần này ra cũng là đầy đủ máu lạnh vô tình, căn bản không để cho bọn họ mẹ con bước vào gia môn. Bằng không mẫu thân của tiết huyền tình cũng không thể nhanh như vậy đã chết rồi chu gia gia chủ chu thiên trấn hắn ở bên trong đại sảnh nghe một tên đệ tử báo cáo chu thiên trấn chính là tiết huyền tình phụ thân của mẫu thân cũng chính là tiết huyền tình thân sinh ông ngoại bất quá chu thiên trấn thê tử có thật nhiều cái đây mẫu thân của tiết huyền tình không thể tu luyện tự nhiên không thể vào chu thiên trấn ánh mắt rồi trên trời huyền giới cường giả loại này làm đầu trong thế giới không cách nào tu luyện chẳng khác gì là rác rưởi loại phế vật này đối với đại gia tộc đến nói không có bất kỳ tác dụng, coi như là dòng chính cũng không làm nên chuyện gì. Chu Thiên Trấn Nhi Tử cùng con gái cũng có không ít, căn bản không quan tâm thiếu một cái không sẽ tu luyện rác rưởi con gái. Nguyên bản Chu Thiên Trấn đã sớm không nhớ rõ mình còn có gọi một cái tiết huyền tình ngoại tôn nữ rồi, lần này là bởi vì Thanh Nguyệt Tông tại huyền Châu Thiên huyền thịnh điển bên trong bộc lộ tài năng, này mới khiến Chu Thiên Trấn chú ý tới Thanh Nguyệt Tông trước mặt tên đệ tử này hồi báo đều là thanh nguyệt tông sự tình chu thiên trấn tại sau khi nghe xong hắn phất phất tay ra hiệu để tên đệ tử kia rời đi tại tên đệ tử kia sau khi rời đi ánh mắt của hắn trở nên càng sắc bén hơn lên hắn tự nói tiết huyền tình lão phu ta cũng không có như thế một cái ngoại tôn nữ chỉ bằng chỉ là một cái thanh nguyệt tông lẽ nào muốn vì chuyện năm đó lấy một cái công đạo sao đáng tiếc nơi này là cường giả vi tôn lần này công đạo lấy không hơn trái lại còn có thể đem thanh nguyệt tông đẩy vào vực sâu vạn trường. đã như vậy chẳng bằng để cho ta chu gia đến hủy diệt này thanh nguyệt tông đây thiên huyền thịnh điển sau khi bắt đầu chính là thanh nguyệt tông hủy diệt thời gian tại chu thiên trấn không quan tâm thân tình thời điểm trung châu kim gia bên trong kim gia ở chính giữa châu không phải là phổ thông nhất lưu thế lực rồi kim gia muốn so tiết ra cùng chu gia mạnh hơn rất nhiều rất nhiều rồi Linh Châu Kim Gia cùng Huyền Châu Kim Gia hủy diệt sự tình, Trung Châu Kim Gia cũng đã đã được biết đến. Tuy nói Linh Châu Kim Gia cùng Huyền Châu Kim Gia chỉ là Trung Châu Kim Gia bàng chi mà thôi, thế nhưng hai cái bàng chi đều bị phúc diệt rồi, đây đối với Trung Châu Kim Gia tới nói quả thực là mất mặt ném về tận nhà rồi. Chính là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Bây giờ rất nhiều tông môn đều biết Linh Châu Kim Gia cùng Huyền Châu Kim Gia bị diệt sự tình rồi, rất nhiều tông môn nhưng cũng là ở trong bóng tối chuyện cười trung châu kim ra đây này làm cho trung châu kim ra người là nổi trận lôi đình căn cứ trung châu kim ra biết được tin tức linh châu kim ra cùng huyền châu kim ra bị diệt này đều cùng linh châu thanh nguyệt tông có quan hệ thanh nguyệt tông ở chính giữa châu kim ra trong mắt chỉ là một cái vì bất túc đạo tông môn mà thôi linh châu kim ra bị diệt hay là chả có thể thông cảm được nhưng huyền châu kim ra thế lực tuyệt đối không yếu một cái linh châu tông môn làm sao có khả năng so với huyền châu kim ra còn mạnh hơn. Nhưng tin tức truyền đến nói rõ chuẩn xác rồi, huyền châu năm đại tông môn bên trong tứ đại tông môn bị phúc diệt, này tứ đại tông môn đều là cùng thanh nguyệt tông có mâu thuẫn, mà chỉnh hợp tứ đại tông môn thế lực lại giao cho thanh nguyệt tông bên trong một tên đệ tử phụ thân quản lý. Tuy rằng cả sự tình bên trong thật giống Thanh Nguyệt Tông không hề động thủ, thế nhưng trong đó lại khắp nơi đều có Thanh Nguyệt Tông cái bóng tồn tại. Trung Châu Kim gia gia chủ Kim Dương mới, bên trong thân thể của hắn thiên thần cảnh 7 tầng sơ kỳ thật khí thế, nhanh chóng từ trong cơ thể hắn tràn ra tới, hắn nhìn xem dưới đáy một đám Kim gia trưởng lão, hắn ngữ khí lạnh lẽo nói ra phải như thế nào mới có thể mau chóng đem Thanh Nguyệt Tông trừ đi. Dưới đáy một đám trưởng lão lập tức dồn dập mở miệng. Gia chủ, này tuyệt đối không thể a hát, bây giờ Thanh Nguyệt Tông nếu tới tham gia Trung Châu Thiên Huyền Thịnh Điển rồi, khẳng định như vậy có rất nhiều con mắt chú ý đây. nếu như chúng ta tùy tiện động thủ, e sợ những kia cùng chúng ta kim gia có cửu oán thế lực, bọn hắn hội nắm lấy chuyện này không tha. đúng a, à, gia chủ, linh châu kim gia cùng huyền châu kim gia bị diệt, trong chúng ta châu kim gia không thể nghi ngờ đã trở thành người khác chê cười, chúng ta đều là trong lòng tức giận làm, nhưng cái trước mắt chỉ có thể các loại thanh nguyệt tông bị loại bỏ suốt thiên huyền thịnh điển chúng ta mới có thể không kiêng rẻ chút nào đối với bọn họ động thủ. Nghe từng cái trưởng lão lời nói, Kim Dương mới sắc mặt càng phát khó coi, Trung Châu Kim gia tuy rằng không xưng được Trung Châu đỉnh cấp nhất lưu thế lực, nhưng là tuyệt đối có thể tại nhất lưu trong thế lực có tên tuổi được rồi, lúc trước Trung Châu Kim gia chưa từng bị bực này khí. Kim Dương mới đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, hắn nói ra, vậy ta liền nhẫn lại một thời gian ngắn nữa, Ta muốn để Thanh Nguyệt tông tất cả mọi người muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể." Sau khi nói xong, Kim Dương mới thân ảnh đột nhiên biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Có thể theo chi mà đến là âm, một tiếng. Nguyên bản Kim Dương mới sau lưng một cái ghế trực tiếp ở trong không khí biến thành vụn gỗ, lại sau đó cái kia lưu loát vụn gỗ lại ở trong không khí biến thành hư vô. Ở đây một đám trung châu kim gia trưởng lão đều biết kim dương mới là hoàn toàn lên cơn giận dữ rồi, trong lòng bọn họ lại làm sao tức giận nộ đây. Nhưng mà, những này trung châu kim gia người cũng không suy nghĩ thật kỹ. Linh châu kim gia vì sao lại bị diệt, còn không phải linh châu kim gia chọc tới diệp thần phong. Huyền châu kim gia vì sao lại bị diệt, nhưng vẫn là bọn hắn không biết sống chết chọc tới diệp thần phong. Linh Châu cùng Huyền Châu Kim Gia vốn là gieo gió gặt bão. Bây giờ Trung Châu Kim Gia không hỏi nguyên do liền định rồi Thanh Nguyệt Tông tội chết. Trong lúc này Châu Kim Gia sẽ trở thành cái kế tiếp Linh Châu hoặc là Huyền Châu Kim Gia sao? chương 2045, Phủ Vực, Tham Gia Chọn Lửa, Vạn Linh Thành, một chỗ trang viên bên trong mật thất. Diệp thần phong đầu đầy mồ hôi, hắn quần áo trên người có phần dơ giấy bẩn thỉu phải cầm trong tay thanh long ngọc bút. ầm um, một tiếng, trước mặt hắn một lá bùa bạo liệt ra, trong nháy mắt ở trong không khí biến thành cho tàn. Diệp thần phong đã tại mật thất này bên trong trọn vẹn ba ngày ba đêm thời gian. Từ khi tại ba ngày trước đi theo Tần Chu đi tới Vạn Linh Thành sau đó Tần Chu tại Vạn Linh trong thành thuê lại một tòa trang viên, tuy nói cử hành thiên huyền thịnh điển địa phương cũng không tại Vạn Linh Thành, nhưng bây giờ trong khoảng cách châu thiên huyền thịnh điển chính thức bắt đầu, còn có chừng hai tháng thời gian đây. Tần Chu chuẩn bị đợi được thiên huyền thịnh điển nhanh muốn bắt đầu, mang nữa Diệp Thần Phong đám người đi hướng cử hành thiên huyền thịnh điển địa phương, đối với cái này Diệp Thần Phong mấy người cũng không có phản đối. Khi nghe đến vạn linh thành chính là phù sư các tổng bộ sau, Diệp Thần Phong ngược lại có ít ngày không có luyện chế linh phù, bây giờ hắn chính là nhị phẩm phù sư, tại đi tới trang viên sau đó hắn liền tiến vào trong tu luyện mật thất, đây đối với những người khác tới nói đã chuyện thường ngày ở huyện được rồi, bởi vì Diệp Thần Phong thường thường liền sẽ bế quan một lần. Đem cấp một linh phù cùng cấp hai linh phù toàn bộ quen thuộc một lần sau đó Diệp Thần Phong trong lòng nghĩ ngợi có thể hay không xung kích một cái tam phẩm phù sư rồi. Kết quả là, Diệp Thần Phong nói làm liền làm, nhưng trải qua này ba ngày ba đêm thời gian, lá bùa nổ tung rất nhiều chương, nhưng hắn vẫn không có luyện chế ra ba. Cấp linh phù đến, Diệp Thần Phong lựa chọn luyện chế 3, cấp linh phù tự nhiên là tới từ ở lưu ly cung điện quyển kia bùa chú bên trong. Hắn thử nghiệm luyện chế chính là là một loại phụ trợ loại linh phù, tên là hộ tâm phù. Này hộ tâm phù tên như ý nghĩa chính là bảo vệ trái tim, một số thời khắc người tu luyện trái tim bị trọng thương, thậm chí là trên trái tim xuất hiện vết sạn nứt, mặc dù có chút đan dược có thể bảo vệ tâm mạch, thế nhưng dùng đan dược. Để đan trong dược dược lực hóa giải đi đến, đây là yêu cầu một chút thời gian, khả năng chính là cái này một chút thời gian. Trái tim liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Mà này ba, cấp hộ tâm phù, chỉ cần lấy linh khí kích phát. Gián đang tu luyện người vị trí trái tim, một loại trong đó đặc thù năng lượng liền sẽ tạm thời duy trì trái tim trạng thái, tối thiểu không cho trái tim trạng thái chuyển biến xấu đi xuống. Một cái trường trưởng lão tâm phù kéo dài hiệu quả có tới một ngày đây rất nhiều người tu luyện tại thời điểm chiến đấu, trái tim là rất dễ dàng bị thương, bởi vì trái tim so sánh yếu đuối, một khi trái tim bị hao tổn, khẳng định như vậy là không còn sống lâu nữa rồi, nếu như trên người có thể có hộ tâm phù. Như vậy ngược lại là có thể để người tu luyện tạm thời duy trì tánh mạng. Trong ba ngày qua, Diệp Thần Phong đã đếm không hết chính mình nổ tung bao nhiêu cái phủ giấy. Mồ hôi hột từ trên gương mặt của hắn không ngừng lướt xuống mà xuống, luyện chế linh phù cũng là một kiện cực kỳ tiêu hao linh khí sự tình. Sâu đậm hít thở một cái, Diệp Thần Phong để tâm thái của chính mình khôi phục lại yên lặng sau đó hắn đem thanh long ngọc bút thẩm thấu ở chính mình phối trí đặc thù dịch. Trong cơ thể, sau đó, hắn lại đem thanh long ngọc bút cho đề xuống, trong đầu tạp niệm toàn bộ ném đi rồi, ngòi bút lần thứ hai đã rơi vào phù trên giấy. Trải qua nhiều lần như vậy thất bại sau lại căn cứ quyển kia bùa chú thượng ghi lại kinh nghiệm, đây chính là một tên trí tôn phù sư kinh nghiệm đây. Diệp thần phong trên căn bản là mò tới một ít khiếu môn rồi. Ngòi bút ở trên lá bùa cực kỳ vững vàng du tẩu, từng cây từng cây đường nét ở trên lá bùa tốc biến, diệp thần phong mỗi lần hít thở cùng ngòi bút đi khắp tạo thành một loại cực kỳ ăn ý nhịp điệu. Diệp thần phong muốn chính là cái này cảm giác. Theo đường nét không ngừng ở trên lá bùa xuất hiện, nhất cổ khiến người ta thoải mái năng lượng từ lá bùa bên trong thẩm thấu mà ra chỉ chốc lát sau trên lá bùa ánh sáng hiện ra diệp thần phong cũng đột nhiên thu bút rồi chỉ thấy trên lá bùa đường cong phức tạp đan sen năng lượng bị ẩn đi tiến vào phù trong giấy diệp thần phong nhìn xem phía trước mặt lá bùa khóe miệng hắn cười nhạt một tiếng không cần phải nói này hộ tâm phù luyện chế mà xong rồi Đêm này hộ tâm phù luyện chế mà thành sau, hắn bây giờ có thể danh tránh ngôn thuận được gọi là tam phẩm phù sư rồi. Diệp thần phong thay đổi một cái sạch sẽ quần áo, đánh sửa lại một chút dáng dấp của mình, đem thanh long ngọc bút các loại thu vào hỗn độn nhẫn sau, hắn liền rời đi mật thất tu luyện bên trong. Tuy rằng Diệp thần phong đối với tứ sư tranh bá không có hứng thú quá lớn, nhưng hắn vẫn là quyết định đi phù sư các tổng bộ nhìn một chút, dù sao đi tới vạn linh thành, đồng dạng thân là phù sư hắn hẳn là phù sư các trình độ đi. Cái này cũng là xuất phát từ nội tâm một điểm hiếu kỳ. Tại Diệp Thần Phong rời đi mật thất tu luyện thời điểm. Tiết huyền tình đám người hẳn là đều tại trong phòng của mình, hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn. Hắn trực tiếp rời khỏi trang viên. Phù sư các tổng bộ tại Vạn Linh Thành khẳng định cực kỳ dễ thấy, Diệp Thần Phong tùy tiện hỏi một cái trong thành người tu luyện thì có thể tìm tới đi ở trên đường phố Diệp Thần Phong, hắn nghe được phía trước hai tên hóa thần cảnh người tu luyện vừa lúc ở đàm luận phù sư các so tài sự tình. Diệp Thần Phong đi lên trước, hắn chắp tay, nói ra, thật không tiện, hai vị, ta mới vừa vặn đi tới vạn linh thành, đối với phù sư các tổng bộ chả không hiểu rõ lắm, nghe nói lần này thiên huyền thịnh điển ra nhập tứ sư tranh bá, không biết hai vị có thể hay không cùng ta nói một chút bùa này sư các. Cái này hai tên hóa thần cảnh người tu luyện, bọn hắn ngược lại cũng đúng là so sánh dễ nói chuyện. một tên trong đó người cao nói ra, vị huynh đệ này nhìn ngươi cũng là mới đến. lần này thiên huyền thịnh biển nhưng là từ trước tới nay náo nhiệt nhất. về phần lần này phù sư các thi đấu, phù sư các cũng coi như là bỏ ra đại thủ bút. chỉ là ta xem tác phẩm lớn này, cuối cùng vẫn cứ chỉ là hội rơi xuống phù sư các phù sư trên đầu. tuy rằng cũng có một chút tự học thành tài phù sư nhưng này loại giã lộ tử phù sư, nào có phù sư các phù sư tới lợi hại. Có người nói lần này chỉ cần tại phù sư trong trận đấu thu được ba vị trí đầu, liền có thể tiến vào phù sư các trong truyền thuyết phù vực. Diệp Thần Phong nghi ngờ nói, phù vực. Tên kia người cao thấy Diệp Thần Phong một mặt nhà quê dáng dấp, hắn có chút đắc ý nói, vị huynh đệ này, người có chỗ không biết rồi, phù vực chính là phù sư các một chỗ đặc thù không gian, mỗi 100 năm mới sẽ mở ra một lần, hơn nữa mỗi lần chỉ có thể tiến vào ba người. Vừa vặn năm nay cũng là phù vực mở ra thời điểm, có người nói bùa này vực nội nhưng là có thêm rất nhiều cực kỳ mạnh mẽ phù sư huyền bí, đây cũng không phải là ta khoác lác, đã từng đã tiến vào phù vực phù sư, cao nhất nhưng là liên tục tăng lên hai phẩm cấp, lại kém cũng có thể tăng lên một phẩm cấp, đương nhiên này muốn xem tự thân tư chất được rồi, ta nghe nói muốn đi vào phù vực, tuổi tác cũng là có hạn chế bằng không những phù sư đó các lão quái vật đã sớm tranh nhau chen lấn tiến vào phù vực, nơi nào còn có thể đến phiên người khác. Nghe được có quan hệ phù vực sự tình sau. Diệp thần phong trong lòng ngược lại là hứng thú, hắn đối diện trước hai tên người tu luyện nói một tiếng cảm ơn sau đó hắn liền hướng phù sư các tổng bộ phương hướng lao đi rồi. Nếu như phù vực thật sự có thần kỳ như vậy, như vậy bùa này sư các thi đấu hắn chả nhất định muốn tham gia, dù sao tại chế thuốc, Luyện khí cùng luyện phù bên trong, bây giờ hắn luyện phù cấp bậc là thấp nhất, hắn ngược lại là cũng muốn nhanh chóng tăng lên mình một chút phù sư cấp bậc. Tại Diệp Thần Phong sắp đến phù sư các tổng bộ thời điểm, thân ảnh của hắn đột nhiên tiến vào một chỗ không ai ngõ nhỏ bên trong. Lại từ ngõ hẻm lúc đi ra, Diệp Thần Phong trên mặt đã mang một cái mặt nạ màu đen rồi. Từ lần trước tại Huyền Châu tham gia luyện khí các phân bộ khảo hạch, mang mặt nạ nhưng vẫn là có thể được thiên thần cảnh cường giả cảm giác được tướng mạo sau đó Diệp Thần Phong tại lão Bạch cùng lão Hắc trợ giúp xuống, hắn một lần nữa đã làm ra năm cái mặt nạ. Này năm cái mặt nạ chính là lợi dụng thủ pháp đặc biệt chế tác mà thành, chỉ cần mang theo loại này mặt nạ, coi như là thần vương cảnh người tu luyện chỉ sợ cũng không cách nào tra xét suốt Diệp Thần Phong tướng mạo. Diệp Thần Phong bây giờ mới vừa vặn đi tới Trung Châu đây, hắn cũng không muốn quá làm người khác chú ý cho nên hắn vẫn là ít xuất hiện một chút tốt. Trên mặt mang mặt nạ màu đen Diệp Thần Phong, hắn tại đi tới phù sư các tổng bộ trước cửa thời điểm, chỉ thấy phù sư các tổng bộ trước cửa sắp xếp lên hàng dài, rất thêm gia sinh giã lộ tử phù sư, bọn hắn đều tới nơi này thử vận may rồi, dù sao trong truyền thuyết phù vực, đối với phù sư tới nói nhưng là có tuyệt đối lực hấp dẫn. Tại phù sư các tổng bộ chỉ là tiến hành sơ tuyển mà thôi, tại thông qua sơ tuyển sau đó đến lúc đó chân chính phù sư thi đấu chính là cùng thiên huyền thịnh biển tại cùng một nơi cử hành diệp thần phong lặng yên không tiếng động xếp hạng đội ngũ cuối cùng hắn nhìn xem phía trước mặt cực kỳ hùng vĩ mà lại khí thế phi phàm cung điện giống như kiến trúc hơn nữa hắn có thể đủ cảm giác được ở trong đó có vài đạo cường hãn sóng năng lượng xem ra phù sư các tổng bộ ngược lại cũng không phải chỉ là hư danh nghe phía trước từng cái giã lộ tử phù sư đàm luận Diệp Thần Phong hiện tại có thể càng thêm khẳng định cái kia phù vực hẳn là tuyệt đối là một chỗ tốt, tối thiểu đối với phù sư tới nói là như vậy. chương 2046, tốc độ kinh khủng. Thỉnh thoảng có phù sư tiến vào phù sư các tổng bộ tiến hành đấu vòng loại chọn lựa. Nhưng đại đa số người tiến vào thời điểm, trên căn bản là hùng tâm tráng trí, nhưng sau khi đi ra từng cái là than thở, Dựa vào nét mặt của bọn họ thường là có thể nhìn ra bọn hắn không có thông qua đấu vòng loại chọn lựa rồi. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục đến phiên Diệp Thần Phong, đứng ở phù sư các cửa ra vào một người trung niên nam nhân, hắn để Diệp Thần Phong đưa bàn tay đặt tại trước mặt một khối màu đen trên bia đá. Đối với Diệp Thần Phong trên mặt mang mặt nạ màu đen, tên này đàn ông trung niên cũng không có quá nhiều nghi hoặc, dù sao người như vậy không phải số ít. Tấm bia đá này là dùng để kiểm tra cốt linh, đương nhiên bia đá sẽ không biểu hiện cụ thể cốt linh, chỉ cần tuổi chưa vượt qua 300 tuổi, như vậy tấm bia đá này thượng liền sẽ tốc biến màu xanh lam, dù sao muốn đi vào phù vực tuổi tác nhất định muốn thấp hơn 400 tuổi. Cuối cùng phù sư các người và lần này thiên huyền thịnh điển người dự thi tuổi tác thống nhất, phàm là vượt qua 300 tuổi thì sẽ không thể tham gia phù sư so tài. Theo Diệp Thần Phong chỉ cần tấm bia đá này sẽ không biểu hiện hắn cụ thể cốt linh, như vậy hắn liền vô cùng yên tâm, dù sao 29 tuổi cốt linh nhất định sẽ gây nên chú ý. Diệp thần phong đem tay phải của mình đặt tại trên bia đá, rất nhanh trên bia đá liền lóe lên một đạo ánh sáng màu lam, quả nhiên cũng không hề cho thấy diệp thần phong cụ thể cốt linh. Tên kia đàn ông trung niên gật gật đầu, nói ra theo ta vào đi. Diệp thần phong đi theo đàn ông trung niên đi vào phù sư các tổng bộ, chỉ thấy phù sư các trong tổng bộ không gian cực kỳ to lớn, trong đó có tới tới lui lui phù sư đang bận biểu. Tên kia đàn ông trung niên đem Diệp Thần Phong dẫn tới một gian phòng cửa vào sau đó nói ra, vào đi thôi. Đến bên trong người tự nhiên sẽ biết đấu vòng loại khảo hạch. Diệp Thần Phong chỉ là nhíu nhíu mày, hắn liền đi vào phòng bên trong, tên kia đàn ông trung niên chỉ là tại bên ngoài phòng chờ. Diện tích của căn phòng không là rất lớn. Ở trong phòng chính giữa giữa để một cái bàn cùng cái ghế, ở trên bàn để đó một lá bùa, một nhánh phủ bút cùng vẽ bùa dùng một loại nào đó dịch. Thể. Diệp thần phong đi tới trước bàn, tại cái bàn một tờ giấy trắng viết một đoạn rậm rạp chẳng chịt chữ, ý tứ trong đó đại khái chính là lợi dụng nơi này cung cấp lá bùa cùng phù bút, muốn dùng tốc độ nhanh nhất của mình phát họa một tấm cấp một băng bạo phù. Mặt trên cũng không nói tại bao nhiêu thời gian bên trong hoàn thành mới coi như hợp lệ. Này băng bạo phù chính là diệp thần phong loại thứ nhất biết luyện chế linh phù, cũng là hắn bây giờ luyện chế qua nhiều nhất linh phù, hắn đối băng bạo phù có thể nói là cực kỳ quen thuộc. Một cái cấp băng bạo phù đối với những kia giã lộ tử phù sư, phải nói luyện chế ra đến cũng không có quá lớn khó khăn, như vậy vấn đề nằm ở chỗ về thời gian rồi, nhất định phải trong thời gian nhất định luyện chế ra băng bạo phù mới xem như là hợp lệ. Lại nói ở trên giấy trắng nói rõ luyện chế băng bạo phù phương pháp, mà Diệp Thần Phong luyện chế băng bạo phù đến từ chính bùa chú bên trong, muốn so phổ thông băng bạo phù phức tạp thượng rất nhiều, có thể nói Diệp Thần Phong luyện chế cấp một băng bạo phù, thậm chí có cấp 2 linh phù uy lực. Nếu mà trên cung cấp luyện chế băng bạo phù phương pháp, như vậy Diệp Thần Phong tự nhiên không thể luyện chế loại kia so sánh phức tạp băng bạo phù, chỉ có thể căn cứ trên giấy trắng nói đi làm. Bây giờ thân là tam phẩm phù sư, lại luyện chế qua càng thêm phức tạp băng bạo phù, Phổ Thông Băng Bạo phù đối với hắn mà nói hẳn không có bất kỳ độ khó, bất quá, để cho an toàn hắn vẫn là nhắm mắt lại, đem loại này Phổ Thông Băng Bạo phù tại trong đầu diễn luyện mấy lần. Mà đang ở vừa vận Diệp Thần Phong đi tiến gian phòng thời điểm. Phù sư các tổng bộ nơi nào đó sân nhỏ bên trong, ở trong không khí hiện ra một cái hình ảnh, màn này rõ ràng là Diệp Thần Phong chỗ ở bên trong phòng. Tại cái nhà này bên trong một già một trẻ ngồi xuống ghế, bọn hắn ánh mắt chính nhìn xem trong không khí hiện ra hình ảnh. Một tên trong đó dáng dấp lành lạnh thiếu nữ, nàng nhìn trong hình mang theo mặt nạ màu đen, nhưng ánh mắt lại bế lên diệp thần phong, của nàng mày liễu nhíu lại, người lành lạnh nói, sư phụ, chúng ta đều đã thấy hiện tại, căn bản cũng không có cái nào phù sư như một dáng vẻ, trừ chúng ta phù sư các ở ngoài, dưới gầm trời này căn bản không có bất kỳ địa phương nào có thể bồi dưỡng được thiên tài phù sư rồi. Tên này khuôn mặt tinh khiết không nhiễm một tia bụi mù thiếu nữ, người chính là phù sư các đệ nhất thiên tài cố hình nhi, bây giờ người đã là tứ phẩm phù sư rồi. Một người khác chính đang ngồi lão đầu, hắn chính là phù sư các lão tổ một trong du thạch thanh, hắn chính là thứ thiệt thất phẩm phù sư. Du thạch thanh lấy tư cách phù sư các lão tổ một trong, hắn bình thường cực kỳ thiếu lộ diện, cho dù là xuất hiện ở phù sư các đệ tử trước mặt, hắn cũng luôn là một bộ nghiêm túc thận trọng dáng dấp nhưng duy độc mặt đối với mình thân truyền đồ để cố Hinh nhi, hắn luôn là một bộ hiền lành cùng cưng chiều biểu lộ. Dù Thạch Thanh lấy tư cách luyện dược các lão tổ, hắn năm đó lại đặt cách thu rồi cố Hinh nhi làm đồ đệ, này cố Hinh nhi tuổi tác tuy nhỏ, thế nhưng tại phù sư trong các địa vị lại phi thường cao, đương nhiên này cố Hinh nhi cũng cực kỳ không chịu thua kém, tại Du Thạch Thanh bồi dưỡng dưới, ngược lại là thật sự đã trở thành phù sư các đệ nhất thiên tài. Dù Thạch Thanh nhìn xem chính mình ngoan đồ nhi, hắn nói ra, hình nhi, trên thế giới này phù sư thiên tài cái nào có nhiều như vậy. Giống như người vậy có thể không tới 200 tuổi liền trở thành tứ phẩm phù sư, trong thiên địa này có thể có mấy cái. May là vi sư phát hiện ngươi, bằng không ngươi phù sư tư chất nhất định sẽ được mai một. Lần này dĩ nhiên làm ra một cái tứ sư tranh bá, vi sư cũng là buồn bực được sợ, ta cũng không chờ mong có thể phát hiện thiên tài gì, ta chỉ là nhìn xem những kia sinh ra giã lộ tử phù sư, bọn hắn bình quân trình độ đến cái gì tầng thứ. Vi sư ta đã bị vây ở thất phẩm phù sư mấy ngàn năm rồi, tại mấy ngày trước đây rốt cuộc loáng thoáng mò tới bát phẩm phù sư ngưỡng cửa, cho nên vi sư ta ngừng lại. chính là dục tốc thì bất đạt, vi sư cần đem tâm thái để nằm ngang. nếu như vi sư có thể bước vào bát phẩm phù sư, như vậy vi sư nhất định có thể tiến vào một cái lĩnh vực mới rồi. Nghe được Du Thạch Thanh lời nói sau, vẻ mặt lành lạnh cố hình nhi, người khuôn mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, nàng nói nói cái kia hình nhi yếu chúc mừng sư phụ ngài, hình nhi cung kính chúc sư phụ ngài sớm ngày bước vào bát phẩm phù sư. Du Thạch Thanh là mỉm cười gật gật đầu, nhưng cố hình nhi nhìn thấy trước mặt trong hình diệp thần phong trả nhắm mắt lại, lông mày của nàng nhíu càng gia tăng hơn rồi, nàng nói nói, sư phụ, người này là chuyện gì xảy ra? Ta xem hắn vốn là lãng phí thời gian, những kia sinh ra giã lộ tử phù sư, có thể thông qua đấu vòng loại chính là đã ít lại càng ít, người này chậm chạp không động thủ, ta xem trong lòng của hắn tám thành không chắc chắn. Dù Thạch Thanh cũng lắc lắc đầu, hắn đối phù sư các đấu vòng loại chọn lựa cũng mất đi hứng thú, chính lúc hắn yếu phất tay đem trước mặt hình ảnh triệt hồi thời điểm, chỉ thấy trong hình diệp thần phong dĩ nhiên nhấc lên bút, này làm cho Du Thạch Thanh không khỏi vi vi dừng lại. Mà nằm ở trong phòng diệp thần phong, hắn căn bản không có phát hiện mình bị người giám thị hắn tại trong đầu đã diễn luyện rất nhiều lần loại này phổ thông băng bạo phù phải cầm trong tay phủ bút diệp thần phong ngòi bút nhất thời đã rơi vào trên lá bùa tay phải khống chế phủ bút du tẩu tốc độ của hắn cực cực kỳ nhanh từng cây từng cây dây nhỏ ở trên lá bùa phát họa mà ra một giây đồng hồ hai giây đồng hồ toàn bộ quá trình là một bút tạo thành ngăn ngắn hai giây đồng hồ. Trên lá bùa ánh sáng màu trắng tránh qua, nhất cổ lạnh lẽo khí thế từ đó lộ ra. Băng bạo phù là thuận lợi hoàn thành. Mà ở phù sư các nơi nào đó trong sân du thạch thanh cùng cố hình nhi, này thầy cho hai nhìn xem trong hình tất cả, hai người bọn họ trong nháy mắt nín thở, cố hình nhi trong con ngươi xinh đẹp lóe lên dị thải cùng khiếp sợ. Coi như là sư phụ của nàng Du Thạch Thanh đến phát hỏa băng bạo phù, sợ rằng cũng phải hai giây đồng hồ, nhưng hôm nay một cái sinh ra giã lộ tử phù sư, lại có thể cùng sư phụ nàng tốc độ bằng nhau. Phải biết sư phụ nàng nhưng là thứ thiệt thất phẩm phù sư A Hát. Dù thạch thanh tại hơi dừng lại một chút sau, thân thể của hắn đột nhiên một cái run rẩy trong con người của hắn tản ra hai đạo tinh quang, thậm chí môi đều có một ít phát run, hắn không thể tin được tự xem đến, mặc dù nói chỉ là một cấp băng bạo phù, nhưng ở thiên huyền giới có thể tại hai giây đồng hồ bên trong hoàn thành, đây là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bực này tốc độ thật sự là quá kinh khủng, quan trọng nhất là người này tuổi tác còn tại 300 tuổi bên dưới. Dù thạch thanh lão đầu này là hoàn toàn kích động, hắn nhìn xem cố hình nhi, hắn lên tiếng bắt đầu cười lớn, hình nhi, có muốn hay không phải nhiều cái sư đệ. Tư chất của tên tiểu tử này hẳn là sẽ không so với người kém, có cái sư đệ bồi tiếp ngươi, ngươi cũng có thể có người bạn, nói không chắc về sau hai người các ngươi vẫn có thể thành liền chuyện tốt đây. chương 2047, gặp gỡ, không đơn giản. Cố hình nhi gò má ửng hồng, người phồng lên miệng nói ra, sư phụ, người nói nhang gì đấy. Nhìn thấy cố hình nhi xấu hổ dáng dấp, dù thạch thanh là càng thêm vui vẻ, hắn nói ra, không nghĩ tới chúng ta phù sư các đệ nhất nữ thiên tài cũng sẽ có xấu hổ thời điểm. Theo vi sư ta đi gặp một lần tên tiểu tử này đi. Cố hình nhi lặng yên không lên tiếng gật gật đầu, sư phụ nàng mặc dù nói diệp thần phong tư chất không thể so với người kém, nhưng nàng biết đây là sư phụ kiêng kỵ mặt mũi của nàng đây. Người phi thường rõ ràng e sợ người mang mặt nạ này, tại phù sư một đường thượng thiên phú yếu vượt xa nàng. Dù thạch thanh cánh tay vung lên, ở trong không khí hình ảnh biến mất trong nháy mắt, hắn và cố hình nhi cũng biến mất ở trong sân. Mà diệp thần phong chỗ ở bên trong gian phòng. Hắn tại thuận lợi luyện chế ra băng bạo phù sau đó chỉ thấy trên bàn đột nhiên xuất hiện một cái rãnh, từ rãnh bên trong dâng lên một tấm lệnh bài cùng một tấm thiệp. Diệp thần phong đem lệnh bài cùng thiếp mười nắm trong tay, tại mở ra thiếp mười sau, chỉ thấy trên đó viết phù sư các sau so tài ngày cùng địa điểm, còn nói rõ tấm lệnh bài kia chính là là thông qua đấu vòng loại tượng trưng, đến lúc đó chỉ cần mình đi hướng so tài địa điểm là được rồi. Diệp thần phong đem khắc có một cái phù chữ lệnh bài cùng thiếp mời để vào hỗn độn trong chiếc nhẫn, dù sao phù sư về sau thi đấu cùng thiên huyền thịnh điển là cùng cử hành, hắn cũng không có gì đáng lo lắng, nếu thông qua được đấu vòng loại chọn lựa, như vậy Diệp thần phong cũng không muốn ở chỗ này dừng lại. Tại Diệp thần phong sau khi đi ra khỏi phòng, tên kia thủ ở bên ngoài đàn ông trung niên, hắn cũng không hề hỏi Diệp thần phong kết quả, khả năng dưới cái nhìn của hắn loại này sinh ra giã lộ tử phù sư mặc kệ có hay không thông qua đấu vòng loại, dù sao tại về sau trong trận đấu nhất định sẽ bị loại bỏ, này ngược lại cũng để Diệp Thần Phong mừng rỡ thanh nhàn. Tại Diệp Thần Phong mới vừa đi ra phù sư các tổng bộ, chỉ thấy phù sư các tổng bộ cửa ra vào cách đó không xa, có một tên người tu luyện chính thống khổ nằm trên mặt đất thượng đây. Chu vi chính có một ít người tu luyện vây quanh chỉ chỉ trò trò. Tên kia nằm ở trên mặt đất người tu luyện không phải là trước đó đối diệp thần phong giải thích phù sư các người cao người tu luyện ma. Bàn tay của hắn thật chặt che ngực, cơ thể hơi có phần co giật. Một gã khác cùng người cao người tu luyện cùng nhau người, hắn nhanh chóng là xoay quanh, nhưng hắn không chút nào biện pháp. Trong miệng hắn nói lầm bầm, tại sao lại như vậy? Sư huynh người trái tim đã từng thu thương thế không phải sớm là tốt rồi sao? Bây giờ nên làm gì? Trên người ta không có bảo vệ tâm mạch đan dược, nằm dưới đất tên kia người cao người tu luyện, hắn thống khổ con người đều phải từ trong hốc mắt trợn lồi ra, trái tim của hắn đã từng thu quá to lớn trọng thương, tuy rằng dùng đan dược chữa trị rất nhiều. Ở bề ngoài giống như là hoàn toàn khép lại, nhưng kỳ thật trái tim của hắn bên trong một cái mạch máu chả một mực nằm ở bị thương trạng thái. Tên này người cao người tu luyện nguyên bản cho là mình hoàn toàn khôi phục, hắn liền không nữa dùng bất kỳ chữa trị trái tim đan dược, Cảnh này khiến trái tim của hắn bên trong một cái mạch máu càng ngày càng nghiêm trọng, hôm nay là triệt để gãy vỡ ra một vết thương. E là cho dù có bảo vệ tâm mạch đan dược cũng vô ích. Lấy tình huống của hắn, căn bản đến không dùng cùng đợi được dược lực thuốc phát ra rồi. Chu Vi vừa vặn có một tên nhị phẩm luyện dược sư, tên này nhị phẩm luyện dược sư nói năng hùng hồn lắc đầu nói. Mang mặt nạ Diệp Thần phong hướng về đoàn người đi tới, Trước đó tên kia người cao đối với hắn giải thích phù sư các sự tình, hắn ngược lại là đối này người cao có chút hảo cảm, chỉ ít này người cao thật dễ nói chuyện, vừa vặn trước đó hắn luyện chế ra ba. Cấp hộ tâm phù Diệp thần phong lại đi tiến đoàn người sau đó tại mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới, hắn trực tiếp kích phát một tấm hộ tâm phù, đem hộ tâm phù kề sát ở người cao người tu luyện trên ngực. Tại người cao đồng bạn yếu mở miệng quát tháo thời điểm. Chỉ thấy mặt đất thượng người cao, nổi thống khổ của hắn đang dần dần biến mất rồi, trong lỗ mũi khí tức cũng đang từ từ khôi phục vững vàng, tình cảnh này làm cho ở đây những người còn lại đều hơi kinh hãi, trong đó có người biết hàng nói ra cái này chỉ sợ là ba. Cấp hộ tâm phù Theo hộ tâm phù tác dụng phát huy, người cao người tu luyện trái tim hoàn toàn bị củng cố ở, làm hết thảy đều ổn định lại thời điểm, người chung quanh mới lại nghĩ tới Diệp Thần Phong, nhưng tại chàng nơi nào còn có Diệp Thần Phong thân ảnh. Diệp Thần Phong đã sớm là bỏ của chạy lấy người rồi. Đồng thời hai bóng người cũng xuất hiện tại phù sư các ngoài cửa lớn, hai người này rõ ràng là Du Thạch Thanh cùng Cố Hinh Nhi. Nguyên bản đôi thầy trò này có thể có thể rất nhanh sẽ đi ra, nhưng ai biết nửa đường gặp phù sư các một người khác lão tổ. Du Thạch Thanh cũng không muốn đem Diệp Thần Phong tên đồ đệ này để cho người khác đoạt đi, cho nên hắn che che giấu giấu làm trễ nãi một ít thời gian. Dù Thạch Thanh từ phụ trách đấu vòng loại chọn lựa đàn ông trung niên trong miệng biết được Diệp Thần Phong đã rời khỏi, sau đó hắn vừa nhìn về phía không đám người xa xa. Hắn lại từ đàn ông trung niên trong miệng đã được biết đến vừa vặn phát sinh ở chuyện bên ngoài. Dù Thạch Thanh cùng Cố Hình Nhi lập tức xuất hiện tại tên kia người cao người tu luyện trước mặt, dù Thạch Thanh ánh mắt không nháy một cái nhìn xem người cao ngực hộ tâm phù, hắn nói ra ta chính là phù sư các phù sư, để cho ta tới thay ngươi dò xét cha một chút trái tim. Dù thạch thanh khí thế cường hãn đặt tại đó đây, ở đây tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, tên kia người cao người tu luyện tự nhiên sẽ không cự tuyệt rồi. Dù thạch thanh bàn tay đặt tại này trương trưởng lão tâm trên bùa, chỉ chốc lát sau. Hắn khuôn mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi cùng mừng rỡ như điên, hắn nói ra, diệu. Thật sự là quá huyền diệu rồi này hộ tâm phù so với ta luyện chế đều cao minh hơn rất nhiều, lại vẫn mang vào một chút xíu khép lại tác dụng. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Dù Thạch Thanh cảm giác được tấm này hộ tâm phù không chỉ củng cố ở người cao trái tim, hơn nữa còn cực kỳ chậm rãi tại chữa trị người cao trong trái tim cái kia một cái mạch máu. Nhìn thấy chính mình sư phụ một mặt hưng phấn dáng dấp, cố Hinh nhi nói ra, sư phụ, thật có người nói lợi hại như vậy. Du Thạch Thanh không chút do dự nói ra, đúng vậy, e sợ tại chúng ta toàn bộ phù sư các đều không ai có thể luyện chế ra bực này hộ tâm phù, tên đồ đệ này ta thu định rồi, không được, ta nhất định phải lập tức đem tên tiểu tử này tìm ra. Du Thạch Thanh thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Lập tức, cố hình nhi cũng một mặt không chịu thua biến mất rồi. Này để người ở chỗ này là chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần đến, đặc biệt là tên kia phụ trách chọn lựa đàn ông trung niên, hắn hiện tại trong lòng mặt hối hận làm, nếu như sớm biết lão tổ nhìn chúng Diệp Thần Phong, hắn tuyệt đối sẽ không để Diệp Thần Phong như thế rời đi. Nhưng mà, dù Thạch Thanh nhất định là yếu lãng phí thời giờ rồi. Bởi vì lúc này Diệp Thần Phong, hắn không chỉ mặt nạ trên mặt hái xuống, trên người trả thay đổi một cái quần áo, hắn chính nhàn nhã đi ở vạn linh thành trên đường phố đây. Diệp Thần Phong lại đi qua một gian tiệm bán thuốc thời điểm, con mắt của hắn đột nhiên vi vi ngưng lại, hắn nhìn thấy tại tiệm bán thuốc bên trong có một đạo bóng người quen thuộc, tại đây đạo bóng người quen thuộc thần bất thủ xá sau khi đi ra, Diệp Thần Phong nghi ngờ nói, "Vân tỷ, ngươi làm sao ở chính giữa châu?" Đạo này bóng người quen thuộc không phải là lúc trước Phượng Hoàng tông Vân Mộ Linh Ma. Có thể nói Diệp Thần Phong tại mới vừa tới đến Thiên Huyền giới thời điểm, này Vân Mộ Linh chính là là người dẫn đường của hắn, đối Diệp Thần Phong cực kỳ không sai thậm chí cùng Diệp Thần Phong đồng thời đã trải qua đồng sinh vọng tử. Diệp Thần Phong trong lòng cũng coi Vân Mộ Linh là làm bằng hữu chân chính đối xử. Vân gia không phải Linh Châu một cái gia tộc sao? Này Vân Mộ Linh làm sao sẽ xuất hiện tại Trung Châu Vạn Linh Thành đâu này? Trên người mặc màu lam nhạt sợi tơ quần áo, đen nhánh tóc dài rủ xuống ở đầu vai, vóc người cực kỳ thành thục, dáng dấp tú Mỹ Vân Mộ Linh, người khi nghe đến có phần thanh âm quen thuộc sau, người ngẩng đầu lên, trên mặt của nàng tràn đầy bi thương và vẻ u sầu. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó người trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một đạo vui sướng, người lập tức đi lên, nói ra, Thần Phong. Người cũng tới Trung Châu, lúc trước ta một mực tại chờ đợi người tới xem ta, sau đó trong gia tộc xảy ra rất khó lường sự cố, chúng ta vân ra mới đi đến được Trung Châu, bất quá. Ta chuyên môn khiến người ta tại Linh Châu Vân ra chờ ngươi, chỉ cần ngươi đi, liền để hắn nói cho ngươi biết, ta bây giờ hành tung. Nghe được Vân Mộ Linh như vậy cẩn thận, Diệp Thần Phong trong lòng không khỏi ấm áp, hỏi hắn: "Vân tỷ, gia tộc của các ngươi làm sao sẽ đột nhiên đi tới Trung Châu?" Vân Mộ Linh sắc mặt lần thứ hai ảm đạm xuống, "Thần Phong, tại trước đây không lâu ta mới biết, nguyên lai like chúng ta Vân gia cũng coi như là Trung Châu Vân gia dòng chính một mạch, tại mấy ngàn năm trước, Trung Châu Vân gia bây giờ lão tổ đi rồi Linh Châu" tại Linh Châu cùng làm mà một tên nữ. Người tu luyện kết hợp được, sau Trung Châu Vân ra bây giờ lão tổ về tới Trung Châu, hắn nguyên bản ý định qua đoạn tháng ngày đem nữ nhân của mình nhận được Trung Châu tới. Nhưng bị lúc đó Trung Châu Vân ra phản đối, thậm chí còn đem bây giờ Trung Châu Vân ra lão tổ cho cấm túc rồi, sau đó lão tổ một mực nỗ lực tu luyện, Vân ra cũng an bài cho hắn còn lại hôn sự, bất quá, lão tổ vẫn chưa quên Linh Châu người phụ nữ kia. Lão tổ ưa thích linh châu người phụ nữ kia, dựa vào lão tổ lưu lại một ít công pháp và của cải, chậm rãi tại linh châu sáng lập một cái vân gia. Theo thời gian trôi qua, linh châu vân gia tại linh châu nhiều lần di chuyển. Lão tổ là gần nhất mới tìm được chúng ta, đồng thời đem chúng ta toàn bộ nhận được trung châu tới. Chương 2048, mạng của người ta cứu. Vân Mộ Linh thật giống trong lòng nghẹn rất nhiều lời nói đối mặt Diệp Thần Phong thời điểm, người vô cùng thả lỏng, người đem mấy ngày nay sự tình toàn bộ nói ra. Dù sao ban đầu ở Phượng Hoàng Tông thời điểm, tại cho rằng rơi vào tình huống ắt phải chết, phân mộ linh nhưng là đem mình sơ. Hôn cho Diệp Thần Phong, trong lòng nàng hay là đối Diệp Thần Phong có một loại đặc thù cảm giác. Trung Châu Vân Gia Lão Tổ đối Linh Châu Vân Gia người là cực kỳ tốt, đặc biệt là vô cùng thương Vân Mộ Linh nhà đầu này, nguyên bản có lão tổ vì vân mộ linh đám người chỗ dựa, Trung Châu Vân ra cũng không dám có bất kỳ ý kiến gì. Nhưng liền một tháng trước, Trung Châu Vân ra lão tổ Vân Quang Vinh, thân thể của hắn đột nhiên vỡ rồi, thậm chí là một bệnh không nổi. Nguyên lai Vân Quang Vinh đã sớm biết chính mình yếu đèn cạn dầu rồi, cho nên hắn mới liều mạng tìm tới tại Linh Châu Hậu Nhân. Tại Vân Quang Vinh ngã xuống sau đó Trung Châu Vân ra dòng chính trong lòng người mặc dù có bất mãn, nhưng bọn họ cũng không có làm khó vân mộ linh đám người. Nhưng Trung Châu Vân ra chi thứ người nhưng là quá đáng cực kỳ trong ngày thường khắp nơi làm khó dễ vân mộ linh. Bây giờ vân quang vinh ốm đau không nổi, những này bàng hệ người là càng thêm làm càn cha của ta là hồi sinh. Vân ra ở chính giữa châu cũng nguyễn cưỡng xem như là nhất lưu thế lực rồi, lấy tư cách lão tổ Vân Quang Vinh có thiên thần cảnh bảy tầng sơ kỳ thực lực, nếu như Vân Quang Vinh rơi xuống lời nói, e sợ vân gia hội lập tức ngã ra nhất lưu thế lực phạm trù. Cho nên mấy ngày này vân gia dòng chính người lo lắng lão tổ an nguy, bọn hắn căn bản không để ý tới chi thứ người làm sao đối xử vân mộ linh đám người. Vân mộ linh tại đại khái nói một lần sau đó người một mặt khổ sở nói, nếu không có lão tổ tại, ta căn bản không muốn ở tại Trung Châu vân gia rồi, lão tổ thật sự đối với ta rất tốt. Hắn đúng là coi ta là làm thân nhân đối xử, ta không muốn lão tổ cứ như vậy đi rồi, Ta đi ra ngoài là muốn nhìn một chút có hay không biện pháp giúp lão tổ kéo dài tính mạng. Ta biết Vân gia khẳng định tìm luyện dược sư, bây giờ liền luyện dược sư cũng không có cách nào. Ta nhất định là trắng tốn thời gian rồi, nhưng ta chính là không muốn trơ mắt nhìn lão tổ cứ như vậy rời đi. Nhìn thấy Vân Mộ Linh thương tâm dáng dấp, Diệp Thần Phong trong lòng khẽ thở một hơi. Nói thật hắn thật sự không muốn quản việc không đâu, nhưng Vân Mộ Linh là bằng hữu của hắn từng ở hắn vừa vặn đến Linh Châu thời điểm, Vân Mộ Linh đối với hắn vô cùng tốt, phần ân tình này Diệp Thần Phong một mực nhớ kỹ đây. Diệp Thần Phong vỗ vỗ Vân Mộ Linh hương, vai, nói ra, Vân Tỷ, nếu như ngươi tin tưởng lời nói của ta, như vậy mang ta đi Vân ra xem một chút đi. Nói không chắc ta có thể cho ngươi lão tổ sống nhiều một đoạn thời gian. Vân Mộ Linh một mặt nghi hoặc nhìn Diệp Thần Phong, cho tới bây giờ người mới phát hiện Diệp Thần Phong thực lực hôm nay tại hóa thần cảnh tầng 2 hậu kỳ, lúc trước Diệp Thần Phong đi tới thiên huyền giới thời điểm thực lực mới bao nhiêu. Bực này tốc độ tăng lên không khỏi quá kinh khủng chứ. Liền ngay cả Vân Mộ Linh hiện tại cũng mới hóa thần cảnh 4 tầng hậu kỳ đây. Nguyên bản Vân Mộ Linh thực lực chỉ có hóa thần cảnh tam tầng đỉnh phong. Là ở đi tới Trung Châu Vân ra sau đó lão tổ Vân Quang Vinh tự mình trợ giúp Vân Mộ Linh tăng lên ba cái tầng thứ. Vân Mộ Linh phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Thần Phong rồi, ban đầu ở Phượng Hoàng Tông, người vốn cho là tất chết rồi, nhưng cuối cùng Diệp Thần Phong lại dẫn nàng an toàn rời đi. Vân Mộ Linh đã không lo được nhiều như vậy, Diệp Thần Phong lời nói như cùng nàng cuối cùng một cái phao cứu mạng, người khẩn trương bắt được Diệp Thần Phong cánh tay, nói ra, Thần Phong, người thật sự có biện pháp giúp ta lão tổ kéo dài tính mạng. Diệp Thần Phong nói ra, Vân Tỷ, có thể hay không kéo dài tính mạng. Tối thiểu phải chờ ta gặp được người mới có thể phán đoán. Vân Mộ Linh lập tức nói ra, "Được, Thần Phong, chúng ta bây giờ trở về Vân gia." Diệp Thần Phong được Vân Mộ Linh lôi kéo hùng hùng hổ hổ, hổ hướng về Vạn Linh trong thành Vân gia tiến đến. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong đi theo Vân Mộ Linh đi tới Vân gia trước phủ đệ. Này Vân gia tốt xấu cũng là nhất lưu thế lực hắn phủ đệ ngược lại là khí thế phi phàm, cửa ra vào thủ vệ nhìn thấy vân mộ linh sau, bọn họ là cho vân mộ linh vi vi cúc cung, những thủ vệ này liền bằng hệ cũng không tính, bọn hắn đối xử vân mộ linh trả là cực kỳ cung kính. Vân mộ linh lôi kéo diệp thần phong thủ một đường đi vào vân ra, bây giờ vân quang vinh cực kỳ khả năng tại mấy ngày nay vẫn lạc, vân ra bên trong là tới tới lui lui bằng hệ cùng dòng chính người những bảng hệ đó người nguyên bản là xem vân mộ linh các loại linh châu vân ra người không sảng khoái bởi vì linh châu vân ra trở về phân đi rồi một phần tài nguyên đây chính là tổn hại rất nhiều bảng hệ lợi ích rồi bọn hắn tự nhiên là hy vọng vân mộ linh đám người có thể cút đi vân mộ linh người thực sự là thật là to gan bây giờ lão tổ ngàn cân treo sợi tóc người vẫn còn mang theo giã nam người trở về hưởng thụ vẫn đúng là không nhìn ra ngươi là như thế này không đàn bà không biết xấu hổ ta lập tức đi thông báo gia chủ này vân mộ linh quả thực quá mức làm càn người căn bản không xứng trở về chúng ta vân ra thật không biết lão tổ là nghĩ như thế nào vân mộ linh cắn chặt môi người hoàn toàn không thấy chung quanh lời lẽ vô tình nàng nhìn muốn dừng lại diệp thần phong nói ra thần phong cứu lão tổ quan trọng theo bọn họ đi nói đi Diệp thần phong trong lòng thở dài một hơi, đi theo vân mộ linh chiều vân ra nơi sâu xa đi đến hỗn độn quyết. Tại sắp đi tới vân quang vinh chỗ ở sân nhỏ lúc, một đám người ánh mắt không lành đi tới, trong đó dẫn đầu đàn ông trung niên chính là vân gia gia chủ vân cao ngất, thực lực tại thiên thần cảnh bốn tầng sơ kỳ. Tại vân cao ngất bên cạnh một tên thanh niên chính là là con trai của hắn vân ngọc đường, một thân thực lực tại linh thần cảnh một tầng trung kỳ. Tại Vân Cao Ngất cùng Vân Ngọc Đường phía sau trả đi theo một tên lão đầu và một người trung niên nam nhân, bọn hắn chính là Vân Mộ Linh ra ra Vân Quang Bình thản phụ thân Vân Chí Nghĩa, Vân Quang Bình trên đất thần cảnh 4 tầng sơ kỳ, Vân Chí Nghĩa tại linh thần cảnh 5 tầng sơ kỳ. Vân Quang Bình thản Vân Chí Nghĩa trên mặt tràn đầy vẻ lo âu. Xem ra vừa vặn thật là có người đi cấp gia chủ Vân Cao Ngất mật báo rồi, nhìn thấy Vân Mộ Linh xác thực mang theo một người đàn ông, hơn nữa còn nắm người đàn ông này thủ, vân cao ngất sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Lấy tư cách vân mộ linh ra ra, vân quang bình vội vàng quát lớn, mộ linh còn không mau cấp gia chủ xin lỗi. Hiện tại đều lúc nào rồi, người làm sao tất cả đều là mang một ít không biết lai lịch người trở về. Đối mặt ra ra chất vấn, vân mộ linh lôi kéo diệp thần phong thủ càng gia tăng hơn rồi, nàng nói nói, gia chủ, này là bằng hữu của ta diệp thần phong, hắn hay là có thể giúp lão tổ kéo dài tính mạng, kính xin ra chủ ngươi để bằng hữu ta đi xem xem lão tổ. Một mặt cao ngạo vân ngọc đường, hắn lạnh giọng quát lên, hoang đường, buồn cười, người vân mộ linh không khỏi cũng quá không nắm lão tổ mệnh coi là chuyện to tát đi nha. Chúng ta nhưng là đều phi thường lo lắng lão tổ, tiểu tử này có thể cho lão tổ kéo dài tính mạng. Nếu như hắn có thể đủ kéo dài tính mạng, như vậy ta lập tức cho hắn quỳ xuống dập đầu. Ngươi có biết hay không lão tổ đối với chúng ta vân ra tới nói ý vị như thế nào? Ngươi tại trên danh nghĩa tính là tỷ tỷ của ta, ngươi tới đến vân ra sau, ta cũng không cho ngươi nhiệm vẻ mặt gì xem đi. Nhưng ngươi không khỏi bắt chúng ta làm trắng. Ngươi dạy chứ, tên tiểu tử này rõ ràng chính là ngươi mang về cùng ngươi lêu lỏng, hiện tại ngươi lại còn đường hoàng tìm như vậy mượn cớ. Gia chủ vân cao ngất cao mày, nói ra, được rồi, mộ linh lão tổ không xử bạc với người a hát tự giải quyết cho tốt đi vân mộ linh lại cắn môi quật cường nói ra bằng hữu của ta đúng là cho lão tổ kéo dài tính mạng lời này vừa nói ra vân mộ linh ra ra cùng phụ thân vân quang bình thản vân trí nghĩa bọn hắn hung hăng trừng lên vân mộ linh trong lòng không ngừng thở dài mà vân cao ngất cùng vân ngọc đường là hoàn toàn phẫn nộ rồi tại bọn hắn sắp bạo phát thời khắc chỉ thấy một đạo hư nhược âm thanh truyền ra, lão đầu tử ta còn chưa chết đây. Làm sao, các ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn bắt nạt mộ linh. Một tên thân thể gầy yếu lão đầu chiến chiến nguy nguy từ phía trước trong sân đi ra, hắn chính là vân gia lão tổ vân quang vinh rồi. Vân quang vinh tại cảm thấy chuyện nơi đây sau, hắn tiêu hao trong cơ thể không nhiều sinh cơ vẫn cứ để cho mình bỏ lên, có thể thấy được hắn thật sự vô cùng thương vân mộ linh. Vân Quang Vinh ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Cao Ngất đám người, nói ra, bạn của Mộ Linh chính là chúng ta bạn của Vân gia, Vân Cao Ngất, đây chính là của ngươi đạo đãi khách sao? Phốc, một tiếng. Chỉ là nói suốt câu nói này sau, Vân Quang Vinh trong miệng nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người bao quát Vân Mộ Linh muốn đi vịn Vân Vinh thời điểm, Diệp Thần Phong đối với Vân Quang Vinh mở miệng, mạng của ngươi ta cứu. Vân Vinh tính khí rất đúng Diệp Thần Phong khẩu vị hơn nữa hắn là thật sự quan tâm Vân Mộ Linh, như vậy hắn ngược lại là nhất định muốn ra tay rồi, hơn nữa căn cứ vừa vặn cảm ứng, hắn đại khái biết một chút Vân Quang Vinh tình huống, hắn muốn cho Vân Quang Vinh sống thêm mấy năm, ngược lại là hẳn là có mấy phần chắc chắn. chương 2049, cảm kích nước mắt không? Diệp thần phong chắc chắn như thế ngôn ngữ ngoại trừ mù quáng tin tưởng Vân Mộ Linh ở ngoài, còn lại trong lòng người cảm xúc không hề giống nhau, có chính là buồn cười lắc đầu, có chính là càng thêm lửa giận thiêu đốt, liền ngay cả Vân Quang Vinh bản thân cũng là âm thầm thở dài, hắn biết mình đã là đèn cạn dầu rồi, lúc trước cũng phục dụng rất nhiều đan dược kéo dài tuổi thọ rồi. Đan dược kéo dài tuổi thọ chỉ có tại lần thứ nhất dùng thời điểm mới có tác dụng, bây giờ Vân Quang Vinh đối đan dược kéo dài tuổi thọ sản sinh miễn dịch, liền ngay cả mạnh mẽ luyện dược sư đều không thể ra sức, huống chi là một cái hóa thần cảnh tiểu tử. Bất quá Vân Quang Vinh lúc còn trẻ xác thực thua thiệt Linh Châu Vân ra mạch này, cho nên hắn đối Vân Mộ Linh là cực kỳ thương yêu. Hắn nhìn xem tràn ngập ước ao Vân Mộ Linh, nói ra, được, Mộ Linh, vậy hãy để cho ngươi vị bằng hữu này giúp ta xem một chút đi. Mặc kệ có thể hay không giúp ta kéo dài tuổi thọ, người vị bằng hữu này đều là chúng ta Vân ra quý khách, nếu như ai dám làm khó hắn, như vậy liền khiến những người này lập tức lăn ra Vân ra. Vân Mộ Linh đã tiến lên đỡ Vân Quang Vinh rồi, người cảm thụ lão tổ che chở người một mặt khó chịu nói ra lão tổ ngài nhất định sẽ không có chuyện gì tại vân mộ linh nâng đỡ vân quang vinh đi vào sân nhỏ trong phòng diệp thần phong đương nhiên đi vào theo về phần vân gia gia chủ vân cao ngất cùng thiếu chủ vân ngọc đường bọn hắn mặt âm trầm cũng đi theo mà vân mộ linh gia gia vân quang bình thản phụ thân vân trí nghĩa hai người bọn họ trên mặt thấp thỏm bất an tiêu sái ở vân cao ngất cùng vân ngọc đường phía sau khi tiến vào trong phòng sau. Diệp thần phong để Vân Quang Vinh đem áo trên cởi ra, này làm cho một bên Vân Ngọc Đường quát lớn, tiểu tử, ngươi không cần tại giả thần giả quỷ rồi. Bây giờ rời đi nơi này, chúng ta Vân ra có thể không tính đến. Vân Cao mất đối với Vân Quang Vinh, nói ra, lão tổ, lẽ nào ngài thật sự yếu cùng bọn họ hồ nháo sao? Ngài đối với chúng ta bây giờ Vân ra tới nói quá trọng yếu, thân thể của ngài không chịu nổi lung tung rằng co, ta nhất định sẽ giúp lão tổ ngài tìm tới kéo dài tuổi thọ phương pháp. Vân Quang Bình đối với Vân Mộ Linh, nói ra, Mộ Linh, mang theo bằng hữu của ngươi rời đi đi. Hướng gia chủ thật tốt nói lời xin lỗi. Sắc mặt tái nhợt Vân Quang Vinh, hắn tức giận phất phất tay, quát lên, làm sao? Lẽ nào lão đầu tử ta lời nói không có tác dụng? Toàn bộ các ngươi cho ta ngậm miệng. Tuy rằng Vân Quang Vinh cũng cho rằng Vân Mộ Linh tại hồ đồ, nhưng hắn vẫn là nghe xong Diệp Thần Phong lời nói, hắn đem áo trên cởi ra, hắn ôn hòa đối với Diệp Thần Phong. Nói ra, tiểu huynh đệ, không cần để ý tới bọn hắn, người cứ việc giúp ta xem một chút đi. Không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng, lão đầu tử ta biết mình sống không được mấy ngày. Tại Vân Cao ngất đám người ánh mắt vẫn nộ dưới, Diệp Thần Phong đi tới Vân Vinh phía sau, hắn cho một bên vân mộ linh một cái yên tâm ánh mắt, hắn đưa bàn tay đặt tại vân quang vinh trên lưng, cảm thụ vân quang vinh trong cơ thể sinh cơ. Tại một phen dưới sự cảm ứng, diệp thần phong chân mày nhíu thật chặt. Hắn phát hiện vân vinh sinh cơ còn thật sự yếu tiêu hao sạch sẽ rồi, e sợ lại có thêm 10 ngày đến một tháng trong lúc đó, này vân quang vinh liền sẽ hoàn toàn sinh cơ tiêu hao hết mà chết rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, tiểu gia hỏa, người này sinh cơ đã tiêu hao hết. Bất quá, người tu luyện trong cơ thể đều là tiềm tàng một phần sinh cơ, coi như là đã đến tử vong một khắc đó. Này ẩn núp một phần sinh cơ cũng sẽ không được kích phát đi ra. Mà người tu luyện thần huyết quyết vừa vặn có kích phát tiềm tàng sinh cơ tác dụng, căn cứ ta cùng lão hắc cảm ứng. Này bên trong cơ thể ẩn núp sinh cơ chỉ cần kích phát, hẳn là đầy đủ hắn sống được thời gian 2 năm rồi. Ngươi chỉ cần trong cơ thể vận chuyển thần huyết quyết, đem thần huyết quyết năng lượng xuyên vào này trong cơ thể con người, hắn ẩn núp sinh cơ cũng sẽ bị kích phát đi ra rồi. Diệp thần phong nghe xong lão bạch lời nói sau, hắn mở miệng nói, vị tiền bối này, nếu như ta không đánh giá tính sai, ngươi nên chỉ có 10 ngày đến một tháng mệnh chứ. Một bên vân ngọc đường lạnh lùng nói, tiểu tử, này chỉ sợ là vân mộ linh nói cho ngươi chứ. Vân Quang Vinh hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Vân Ngọc Đường, tại Vân Ngọc Đường tiếng nói im bặt đi sau, hắn đối với Diệp Thần Phong nói ra, tiểu huynh đệ, người nói không sai, lão đầu tử ta xác thực chỉ có nhiều như vậy tuổi thọ rồi. Diệp Thần Phong đối với Vân Quang Vinh vẫn rất có hảo cảm, hắn nói ra tiền bối, ta có thể giúp người kéo dài 2 năm tuổi thọ. Diệp Thần Phong thủ trưởng lần nữa đặt tại Vân Quang Vinh trên lưng, hắn tiếp tục nói tiền bối không cần làm bất kỳ chuẩn bị gì, chỉ phải buông lỏng thân thể là được rồi. Thấy Diệp Thần Phong nói như thế chắc chắn, Vân Cao ngất bọn người nghi ngờ, coi như là một cái lại ngu. Ngu xuẩn người cũng không dám vào lúc này nói ẩu nói tả, huống chi Diệp Thần Phong chỉ có hóa thần cảnh thực lực, lẽ nào mà nói Diệp Thần Phong thật sự có biện pháp. Vân Quang Vinh trong lòng tâm tình cũng biến ảo chập chờn, mà chính lúc lúc này, Diệp Thần Phong trong cơ thể thần huyết quyết đã vận chuyển lại rồi, thần huyết quyết năng lượng thấu qua bàn tay đang chậm rãi tiến vào vân vinh trong cơ thể, đem vân quang vinh những kia ẩn giấu sinh cơ đang chậm chậm kích phát đi ra. Vân quang vinh tại cảm giác được trong cơ thể chậm rãi biến nhiều sinh cơ sau đó thần sắc của hắn hơi chấn động một cái, nếu như có thể sống sót, như vậy có ai muốn chết? Khởi điểm chỉ là vân quang vinh chính mình cảm giác được trong cơ thể sinh cơ tại nhiều ra, theo thời gian trôi qua, Mọi người ở đây nhìn thấy vân quang vinh sắc mặt cũng đang từ từ trở nên hồng nhuận, tất cả mọi người có thể cảm giác được từ mây quang vinh trong cơ thể lộ ra sinh cơ rồi. Kèm theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần Phong trên trán không ngừng toát ra dày đặc mồ hôi hột. Một cái nào đó trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thu tay lại, cả người hắn sắc mặt có chút khó coi, giúp những người khác kích phát sinh cơ nhưng là một kiện cực kỳ tiêu hao linh khí sự tình. Tại Diệp Thần Phong thu hồi thủ trưởng trong nháy mắt, Vân Quang Vinh trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng, sắc mặt kích động đỏ lên một mảnh, hắn bàn tay gầy guộc chăm chú nắm thành quyền đầu, trong cổ họng hắn phát ra ha ha tiếng cười lớn, hắn cảm giác được của mình sinh cơ thật sự khôi phục rất nhiều, tối thiểu vẫn có thể sống 2 năm rồi, hắn tự nhủ có thêm thời gian 2 năm, này đối với ta mà nói đã tốt vô cùng. Vân Quang Vinh xoay người nhìn hướng Diệp Thần Phong, nói ra, "Tiểu Hữu lão đầu tử ở nơi này đa tạ ngươi rồi, không nghĩ tới tiểu hữu ngươi còn có bực này thủ đoạn nghịch thiên. Cảm giác sinh cơ khôi phục không ít Vân Quang Vinh, người ở chỗ này cũng có thể phán đoán ra giờ phút này Vân Quang Vinh hẳn là sống thêm 2 năm xác thực không thành vấn đề rồi. Trong đó Vân gia thiếu chủ Vân Ngọc Đường, hắn trực tiếp đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh. Phù phù, một tiếng, hắn bay thẳng đến Diệp Thần Phong quỳ xuống, âm, 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 ba tiếng, hắn hướng về Diệp Thần Phong đột nhiên dập đầu ba cái, hắn trong con người địch ý cùng phẫn nộ biến mất không còn chút nào, thay vào đó là chân thành cảm kích, hắn chân thành nói, huynh đệ, vừa nãy ta vân ngọc đường sai rồi. Ta ở nơi này xin lỗi ngươi, nếu như huynh đệ ngươi cảm thấy chưa hết giận, như vậy ngươi liền hung hăng quất ta mấy lần, ta Vân Ngọc Đường tuyệt đối sẽ không đối với ngươi có oán hận. Trước đó Vân Ngọc Đường nói nếu như Diệp Thần Phong có thể cho Vân Quang Vinh kéo dài tính mạng, Hắn liền cho Diệp Thần Phong quỳ xuống dập đầu, bây giờ hắn là nói được là làm được rồi, hơn nữa Vân Ngọc Đường chút nào không làm bộ, hắn là phát ra từ nội tâm cảm kích Diệp Thần Phong. Dù sao lão tổ Vân Quang Vinh đối với Vân gia thật sự mà nói quá trọng yếu, Vân Quang Vinh không thể nghi ngờ là Vân gia một cái định hải thần châm, nếu như Vân Quang Vinh chết rồi, như vậy Vân gia thế lực đem mức độ lớn hạ thấp, còn nữa Vân Ngọc Đường đám người đối Vân Quang Vinh cũng có thâm hậu thân tình. Vân Cao ngất mặc dù không có quỳ xuống, nhưng hắn hướng về Diệp Thần Phong sâu đậm cúc cung rồi, hắn chân thành nói: "Tiểu huynh đệ, vừa nãy là chúng ta vô lễ, về sau chỉ cần tiểu huynh đệ chuyện của ngươi, như vậy chính là chúng ta Vân ra sự tình." Sau đó, Vân Cao ngất lại một mặt áy náy đối với Vân Mộ Linh, nói ra: "Mộ Linh, hy vọng ngươi chớ có trách ta, thật sự là lão tổ đối Vân ra tới nói quá trọng yếu, còn xin ngươi có thể tha thứ ta." Từ dưới đất bò dậy Vân Ngọc Đường cũng đúng Vân Mộ Linh, nói ra, tỷ tỷ, xin lỗi, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, người đều là ta Vân Ngọc Đường tỷ tỷ, ta xem ai còn dám bắt nạt ngươi. Kỳ thực từ khi đi tới Trung Châu Vân ra sau đó dòng chính nhất mạch Vân cao ngất đám người, đối Vân Mộ Linh bọn hắn vẫn là vô cùng không sai, chỉ là lão tổ sự tình để cho bọn họ tâm tình không tốt, Vân Mộ Linh cũng không phải một cái yêu thích thủ dai người, nàng nói nói, gia chủ, đệ đệ, các ngươi không cần nói xin lỗi, ta biết các ngươi cũng là vì lão tổ an nghe thấy muốn. Vân Quang Bình thản vân trí nghĩa nhìn thấy trước mặt này một loạt thay đổi, hai người bọn họ khóe miệng cuối cùng cũng coi như lộ ra nụ cười, vân mộ linh mang về diệp thần phong không thể nghi ngờ hóa giải vân ra nguy cơ. Vân Quang Vinh quát lớn, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh chóng cho ta vì vị tiểu hữu này xếp đặt buổi tiệc, lão đầu tử ta hôm nay cao hứng, về sau vân ra, vị tiểu hữu này có thể tự do ra vào, nếu như còn ai dám có lời đàm tiếu, như vậy lập tức trục xuất vân ra. chương 2050, bắt nạt đến ta lão đệ trên đầu tới. Tại Vân Quang Vinh khôi phục 2 năm tuổi thọ sau, toàn bộ vân ra là hoàn toàn trở nên bận rộn, chỉ vì chuẩn bị cho Diệp Thần Phong dừng lại phong phú yến hội gia chủ vân cao ngất tại dặn dò vân ra những người còn lại chuẩn bị yến hội sau đó hắn lại lần nữa về tới vân quang vinh căn phòng hắn đối với vân quang vinh nói ra lão tổ yến hội đã tại chuẩn bị ngài và vị tiểu huynh đệ này chờ một lát vân quang vinh tùy ý khoát tay áo một cái hắn nhìn xem ngồi ở bên cạnh diệp thần phong trên mặt là nụ cười dồi dào dưới cái nhìn của hắn có thể quá nhiều sống hai năm đây đã là chuyện khó mà tin nổi rồi trong lòng của hắn đối Diệp Thần Phong cũng là có phát ra từ nội tâm cảm kích, bởi vì sống thêm 2 năm, như vậy là hắn có thể quá nhiều bồi thường một cái Vân Mộ Linh đám người. Diệp Thần Phong cùng Vân Quang Vinh thân thiện trò chuyện với nhau, hắn và Vân Quang Vinh lão đầu này ngược lại là cực kỳ trò chuyện đến, mà đứng tại Vân Quang Vinh bên cạnh Vân Mộ Linh, đi ngang qua khởi điểm cao hứng sau đó nụ cười trên mặt nàng lần nữa thu liếm đối với người tu luyện tới nói thời gian 2 năm chợt lóe lên hai năm sau vân quang vinh không phải còn muốn chết sao diệp thần phong ánh mắt nhìn về phía tâm sự nặng nề vân mộ linh vân quang vinh cũng nhìn hướng vân mộ linh hắn tự nhiên có thể nhìn ra được vân mộ linh ý nghĩ hắn không sao cả nói ra mộ linh sinh tử chính là không thể tránh khỏi bây giờ lão đầu tử ta có thể quá nhiều sống hai năm ta đã cảm thấy phi thường hài lòng rồi ở đây vân cao ngất cùng vân ngọc đường được vân quang vinh vừa nói như thế bọn hắn cũng mới nghĩ tới điểm này, hai năm sau Vân ra lại sẽ lần nữa đối mặt khốn cảnh. Vân Mộ Linh chính là Diệp Thần Phong lúc trước thiên huyền giới người dẫn đường, chính là Diệp Thần Phong bằng hữu chân chính. Ban đầu ở Phượng Hoàng Tông Vân Mộ Linh thậm chí không quan tâm tính mạng, muốn cùng Diệp Thần Phong đồng sinh cộng tử, mà Vân Quang Vinh lão đầu này ngược lại cũng khá là đối Diệp Thần Phong tính khí, còn có Vân Gia Vân Cao Ngất cùng Vân Ngọc Đường hai người, tuy rằng bắt đầu đối Diệp Thần Phong không quá hữu hảo, đây là có thể thông cảm được. Dù sao Diệp Thần Phong thực lực đặt tại đó, nhưng sau Vân Ngọc Đường bỏ đi tôn nghiêm cho Diệp Thần Phong chân thành quỳ xuống xin lỗi, lấy tư cách Vân ra ra chủ Vân Cao mất cũng cho Diệp Thần Phong cúc cung. Bởi vậy có thể thấy được hai người này lòng giả vẫn là vô cùng rộng lớn. Ở trong lòng ngẫm nghĩ chỉ chốc lát sau, Diệp Thần Phong âm thầm nói ra cũng được. Ta liền người tốt làm đến cùng đi. Vân Mộ Linh lúc trước có thể cho ta đồng sinh cộng tử. Phần tình nghĩa này cũng thực đáng quý. Diệp thần phong hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới, nhưng là có dị biến thọ linh quả, một viên dị biến thọ linh quả nhưng là có thể tăng cường người tu luyện một ngàn năm tuổi thọ đây. Tuy rằng bây giờ tiểu thế giới thọ linh thụ thượng chỉ có 20 viên dị biến thọ linh quả, thế nhưng thọ linh quả tháo xuống hẳn là vẫn có thể sinh trưởng. lần sau người bên cạnh hắn bây giờ tạm thời chả chưa dùng tới thọ linh quả đây. Nắm ra một quả dị biến Thọ Linh quả, đây là tại Diệp Thần Phong có thể tiếp nhận trong phạm vi. Diệp Thần Phong cảm giác có phần không khí trầm mặc, trong đầu hắn ý thức hơi động, một viên lục bên trong mang màu đỏ trái cây. Nhất thời xuất hiện tại trong tay hắn. Tại đây viên dị biến Thọ Linh quả xuất hiện trong nháy mắt, bên trong cả gian phòng lập tức được linh khí nồng nặc bọc lại. Ở đây ánh mắt của mọi người toàn bộ được cái này Thọ Linh quả hấp dẫn. Diệp Thần Phong bình tĩnh đối với Vân Quang Vinh, nói ra tiền bối, cái này chính là dị biến thọ linh quả, người nuốt vào sau đó có thể lập tức tăng cường một ngàn năm tuổi thọ. Diệp Thần Phong đem thọ linh quả bỏ vào Vân Quang Vinh trước mặt. Bởi vì trước đây phải giúp Vân Quang Vinh kéo dài tính mạng, cho nên Vân ra người tra duyệt rất bao nhiêu tịch, trong đó bọn hắn cũng tìm đọc đã đến thọ linh quả, nhưng hôm nay cái thời đại này thọ linh quả sớm đã không còn rồi, còn nữa căn cứ cổ tịch thượng ghi chép. Từ viễn cổ thời đại cho tới bây giờ cái thời đại này, dị biến thọ linh quả chỉ xuất hiện một lần. Vân cao ngất bọn người ở tại cổ tịch thượng từng thấy dị biến thọ linh quả miêu tả, căn cứ trước mặt cái này thọ linh quả tản ra linh khí. Cùng với hình thái ngoại hạng xem, bọn hắn hầu như có thể khẳng định đây chính là dị biến thọ linh quả. Đây chính là trong truyền thuyết có thể tăng cường một ngàn năm tuổi thọ dị biến thọ linh quả ha hát. Vân cao ngất thân thể không khỏi run rẩy những người còn lại nhưng là đã sớm ngây người như phóng rồi. Mà ngồi trên ghế giữa vân quang vinh, hắn khuôn mặt đầy nếp nhăn thượng tốc biến vẻ khó mà tin nổi, hai tay hắn có phần phát run đem dị biến thọ linh quả nắm trong tay. Tuy rằng hắn trên miệng nói coi nhẹ sinh tử, nhưng nội tâm hắn thật sự muốn chết phải không? Nếu như có thể nắm giữ một ngàn năm tuổi thọ, này đối với hắn mà nói đem phát sinh biến hóa nghiêng trời, tại này một ngàn trong năm, Thực lực của hắn hẳn là vẫn có thể nâng lên thăng một chút Đến lúc đó theo thực lực tăng lên Tuổi thọ của hắn liền sẽ lần nữa đi lên gia tăng rồi Đến cuối cùng tuổi thọ của hắn cũng không chỉ một ngàn năm rồi Vân Quang Vinh một mặt trịnh trọng nhìn xem Diệp Thần Phong Nói ra tiểu Hữu Người thật sự phải đem cái này dị biến thọ linh quả cho ta Hiện tại người thu hồi đi Ta có thể cho rằng không chuyện phát sinh Ta cũng sẽ không tiết lộ người có thọ linh quả sự tình Bên cạnh vân cao ngất đám người là muốn nói lại thôi, thật sự là vân quang vinh đối với bọn họ vân ra quá trọng yếu. Diệp thần phong lắc lắc đầu, nói ra tiền bối, ta cùng mộ linh là bằng hiếu, là trải qua đồng sinh cộng tử bằng hiếu, trước bối người từ vừa mới bắt đầu liền thái độ hữu hảo, nếu như ngươi không để cho ta thay ngươi kéo dài tính mạng, như vậy ngươi cuối cùng cũng sẽ không đạt được cái này dị biến thọ linh quả. Nếu ta cùng tiền bối ngươi có duyên phận, ngươi lại là mộ linh không muốn mất đi người thân như vậy ta sao không giúp ngươi một tay này thọ linh quả là ta trong lúc vô tình lấy được tiền bối ngươi không cần cùng ta lập dị ta diệp thần phong đưa đi đồ vật không có thu hồi lại đạo lý thấy diệp thần phong kiên định như vậy vân quang vinh sắc mặt kích động đỏ lên một mảnh hắn nói ra tốt 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 có thể tại tuổi già gặp phải tiểu hữu đây là lão đầu tử ta phúc khí lão đầu tử ta cũng không cùng tiểu hữu ngươi làm kiêu nếu như tiểu hữu ngươi không chê, như vậy liền gọi ta một tiếng lão ca đi. Về sau huynh đệ ta ngươi tương xứng. Diệp thần phong khoát tay áo một cái, nói ra tiền bối, ngươi trước dùng thọ linh quả đi. Nghe vậy, Vân Quang Vinh thật đúng là không kịp chờ đợi đem thọ linh quả nuốt vào trong bụng, ở đây những người còn lại toàn bộ cho Vân Quang Vinh hộ pháp. Theo Vân Quang Vinh không ngừng hấp thu dị biến thọ linh quả bên trong năng lượng, trong cơ thể hắn sinh cơ tại càng ngày càng bằng bạc rồi. Hai giờ sau, oanh, một tiếng, như thủy triều sinh cơ từ mây quang vinh trong cơ thể bộc phát ra, hắn nhất thời trẻ lại không ít, bên trong thân thể thật khí thế cũng cực kỳ cường hãn. Quần áo theo khí thế di động, mở mắt phân quang vinh, trong lòng của hắn hưng phấn nhiệt huyết sôi trào, hắn không tự chủ nói ra, một ngàn năm tuổi thọ. Ta thật sự kéo dài một ngàn năm tuổi thọ ở đây những người còn lại cảm nhận được vân quang vinh trong cơ thể bàng bạc sinh cơ lại nghe được vân quang vinh lầm bầm lầu bầu lời nói sau bọn hắn từng cái cũng là kích động vạn phần nếu như vân quang vinh còn có thể sống một ngàn năm như vậy vân gia ngược lại là thật sự vô tư rồi vân gia thiếu chủ vân ngọc đường hắn đối với diệp thần phong nói ra về sau ngươi chính là ta vân ngọc đường lão đại rồi có chuyện gì ngươi xin cứ việc phân phó ta vân ngọc đường Tại Vân Cao mất yếu mở miệng thời điểm, Vân Quang Vinh trước tiên mở miệng, "Lão đệ, e sợ này dị biến thọ linh quả tay ngươi cũng không có mấy viên chứ? Ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta, đem thọ linh quả cho ta dùng." Diệp Thần Phong vẫn là bình thản nói ra, "Ta tin tưởng chính mình nhãn quang, tiền bối ngươi không phải là người vong ân phụ nghĩa." Ha ha ha, Vân Quang Vinh cất tiếng cười to nói, "Được lắm, tin tưởng chính mình nhãn quang a ha. Người này tiểu lão đệ lão đầu tử ta đã nhận định, nếu như ngươi xem thường lão ca ta, như vậy ngươi có thể không gọi ta là lão ca. Vân Quang Vinh Thanh lời nói nói đến nước này rồi, Diệp Thần Phong lại thoái thác liền có vẻ làm kiêu, hắn nói ra, được, vậy sau này ta cùng lão ca ngươi hãy gọi nhau là huynh đệ. Vân Quang Vinh nghe vậy, nét cười của hắn là càng thêm nồng nặc, hắn ánh mắt nhìn về phía ở đây những người còn lại, nói ra các ngươi đều lấy võ đạo chi tâm phát thệ, không thể đem chuyện nơi đây nói cho bất luận người nào, về sau không thể làm có lỗi với ta lão đệ sự tình. Người tu luyện một khi lấy võ đạo chi tâm phát thệ, như vậy liền tất cần phải tuân thủ, nếu không sẽ sản sinh tâm ma, đến lúc đó khẳng định tu thành nửa bước khó tiến. Vân Quang Vinh cái thứ nhất lấy võ đạo chi tâm phát thệ. Tại Vân Vinh phát thệ sau đó Vân Cao ngất mấy người cũng kiên quyết không rời phát thệ rồi, Diệp Thần Phong tuyệt đối là bọn hắn Vân gia đại ân nhân, trong lòng bọn họ không chút nào bất kỳ mâu thuẫn. Vân Quang Vinh trịnh trọng vô cùng nói ra, về sau ta lão đệ chẳng khác nào là ta, chỉ cần lão đệ có yêu cầu, vân ra tất cả mọi người nhất định muốn nghe theo ta lão đệ điều khiển, bằng không toàn bộ cút cho ta xuất vân ra. Tại vân cao ngất đám người yếu không chút do dự đáp ứng thời điểm, Diệp Thần Phong trên người đưa tin Ngọc Bài lấp lánh lên, hắn đem Ngọc Bài nắm trong tay, cảm nhận được trong đó đưa tin nội dung sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đổi. Là Lý Tín Văn đưa tin cho hắn, trong đó ý tứ đại khái chính là không tìm được Diệp Thần Phong, còn có chính là Tiết Huyền Tình cha ruột đã tìm tới cửa, phải đem Tiết Huyền Tình cho mạnh mẽ mang đi. Vân Quang Vinh thấy Diệp Thần Phong sắc mặt biến hóa, hỏi hắn, lão đệ, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần Phong nói ra, lão ca, ta chính là Linh Châu Thanh Nguyệt Tông đệ tử, đến đây Trung Châu tham gia thiên huyền thịnh điển, bây giờ trung châu tiết ra người đến tìm phiền toái ta nhất định phải lập tức trở lại vân quang vinh lạnh lùng nói tiết ra lại dám bắt nạt đến ta lão đệ trên đầu tới ta xem tiết ra ông lão kia là chán sống lão đệ ta và ngươi cùng đi một chuyến ta ngược lại muốn xem xem này tiết ra muốn phải như thế nào vân ra ở chính giữa châu đồng dạng là nhất lưu thế lực thậm chí so với tiết ra mạnh hơn một ít bởi vì tiết gia lão tổ cũng không có vân gia lão tổ vân quang vinh thực lực mạnh. chương 2051, như vậy lại tăng thêm chúng ta đây. Vân Vinh Sân bên phải có một cái tiểu hình truyền tống trận. Này vạn linh thành diện tích cực kỳ to lớn, từ mây ra muốn đuổi đến Diệp Thần Phong ở Trang Viên, đây nhất định là yêu cầu đi tìm một ít thời gian, Vân Quang Vinh nhìn ra được Diệp Thần Phong làm lỡ không nổi thời gian. Nguyên bản ở bên trong phòng tất cả mọi người xuất hiện tại cái này tiểu hình trước trận pháp, Vân Quang Vinh đối diệp Thần Phong nói ra: "Lão đệ, cái truyền tống trận này chính là là năm đó một vị lão hữu nhất thời khởi hưng bố trí ở chỗ này dưới, chỉ cần là tại Vạn Linh thành phạm vi bên trong, chỉ cần trong lòng ngươi ước chừng biết muốn truyền tống khoảng cách, như vậy cái truyền tống trận này là có thể đem ngươi truyền đưa tới." "Bất quá, này dù sao không phải chính thống truyền tống trận, một lần chỉ có thể truyền tống một người." Diệp Thần Phong trực tiếp nói, lão ca, ta trước tiên truyền đưa tới, các ngươi sau đó lại tới là được rồi, chúng ta thanh nguyệt tông dù sao cũng là tới tham gia thiên huyền thịnh điển, tiết ra khẳng định không có lá gan trái với thiên huyền thịnh điển quy tắc. Nói xong, Diệp Thần Phong liền đi vào trong trận pháp, hắn đã đem trang viên đại khái phạm vi nói cho Vân Quang Vinh đám người, tại bước vào truyền tống trận chi về sau, Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí hơi động, hắn trực tiếp mở ra truyền tống trận, đối với bây giờ Diệp Thần Phong tới nói, yếu mở ra một cái nho nhỏ truyền tống trận, đây là việc nhỏ như con thỏ sự tình. Bất quá, tình cảnh này rơi vào Vân Quang Vinh các loại trong mắt người lại là một trận ngạc nhiên, Vân Quang Vinh biết truyền tống trận tuy nhỏ, thế nhưng thật phức tạp, người bình thường không biết mở ra pháp môn, căn bản vô pháp đem cái truyền tống trận này mở ra, mà Diệp Thần Phong lại làm được, này chứng minh rồi Diệp Thần Phong tại trên trận pháp trình độ cực kỳ không tầm thường nhìn xem biến mất ở bên trong truyền tống trận diệp thần phong, Vân Quang Vinh lần nữa trịnh trọng đối với Vân Cao ngất đám người, nói ra, xem ra ta đây vị tiểu lão đệ xác thực không đơn giản a hát. Về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần ta đây vị lão đệ gặp nguy hiểm, coi như là liều đến Vân ra xa suốt, chúng ta cũng phải nghĩa vô phản cố trợ giúp ta đây vị lão đệ, chuyện này các người đều cho ta nhớ kỹ trong lòng mặt. Được rồi, tiếp đó, ta trước tiên truyền đưa tới, ta ngược lại muốn xem xem này tiết ra có thể hung hăng đến hình dáng gì. Tại Vân Quang Vinh bước vào bên trong truyền tống trận thời điểm. Diệp Thần Phong đã bị truyền đã đưa ra ngoài. Hắn xuất hiện tại một tòa trang viên bên ngoài. Tòa trang viên này chính là Diệp Thần Phong bọn hắn chỗ ở địa phương. Xem ra truyền tống trận độ chuẩn xác ngược lại vẫn là vô cùng cao. Giờ khắc này trang viên bên trong đại sảnh. Một loại không khí sốt sắng vang vọng ở trong đó. Tần Chu cùng triệu bá đám người đứng ở đầy mặt sương lạnh Tiết Huyền Tình bên cạnh. Mà ở Tiết Huyền Tình đứng trước mặt ba cái ngông cuồng tự đại người, một người trong đó rõ ràng là trước đó muốn muốn hại chết diệp thần phong bọn hắn Tiết Quý, khác một người trung niên nam nhân chính là phụ thân của Tiết Huyền Tình Tiết Hương Sa. Thực lực của hắn trên đất thần cảnh bảy tầng đỉnh phong, một tên sau cùng lão đầu chính là Tiết gia đại trưởng lão Tiết Hồng Lập, thực lực tại thiên thần cảnh năm tầng sơ kỳ. Từ khi mấy ngày trước Tiết Hưng xa tại gia chủ trước mặt bảo đảm muốn tới tìm Tiết Huyền Tình nói chuyện sau đó hắn liền ngựa không ngừng vó lập tức xuất phát, lần này liền ngay cả Tiết gia đại trưởng lão đều đi theo cùng nhau tới. Vì chính là bước, bước Tiết Huyền Tình cúi đầu, để Thanh Nguyệt Tông trở thành Tiết gia lính hầu, vì Tiết gia đi tra xét chỗ kia cùng Viêm Thiên Cốc đồng thời phát hiện tiểu bí cảnh. Tiết Hưng xa trên mặt tràn đầy vẻ mong mỏi, hắn mặt không thay đổi nhìn xem Tiết Huyền Tình, Nói ra, lời của ta ngươi nghe rõ ràng sao? Hiện tại lập tức cùng chúng ta đồng thời về Tiết gia, ngươi nhất định muốn cho Tiết Sơn trưởng lão quỳ xuống xin lỗi. Đây đã là đối với ngươi thiên đại ban ân rồi, Tiết Sơn trưởng lão cùng cháu của hắn Tiết Nguyên Sáng bị phế rồi, coi như là cho ngươi chết một vạn lần cũng không cách nào bù đắp, bất quá, nể tình trong thân thể ngươi có chúng ta Tiết ra huyết mạch. Chỉ cần ngươi nguyện ý quỳ xuống dập đầu xin lỗi như vậy tiết ra vẫn cứ có thể để cho các người thanh nguyệt tông dựa vào. Lấy tư cách tiết sơn ca ca tiết quý, hắn đầy mặt cười gần nhìn xem phía trước mặt tình cảnh này. Mà đại trưởng lão tiết hồng lập cũng căn bản hồn nhiên không đem tiết huyền tình đám người để ở trong mắt, hắn lần này cùng theo một lúc lại đây, chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Thấy tiết huyền tình băng mặt lạnh không mở miệng, tiết hồng đào quát, làm can, người một cái nho nhỏ nha đầu, liền bước vào tiết ra tư cách cũng không có người, người chả dám ở chỗ này cho chúng ta sĩ diện. Tiết hồng lập trong cơ thể khí thế trong nháy mắt hướng về tiết huyền tình ép tới. Tần Chu lập tức chắn tiết huyền tình trước mặt, bất quá. Thực lực của hắn so với tiết hồng lập yếu hơn không ít, tại thừa nhận lấy tiết hồng lập thật khí thế sau, trong cơ thể hắn nhất thời một trận huyết khí dâng lên, hắn nói ra Thanh Nguyệt Tông hôm nay là tới tham gia tiên huyền thịnh điển. Các ngươi tiết ra không khỏi làm được hơi quá đáng, Lẽ nào các ngươi không biết đã xúc phạm vào Thiên Huyền Thịnh Điển quy tắc sao?" Tiết Hồng lập cười lạnh nói, "Tần Chu, ngươi hay là thật thích xen vào chuyện của người khác, Tiết núi cùng Tiết Nguyên sáng là người phế bỏ, đừng tưởng rằng ngươi về sau vẫn có thể ở chính giữa châu tiếp tục chờ đợi, hiện tại ngươi lại vẫn không biết sống chết cùng Thanh Nguyệt Tông lẫn lộn một chỗ. Đây là chúng ta tiết ra việc nhà, căn bản kéo không tới Thiên Huyền Thịnh Điển hiểu rõ quy tắc bên trên, loại này dã. Loại dựa vào chúng ta ngươi cũng không có quan hệ gì với Thanh Nguyệt Tông rồi, đến lúc đó chính là ngươi lão thất phu này tử kỳ. Tiết Huyền tình ánh mắt lạnh như băng trước sau dừng lại ở Tiết Hương xa trên người, nói thật trong lòng nàng đối chính mình một cái gọi là phụ thân thật sự tuyệt vọng, nguyên bản nội tâm của nàng trả ôm có một tia hy vọng, nhưng trước mặt cái này cái gọi là phụ thân, thực sự là liền chó lợn cũng không bằng. Nhưng mẫu thân tâm nguyện chính là đem linh vị để vào tiết ra từ đường mẫu thân cuối cùng điều tâm nguyện này tiết huyền tình nhất định phải giúp quả thực xuất hiện người nhìn hướng tiết hồng lập nói ra nói như vậy ngươi thừa nhận ta là tiết ra người mẫu thân ta linh vị cũng có thể để vào tiết ra từ đường tiết hồng lập khinh thường cười nói chỉ ngươi cũng muốn bước vào chúng ta tiết ra ngươi chỉ có thể trở thành chúng ta tiết ra dựa vào thân phận của ngươi cùng tiết ra hạ nhân như thế về phần chỗ ngươi tiện người mẫu thân linh vị đời này cũng đừng nghĩ muốn thả vào chúng ta tiết ra từ đường. Tiết quý cũng nói, đại trưởng lão, không nên cùng này tiện. Loại nhiều lời, dĩ nhiên người không biết cân nhắc, như vậy trực tiếp đem nàng mang về tiết ra lại nói, ta tin tưởng người nhất định sẽ cúi đầu. Tiết hưng xa gật đầu nói, đúng vậy, ta nhìn này dã Loại liền đến khí, thật không hiểu nổi năm đó ta làm sao sẽ cùng này dã Loại mẫu thân ở chung với nhau làm hại ta tại tiết gia đã trở thành trò cười, thậm chí để lão tổ cùng gia chủ đều đối với ta có ý kiến. Liên liên cha của mình đều gọi mình là giả, loại, tiết huyền tình trong lòng không ngừng tự diếu, người trắng nõn mười ngón thật chặt nắm thành quyền đầu, thân thể nhẹ nhàng hơi run lên. Triệu bá cùng lý bá một mặt tức giận nhìn chằm chằm tiết hương xa, triệu bá quát tiết hương xa, người căn bản cũng không phải là người đàn ông, loại người như ngươi liền xúc. Sinh cũng không bằng, Tiết Hồng Lập không muốn nhiều lời nữa, hắn nói ra, cơ hội đã cho ngươi rồi, ngươi đã không hiểu được quý trọng, như vậy hiện tại liền theo chúng ta về Tiết ra đi. Mắt thấy Tiết Hồng Lập muốn động thủ thời điểm. Một bóng người nhanh chóng từ bên ngoài nhanh chóng vào, này làm cho Tiết Hồng Lập động tác hơi dừng lại một chút. Xuất hiện ở bên trong đại sảnh Diệp Thần Phong, hắn lập tức đi tới Tiết Huyền Tình bên cạnh, hắn nhìn xem sắc mặt lạnh lẽo mà lại tái nhợt Tiết Huyền Tình hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tiết huyền tình sau lưng, nói ra yên tâm, hôm nay ai cũng mang không đi ngươi. Tuy rằng Diệp Thần Phong xuất hiện, nhưng tần chu các loại trong lòng người vẫn là lo lắng cực kỳ, bọn hắn biết Diệp Thần Phong có ba tên thiên thần cảnh bảo tiêu. Nhưng là thôn thiên long mãng thực lực của bọn họ đồng dạng là so với tiết hồng lập yếu hơn không ít. Tiết quý trước đó trên trời nguyên cổ thành gặp Diệp thần phong một mặt, hắn nói ra, đại trưởng lão, Tiểu tử này chỉ là Thanh Nguyệt Tông bên trong một tên đệ tử mà thôi. Nguyên bản Tiết Hồng Lập cùng Tiết Hương Sa chả đang nghi ngờ Diệp Thần Phong phải hay không có bối cảnh gì đâu này. Nghe được Tiết đắt tiền lời nói sau, Tiết Hương Sa diếu cợt nở nụ cười, này chính là các người Thanh Nguyệt Tông dọn tới cứu binh. Chỉ là một cái hóa thần cảnh tiểu tử, Tiết huyền tình cùng chúng ta đi một chuyến tiết ra đi. Để cho chúng ta động thủ, cuối cùng bị khổ sẽ chỉ là chính ngươi tiết hồng lập trong cơ thể khí thế lại tăng lên nữa lên hắn bóng người hướng về tiết huyền tình lướt tới miệng quát một cái hóa thần cảnh tiểu tử cũng dám nói ẩu nói tả quả thực là muốn chết tiết hồng lập đám người sở dĩ dám động thủ cái kia là bởi vì bọn hắn có thể một mực chắc chắn tiết huyền tình là bọn hắn tiết ra người bọn hắn chỉ là tại xử lý tiết ra sự tình căn bản không có trái với thiên huyền thịnh điển quy tắc đùng một tiếng nhanh chóng tiếp cận tiết huyền tình cùng diệp thần phong tiết hồng lập hắn trong chớp mắt bay ngược ra ngoài tại gò má của hắn bên trên xuất hiện một đạo bàn tay màu đỏ ấn đồng thời vân quang vinh thân ảnh xuất hiện tại diệp thần phong bên cạnh như vậy lại tăng thêm chúng ta vân ra đâu này lại dám đối với ta vân vinh tiểu lão đệ động thủ quả thực là chán sống rồi cho dù tiết ra lão già kia ở trước mặt ta cũng không dám cản rỡ như thế chương 2052, phế, phế, phế. Được một trưởng quất bay tiết hồng lập, thân thể hắn ngã xuống trên mặt đất, trong con người vẻ mặt có phần dại ra vân quang vinh nhưng là đường đường thiên thần cảnh bảy tầng sơ kỳ cường giả đây. Chỉ là thiên thần cảnh năm tầng sơ kỳ tiết hồng lập, tại vân quang vinh trước mặt đương nhiên là không hề có chút sức chống đỡ. Vân Quang Vinh trong cơ thể thiên thần cảnh bảy tầng sơ kỳ thật khí thế che lấp đại sảnh, này làm cho tiết huyền tình đám người tiết hưng xa cùng tiết quý đều lâm vào ngây người bên trong. Mà đúng lúc này, vân gia gia chủ vân cao chắc thiếu chủ vân ngọc đường cùng vân mộ linh bọn người đến rồi, vân ngọc đường cùng vân mộ linh tuy rằng không giúp đỡ được gì, nhưng bọn họ vẫn là cố ý muốn đi qua một chuyến. Vân cao ngất bọn hắn lập tức đi tới diệp thần phong bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem phía trước mặt tiết ra người. Diệp thần phong chính là là bọn hắn vân gia đại ân nhân, coi như là đối mặt đồng dạng là nhất lưu thế lực tiết ra thì lại làm sao tình hồn lại tiết hồng lập hắn từ trên mặt đất đứng lên trong lòng hắn yếu bạo phát nhưng hắn không thể không áp chế vân ra người bọn hắn đương nhiên là nhận được hắn căn bản không nghĩ tới vân ra lão tổ hội trong chớp mắt nhô ra trả trực tiếp đưa hắn một cái tát cho tát bay bọn hắn tiết ra cùng vân ra từ trước đến giờ là không thù không oán tiết hồng lập điều chỉnh tâm tình hắn đối với vân quang vinh nói ra vân tiền bối người đây là ý gì chúng ta tiết ra đang xử lý chuyện của chính mình này thanh nguyệt tông tông chủ chính là chúng ta tiết ra giã loại các ngươi vân gia phải hay không quản được chiều rộng vân quang vinh căn bản không đem tiết hồng lập để ở trong mắt hắn nói ra ta xem các ngươi vân gia là càng ngày càng lớn lối hắn nhìn xem diệp thần phong tiếp tục nói vị này chính là ta vân vinh lão đệ ngươi lại dám đối với ta vân vinh lão đệ động thủ, ta xem ngươi thật đúng là chán sống rồi, chớ quên nơi này là vạn linh thành, vạn linh thành chả không phải là các ngươi tiết gia có thể ngang ngược địa phương. Thấy vân quang vinh lần nữa xưng hô diệp thần phong vì lão đệ, xem vân quang vinh cái kia không chút nào làm bộ dáng dấp, rõ ràng cho thấy coi diệp thần phong là làm người cùng đẳng cấp tới đối xử. Tiết Hồng Lập hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Tiết Quý, này Tiết Quý dĩ nhiên nói Diệp Thần Phong hào không bối cảnh. Mà tiết huyền tình các loại trong lòng người không ngừng, bọn hắn nhưng là biết diệp thần phong tại đến Trung Châu trước đó, hắn ở Trung Châu căn bản hào không có căn cơ, đồng dạng bọn hắn cũng biết vân gia chính là Trung Châu một cái nhất lưu thế lực. Diệp thần phong vừa mới đến vạn linh thành bao nhiêu ngày, là hắn có thể đủ cùng vân gia lão tổ xương huynh gọi đệ. Điều này cũng không thể tưởng tượng nổi một điểm đi, quan trọng nhất là tiết huyền tình đám người nhìn ra được vân quang vinh các loại vân gia người trên căn bản đã coi Diệp Thần Phong là làm người nhà đối đãi Bằng không vân gia tuyệt đối sẽ không bởi vì Diệp Thần Phong, do đó cùng một cái khác nhất lưu thế lực đụng nhau. Diệp huynh đệ, vĩnh chiến ta tới thăm ngươi, ngươi hẳn là sẽ không không hoan nghênh chứ. Đang giận phân có phần rằng co thời điểm, lại có một thanh âm truyền vào bên trong đại sảnh. Tiếp lấy một tên khí vũ hiên ngang nam người đi vào, người này không phải là lúc trước Linh Châu Thiên Huyền Thịnh Điển Sứ giả Tiêu Vĩnh Chiến Ma. Lúc trước Diệp Thần Phong thay Tiêu Vĩnh Chiến hóa giải kịch. Độc, hắn Tiêu Vĩnh Chiến cũng đã nói, sau này hắn cái mạng này chính là Diệp Thần Phong. Tiêu Vĩnh Chiến tại trở về Trung Châu sau, hắn một mực an bài người đang vạn linh thành lưu thủ, chỉ cần Thanh Nguyệt Tông vừa đến vạn linh thành, hắn liền sẽ lập tức biết được. Cho nên, Tại mấy ngày trước biết được Thanh Nguyệt Tông đến Vạn Linh Thành tiêu vĩnh chiến, hắn liền cũng lập tức lên đường hướng về Vạn Linh Thành chạy đến. Lúc trước tiêu vĩnh chiến thực lực tại thiên thần cảnh tầng 2, bây giờ hắn ngược lại là bước vào thiên thần cảnh tầng sơ kỳ rồi. Tiêu gia ở chính giữa châu đồng dạng là nhất lưu thế lực, thậm chí muốn so tiết ra cùng vân gia mạnh hơn không ít. Tiêu vĩnh chiến lấy tư cách tiêu gia nhân vật thiên tài, rất nhiều trong tông môn người đều là nhận ra tiêu vĩnh chiến. Đối với Tiêu Vĩnh Chiến xuất hiện, Diệp Thần Phong hài lòng gật gật đầu, tối thiểu chứng minh Tiêu Vĩnh Chiến không phải một cái vong ân phụ nghĩa người, hắn ngược lại cũng khá là khách khí nói: "Tiêu ca, e sợ hôm nay ta không thể chiêu đãi ngươi, trong lúc này Châu Tiết ra người nhưng là đánh đến chúng ta Thanh Nguyệt Tông môn lên đây, bọn hắn liền ngay cả thiên huyền thịnh điển quy tắc đều không để ý rồi." Nghe vậy, Tiêu Vĩnh Chiến sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên âm trầm, ánh mắt của hắn như ngừng lại tiết hồng lập bọn người trên thân mà Tiết Hồng Lập bây giờ cũng biết hôm nay yếu bức bách Tiết Uyển tình cúi đầu. Căn bản là không thể nào, bây giờ không những vân gia nhúng tay, liền ngay cả tiêu gia cũng nhúng tay, này vân gia cùng tiêu gia thật giống đều là bởi vì cái này gọi Diệp Thần Phong. Hiện tại Tiết Hồng Lập hận không thể phiến Tiết Quý mấy cái bà tai. Một người như vậy gọi là không có bất kỳ bối cảnh. Tiết Hồng Lập lập tức giải thích, hiểu lầm, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm. Diệp Thần Phong trực tiếp ngắt lời nói, trước đó đối với chúng ta Thanh Nguyệt Tông động thủ, hiện tại còn nói là hiểu lầm. Các ngươi tiết ra phải hay không cho là chúng ta Thanh Nguyệt Tông dễ ức hiếp. Ta nhớ được thiên huyền thịnh điển quy tắc, tuy rằng không thể đối với những khác tham gia thiên huyền thịnh điển tông môn động thủ, nhưng nếu như là đối phương chủ động tìm tới cửa động thủ, như vậy liền không có cái này lo lắng chứ. Tiết Hồng lập tiết hưng xa cùng tiết quý sắc mặt đột nhiên biến đổi bọn hắn nghe được xuất diệp thần phong yếu đối với bọn họ động thủ, chống chân là một cái vân quang vinh là có thể bọn họ, bọn hắn không thể không hoảng sợ. Tiết Hồng Lập nói ra, người không nên ngậm máu phun người, người nơi nào xem đến chúng ta đối thanh Nguyệt Tông động thủ. Lại nói tiết huyền tình chính là chúng ta tiết ra giã. Loại, đây là chúng ta tiết ra sự tình. Một mực đứng ở một bên lý tín, hắn đột nhiên đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh trong tay hắn lấy ra một khối ngọc bội, hắn đem linh khí đưa vào trong ngọc bội sau. Ở trong không khí nhất thời hiện ra một bức tranh, hình ảnh này không phải là trước đó Diệp Thần Phong không có đến thời điểm, ở bên trong đại sảnh chuyện đã xảy ra ma. Dĩ nhiên toàn bộ được Lý Tín dùng loại này phương thức đặc thù ghi chép lại. Đặc biệt là trong đó Tiết Hồng Lập nói câu nói kia. Chỉ ngươi cũng muốn bước vào chúng ta tiết ra, ngươi chỉ có thể trở thành chúng ta tiết ra dựa vào, người cùng chúng ta tiết ra hạ nhân như thế, về phần chỗ người tiện. Người mẫu thân linh vị, đời này cũng đừng nghĩ muốn thả vào chúng ta tiết ra từ đường. Một vài bức hình ảnh ở trong không khí tái hiện, bao quát cuối cùng tiết hồng lập trực tiếp đối tiết huyền tình động thủ. Diệp thần phong liếc mắt nhìn Lý Tín, này Lý Tín ngược lại cũng đúng là một cái tâm tư cẩn thận người, hắn nhìn xem sắc mặt khó coi tiết hồng lập đám người. Nói ra các ngươi nếu không coi huyền tình là làm tiết ra người đối xử, nào như vậy tới đây là các ngươi tiết ra việc nhà. Hiện tại chứng cứ xác thực, các ngươi hẳn là không phản đối chứ. Liền coi như chúng ta ở nơi này đem bọn ngươi rồi, thiên huyền thịnh điển quy tắc cũng không chúng ta, bởi vì là các ngươi động thủ trước. Có này bằng chứng sau đó Vân Quang Vinh bọn hắn liền không cần phải lo lắng thiên huyền thịnh điển quy tắc, bất quá, cho dù không có bằng chứng, chỉ cần Diệp Thần Phong để cho bọn họ động thủ, bọn hắn Vân ra cũng tuyệt đối sẽ không từ chối. Diệp Thần Phong nhìn xem Tiết Huyền Tình, hỏi: "Huyền Tình, người này ngươi phải làm sao xử trí?" Tiết Huyền Tình lạnh lẽo nói ra: "Cùng trước đó cái kia hai cái tiết ra người như thế, đem đan điền của bọn hắn phế ngay lập tức, ta sẽ không để cho bọn hắn chết thoải mái như vậy, ta muốn để cho bọn họ tại ta mộ của mẫu thân bia trước sám hối." Diệp Thần Phong gật đầu đối với Vân Quang Vinh, nói ra: "Lão ca, làm phiền ngươi giúp ta phế bỏ người này đi." Vân Quang Vinh cười nói, lão đệ, cái này căn bản là việc rất nhỏ. Mà ở Vân Quang Vinh xuống thời điểm, Tiết Hồng lập thấy sự tình không ổn, hắn muốn lập tức đạp không mà đi, nhưng Vân Quang Vinh sớm liền làm tốt phòng bị, bàn tay của hắn hướng phía trước tìm tòi, nhất cổ lớn vô cùng năng lượng ở trong không khí phảng phất tạo thành một chiếc phóng, trực tiếp đem Tiết Hồng lập cho kéo xuống. Tiết Hồng đứng ở trên trời thần cảnh bảy tầng sơ kỳ Vân Quang Vinh trước mặt, hắn dường như mất đi nước cá, chỉ có thể khổ khổ dẫy ruộng. Khi hắn muốn yêu cầu tha cho thời điểm, xì, xì một tiếng, đan điền trực tiếp được vân quang vinh phế ngay lập tức. Một bên tiết hưng xa cùng tiết quý đang nhìn đến đại trưởng lão bị phế sau đó hai người bọn họ nhất thời sợ vỡ mật, tiết quý hướng về phía tiết huyền tình quát lên, người cái đại nghịch bất đạo giả. Loài. nhưng trong cổ họng hắn thanh âm bỗng nhiên dừng lại, bởi vì Vân Quang Vinh xuất hiện tại trước mặt hắn, hắn cũng lại không mắng được rồi, trái lại muốn yêu cầu tha cho, nhưng Vân Quang Vinh chỉ là bình thản động thủ. Lại là xì xì, một tiếng, tiết quý cũng bị phế bỏ đan điền, thân thể sụi lơ ở trên mặt đất. Dù sau này tiết đắt tiền thực lực cũng chỉ có thiên thần cảnh tầng 2. Cái cuối cùng tiết hương xa hắn giờ khắc này là bị sợ hãi che kín cả khuôn mặt, hắn cũng không muốn mất đi một thân thực lực, trên trời huyền giới không người có thực lực liền là chân chính rác rưởi cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc biết sợ hãi, đang nhìn đến Vân Quang Vinh xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn hai chân mềm nhũn hắn bay thẳng đến tiết huyền tình quỳ xuống, nói ra, huyền tình, ngươi là con gái của ta A Hát. Ngươi đây là tại giết cha, đây là thiên địa bất dung sự tình, ta bảo đảm về sau cũng không tiếp tục xuất hiện tại trước mặt ngươi rồi, chỉ cần ngươi thả ta rời đi tiết huyền tình nội tâm tự diễu càng thêm nồng nặc đây chính là hắn phụ thân đây chính là hắn cái kia cái gọi là phụ thân người trực tiếp nghiêng đầu vân quang vinh tại cảm giác được tiết huyền tình không có ý lên tiếng sau hắn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình cuối cùng lại là xì xì một tiếng tiết hưng sa đan điền cũng nổ tung rồi phế 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 tiết hồng lập tiết quý cùng tiết hưng sa toàn bộ biến thành phế nhân chương 2053, diệt, không biết cân nhắc. Sau một ngày, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại một tòa nguyên thủy sơn mạch trước. Đạo thân ảnh này chính là Diệp Thần Phong rồi. Ngày hôm qua Tiết Hồng Lập, Tiết Quý cùng Tiết Hưng Sa đang bị phế sau đó Diệp Thần Phong trực tiếp để triệu bá bọn hắn đem ba người này ném ra trang viên. Để cho bọn họ kéo dài hơi tàn sống sót, này so với để cho bọn họ chết đi càng càng sảng khoái. Tại đem Tiết Hồng Lập, Tiết Quý cùng Tiết Hương Sa xử lý sau đó tại Vân Vinh bắt chuyện dưới, cả đám bao quát Tiêu Vĩnh Chiến ở bên trong, bọn hắn toàn bộ đi Vân phủ náo nhiệt ăn một bữa yến hội. Lúc trước Diệp Thần Phong tại Linh Châu nhưng là cứu bảy màu châu Hoang nghiêu lão, này nghiêu lão trong cơ thể có một ít long tộc huyết mạch, căn cứ Diệp Thần Phong hiểu rõ, này chính là là năm đó Nưu lão phụ thân trong lúc vô tình ngâm một cái huyết trì, ao máu kia chính là long huyết trì, sau Nưu lão phụ thân trong cơ thể liền có một ít long tộc huyết mạch đồng thời con cháu của hắn trong cơ thể đều sẽ kế thừa một ít long tộc huyết mạch. Nghiêu lão cha của hắn cũng ở đó định cư xuống, trước đó cùng Nghiêu lão lúc chia tay, Nghiêu lão cho Diệp Thần Phong một khối ngọc bài, tại ngọc bài bên trong ghi chép Nghiêu lão bọn hắn chỗ ở địa phương vị trí chính xác. Bây giờ đã đi tới Trung Châu, như vậy Diệp Thần Phong đương nhiên phải đi Nghiêu lão bọn hắn nơi ở nhìn một chút, dù sao nơi đó có nhưng có thể tìm tới liên quan với long tộc huyết mạch manh mối, còn nữa bây giờ trong khoảng cách châu thiên huyền thịnh biển còn có thời gian 2 tháng đây. Diệp thần phong tuyệt đối có thể sớm chạy về. Ở chính giữa châu mỗi một tòa người tu luyện trong thành trì đều cũng có to lớn truyền tống trận, chỉ cần có thể có cụ thể phương vị, những này truyền tống trận có thể đem ngươi truyền tống đến Trung Châu bất luận một nơi nào. Bất quá, truyền tống một lần chi phí cực kỳ cách xù, Diệp Thần Phong từ vạn linh thành truyền tống đến bây giờ tòa này nguyên thủy sơn mạch trước trọn vẹn tốn mất hắn 200.000 linh thạch thượng phẩm, dù sao hắn không có quá nhiều thời gian bố trí mạnh mẽ truyền tống trận rồi. Lần này Diệp Thần Phong là khuyên can đủ đường, Tiết Huyền Tình bọn người mới đồng ý một mình hắn đi ra ngoài, tại Tiết Huyền Tình các loại trong mắt người Diệp Thần Phong vô cùng thần bí. Mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an, thật giống bọn hắn rất nhiều lúc đều sẽ trở thành Diệp Thần Phong trói buộc, cho nên luôn mãi cân nhắc dưới. Bọn hắn mới khiến cho yên tâm để Diệp Thần Phong một người rời đi về phần vân gia cùng tiêu vĩnh chiến nhưng là đối diệp thần phong bảo đảm thanh nguyệt tông an toàn. Trong tay cầm nghiêu lão cho ngọc bài, diệp thần phong cẩn thận cảm ứng ngọc bài bên trong con đường. Nghiêu lão bọn hắn chỗ ở địa phương phải là tòa này trong dãy núi Nguyên Thủy rồi. Này trong dãy núi Nguyên Thủy nhất định là yêu thú hoành hành, bất quá, nghiêu lão ngọc bài chúng thầu rót con đường có thể để cho Diệp Thần Phong tránh đi rất rất mạnh hung hãn yêu thú lãnh địa. Căn cứ Ngọc Bài chúng thầu rót con đường, Diệp thần phong thân ảnh nhanh chóng lách vào rừng rậm nguyên thủy bên trong. Quả nhiên có nghiêu lão ngọc trong bài con đường. Diệp thần phong dọc theo con đường này căn bản không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được tại đây trong dãy núi nguyên thủy có mấy con thiên thần cảnh yêu thú. Mấy canh giờ sau, Diệp thần phong đi tới một tòa núi cao trước. Ngọc bài chúng thầu rót điểm cuối chính là cái này tòa núi cao rồi. Nhưng phía trước không có đường rồi. Diệp thần phong cao mày, đột nhiên hắn cảm giác được trong tay ngọc bài nổi lên từng đợt ánh sáng màu trắng, đồng dạng hắn cũng cảm thấy trước mặt này tòa núi cao bên trong cũng chuyển tới từng trận sóng năng lượng. Sát theo đó, ngọc bài bên trong ánh sáng màu trắng tăng mạnh, làm ánh sáng màu trắng bạo hướng mà ra chiếu vào trên vách núi lúc, tại trên vách núi thình lình xuất hiện một cái cửa vào. Khối ngọc này bài nguyên tới vẫn là mở ra chìa khóa nơi này tại diệp thần phong đi vào khẩu sau đó trên vách núi lối vào liền lập tức biến mất rồi ở toàn này cao trong núi không nghĩ tới còn có một thế giới nhỏ đây giờ khắc này diệp thần phong đứng ở một mảnh trên thảo nguyên nơi này linh khí so với bên ngoài yếu nồng nặc gấp ba khoảng chừng đây nơi này phải là nghiêu lão bọn hắn chỗ ở địa phương rồi diệp thần phong cảm thụ bên trong tiểu thế giới này cao sơn lưu thủy trong chớp mắt lông mày của hắn chăm chú nhíu lại hắn ánh mắt nhìn về phía mặt phía bắc. Hắn chỉ cảm thấy từ mặt phía bắc truyền đến từng trận năng lượng va chạm mà khoách tán ra tới chấn động, hắn hầu như có thể khẳng định tại mặt phía bắc có cao thủ tại chiến đấu. Hơn nữa là loại kia liều mạng chiến đấu, bằng không sóng năng lượng tuyệt đối sẽ không khuếch tán kịch liệt như vậy. Diệp thần phong tự nói, chẳng lẽ nói nghiêu lão bọn hắn nơi này xảy ra vấn đề rồi. Sức tiếng, Diệp thần phong thân ảnh liền hướng mặt phía bắc nhanh chóng lao đi rồi mà lúc này mặt phía bắc một mảnh cự đại trên đất trống. Trên mặt đất chảy đầy từng cái từng cái người, những người này toàn bộ đều bị trọng thương, căn bản vô pháp từ mặt đất đứng lên rồi. Một tên trong đó khóe miệng nhiễm vết máu, ngược ao hãm đi xuống rõ ràng là Nghiêu Lão. Tại Nghiêu Lão thân bên trả nằm ở mấy tên tuổi tác cùng hắn không chênh lệch nhiều lão đầu, bọn hắn chính là Nghiêu Lão anh em ruột thịt, Nghiêu Lão những huynh đệ này thực lực mạnh hơn so với hắn, đều tại thiên thần cảnh một tầng đến bốn tầng trong lúc đó nghiêu lão đám người trên mặt đều tràn đầy vẻ tuyệt vọng chỉ thấy tại trên bầu trời ba bóng người đang không ngừng kịch liệt đụng nhau oanh một tiếng lại một lần đụng nhau sau này ba bóng người tách ra trong đó hai bóng người đứng chung một chỗ một đạo khác bóng người thì nhưng có vẻ vô cùng chật vật đạo này vô cùng chật vật thân ảnh chính là nghiêu lão phụ thân nghiêu trăm ngàn thực lực tại thiên thần cảnh tầng sáu hậu kỳ Mặt khác hai bóng người chính là Nghiêu Trăm Ngàn Đại ca Nghiêu Trăm Dặm cùng Nhị ca Nghiêu Bách Phong. Trong đó Nghiêu Trăm Dặm tại thiên thần cảnh 7 tầng sơ kỳ, mà Nghiêu Bách Phong tại thiên thần cảnh tầng 6 hậu kỳ. Năm đó Nghiêu Trăm Ngàn tại thu được long huyết chỉ chỗ tốt sau đó hắn cũng không nhớ hắn hai cái ca ca, bất quá, hắn biết hắn hai cái ca ca trời sinh tính cuồng bạo cùng tham. Lam, cho nên hắn không có đem dẫn bọn họ mang tới long huyết chỉ địa phương, chỉ là dẫn theo một phần long huyết cho hai người bọn hắn cái ngâm. Năm đó ngâm long huyết nghiêu trăm giảm cùng như bách phong, hai người bọn họ huyết mạch lập tức đã nhận được to lớn cải thiện, nhưng bọn họ chút nào bất mãn đủ, tại bọn hắn ba huynh đệ bên trong nghiêu trăm ngàn tư chất kém cỏi nhất, bọn hắn đã nhận định nghiêu trăm ngàn trả cất dấu chỗ tốt đây. Bọn hắn thậm chí mưu đồ bí mật đem nghiêu trăm ngàn thực lực phế bỏ, lại cẩn thận tra hỏi một phen, cũng may nghiêu trăm ngàn trong lúc vô tình đã được biết đến chuyện này khi hắn hai cái ca ca vẫn không có động thủ trước đó hắn liền chạy ra ngoài cuối cùng một mực định cư vốn có long huyết trì bên trong tiểu thế giới người bình thường căn bản là không tìm được nơi này nhưng lại tại trước đây không lâu new Trăm giảm cùng new bách phong rốt cục vẫn là phát hiện nơi này bọn hắn ở bên ngoài ngày đêm chờ đợi cuối cùng là chờ đến có người từ bên trong đi ra bọn hắn mượn cơ hội này tiến vào trong núi bên trong tiểu thế giới tại cảm giác được bên trong tiểu thế giới linh khí nồng nặc bọn hắn xác định nơi này phải là năm đó Ngưu Trăm Ngàn thu được cơ duyên địa phương, hai người bọn họ không chút lưu tình để Ngưu Trăm Ngàn mạch này người toàn bộ lăn ra nơi này, này Ngưu Trăm Ngàn mạch này người như thế nào lại đồng ý đâu này. Tuy rằng năm đó Ngưu Trăm Ngàn ngâm long huyết nhiều nhất, trong cơ thể hắn long tộc huyết mạch muốn so hắn hai cái ca ca mạch, nhưng tiếc rằng hắn hai cái ca ca tại trên tư chất thắng được hắn nhiều lắm, cho nên thực lực của hắn tăng lên cũng không có vượt qua hắn hai cái ca ca nhiều ít. Trước đó Ngưu Trăm Giảm phụ trách ngăn cản Ngưu Trăm Ngàn, tuy rằng Ngưu Trăm Ngàn thực lực không bằng hắn, nhưng sức chiến đấu lại không yếu với hắn, dù sao Ngưu Trăm Ngàn năm đó ngâm long huyết là nhiều nhất. Mà Ngưu Bách Phong thì là phụ trách đem bên trong tiểu thế giới những người còn lại quét ngang một lần, sẽ cùng Ngưu Trăm Giảm đồng thời đối phó Ngưu Trăm Ngàn. Giờ khắc này, bên trong tiểu thế giới trên bầu trời, Đại ca Ngưu Trăm Giảm hắn nhìn xem khóe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết Ngưu Trăm Ngàn, lạnh lùng chế diễu nói như trăm ngàn, ta nể tình ngươi là đệ đệ ta phân thượng, ta mới cho ngươi mạch này lăn ra nơi này cơ hội, nhưng ngươi tại sao một mực nếu không quý trọng đâu này. Ngươi đã như thế không như cất nhắc, như vậy các ngươi mạch này liền diệt đi. Như trăm ngàn con mắt ác liệt mà lại âm trầm, hắn quát lên, hai người các ngươi hơi bị quá mức phân ra chứ. Năm đó nếu không phải ta cho các ngươi ngâm long huyết cải biến dòng máu của các ngươi, các ngươi đời này cũng không thể bước vào thiên thần cảnh, ta một mực coi các ngươi là làm huynh đệ, mà các ngươi coi ta là làm cái gì. Nhị ca Như Bách Phong khinh thường cười nói, như trăm ngàn, chúng ta đều là già đầu người rồi, người nói chuyện có thể hay không không yếu như thế ngây thơ. Đang tu luyện người bên trong thế giới cường giả vi tôn, người giống như ngươi, người dựa vào cái gì sở hữu cơ duyên lớn. Bất quá, chúng ta vẫn đúng là muốn hảo hảo cảm ơn ngươi đây. Ngươi thật là chúng ta tốt tam đệ. Như trăm ngàn, Nghiêu Trăm dặm cùng Nghiêu Bách Phong ba người này, trên người bọn hắn đều bị một tầng long lân bao trùm lại rồi, bởi vậy nhưng thấy bọn họ toàn bộ kích phát rồi trong cơ thể long tộc huyết mạch. Trong đó Nghiêu Trăm ngàn trên người long lân dày nhất, điều này cũng chứng minh rồi hắn long tộc huyết mạch mạnh nhất, nhưng đối mặt thiên thần cảnh bảy tầng sơ kỳ cùng tầng 6 hậu kỳ Nghiêu Trăm dặm cùng Nghiêu Bách Phong liên thủ, hắn hiện tại biết trận chiến này đến cuối cùng chính mình sớm muộn hội bại. Nghiêu trăm ngàn nói ra, ta đồng ý đem nơi này để cho các ngươi rồi, chỉ muốn các ngươi để cho ta mạch này người an toàn rời đi. Nghiêu trăm giảm cười nói, hiện tại biết đồng ý, đáng tiếc quá muộn, người mạch này vào hôm nay nhất định muốn diệt phong. chương 2054, Long Tinh, học cấp tốc hy vọng. Nghiêu trăm giảm tuyệt tình như thế lời nói. Này làm cho nằm ở trên mặt đất nhiều lão đám người trợn mắt chừng chừng dưới cái nhìn của bọn họ như Trăm giảm cùng như Bách Phong, quả thực là vong ân phụ nghĩa tới cực điểm, bọn hắn chết rồi đến không có gì, nhưng tại bên trong tiểu thế giới này còn có người già trẻ em đây. Liền ngay cả những người này cũng không muốn buông tha, có thể thấy được như Trăm giảm cùng như Bách Phong có cỡ nào độc ác rồi. như Trăm giảm cùng như Bách Phong trên người khí thế sung thiên, trên người bọn hắn long lân nổi lên nhàn nhạt lộng lẫy, nồng nặc vô cùng sát ý từ thân thể bọn họ bên trong tiết lộ mà ra, rất rõ ràng bọn hắn dự định toàn lực ứng phó đánh giết Nhiêu Trăm Ngàn rồi. Mà Nhiêu Trăm Ngàn bên trong thân thể đã bị nội thương, ở trong cơ thể hắn liều mạng tăng lên khí thế đồng thời, khóe miệng hắn tràn ra tiên huyết là càng già càng hơn nhiều, trên người của hắn long lân cũng có vẻ lờ mờ không ánh sáng quán quân ánh sáng đọc đầy đủ. Trên mặt đất mất đi chiến đấu lực nghiêu lão đám người, Bọn hắn toàn bộ tức giận tráng kiện nổi gân xanh, nhưng bọn họ biết mình phẫn nộ căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, một khi Nưu Trăm Ngàn chết rồi, kế tiếp liền muốn đến phiên bọn hắn những người này. Nưu lão trong lòng sâu đậm thở dài một hơi, nguyên bản trước đó theo hắn trở về, Nưu Trăm Ngàn mạch này là lâm vào kích động cùng trong hưng phấn, bởi vì Nưu lão mang về một cái tin, đó chính là hắn gặp Long tộc tộc trưởng, hơn nữa Long tộc tộc trưởng nguyện ý khiến hắn đi theo đây đối với có một ít long tộc huyết mạch như trăm ngàn mạch này không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt bọn hắn mạch này mặc dù có thể có thành tựu của ngày hôm nay hoàn toàn là bởi vì long huyết mang cho bọn hắn như trăm ngàn trong lòng vẫn đối với long tộc mang theo một viên cảm ơn tri tâm dưới cái nhìn của hắn long tộc là bọn hắn mạch này vĩnh viễn ân nhân cùng chủ nhân ai biết tại loại này chúc mừng thời khắc như trăm dặm cùng như bách phong dĩ nhiên tìm đến nơi này Nghiêu lão ở trong lòng tự nói, xem ra ta không cách nào đi theo tộc trưởng chứng kiến long tộc quật khởi. Trên bầu trời Nghiêu trăm dặm cùng Nghiêu bách phong thật khí thế càng ngày càng kịch liệt, từng đạo cực kỳ cường hãn kinh khí tràn ngập ở trong không khí. Nghiêu trăm ngàn trong miệng từng ngụm từng ngụm hộp ra tiên huyết, hắn quát lên, cho dù chết, ta cũng sẽ không khiến hai người các ngươi dễ chịu. Mà đang ở Nghiêu trăm ngàn muốn tiêu hao tuổi thọ đến đối kháng Nghiêu trăm dặm cùng Nghiêu bách phong thời điểm diệp thần phong rốt cuộc tới gần nơi này hắn rất xa nhìn thấy nằm ở trên mặt đất nghiêu lão cùng với giữa bầu trời cái kia tam đạo một mất một còn thân ảnh diệp thần phong rõ ràng cảm giác người tới chỗ này toàn bộ đều là có long tộc huyết mạch này đối với hắn mà nói liền cực kỳ tốt làm hắn nhanh chóng khởi động trên lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn theo long tộc tộc trưởng dấu ấn thôi thúc diệp thần phong đem chân long khí tức hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán nỗ lực muốn đem vùng thế giới này cho bao phủ lại. Ở đây bảy màu man nghiêu nhất tộc, bọn hắn toàn bộ cảm thấy nhất cổ đến từ chính trong huyết mạch uy thế. Nguyên bản rơi vào tuyệt vọng nghiêu lão, Thần xác hắn chấn động, làm hắn nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc đang nhanh chóng tới gần thời điểm, hắn trong nháy mắt lão lệ tung hoành rồi, trong miệng hô tộc trưởng. Mà giữa bầu trời nghiêu trăm ngàn, nghiêu trăm dặm cùng nghiêu bách phong, bọn hắn bị huyết mạch uy thế cường thịnh nhất, bên trong cơ thể của bọn họ linh khí nhất thời trở nên không trôi chảy rồi bên trong thân thể thật khí thế cũng đang nhanh chóng tiêu tan như trăm dặm cùng như bách phong này hai huynh đệ thay đổi sắc mặt mà như trăm ngàn ánh mắt lập tức nhìn hướng phía dưới hắn đang nhìn đến phía dưới nhiều hơn một người sau đó trong lòng của hắn mơ hồ đoán được một ít chuyện hắn không khỏi tự nói thực sự là thượng thiên phù hộ a hát đối mặt đến từ chính huyết mạch uy thế như trăm ngàn nghiêu trăm dặm cùng nghiêu bách phong ba người này bọn hắn căn bản chống cự không được thân thể của bọn họ nhanh chóng hạ thấp cuối cùng toàn bộ nặng nề té lăn quay trên mặt đất đi tới nghiêu lão bên cạnh diệp thần phong hỏi hắn nghiêu lão nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra nghiêu lão tuy rằng bị thương nhưng hắn tại diệp thần phong trước mặt vẫn là vô cùng cung kính hắn không có lập tức giải thích chuyện nơi đây mà là đối với cha của hắn nghiêu trăm ngàn cùng người chung quanh nói ra, phụ thân còn có các vị, đây chính là long tộc bây giờ tộc trưởng. Những kia bị thương nghiêu trăm ngàn nhất mạch người, bọn hắn từng cái lập tức cung kính hô diệp thần phong vì tộc trưởng, dù sao đến từ chính huyết mạch uy thế không lừa được người, chỉ có long tộc tộc trưởng mới có thể áp chế long tộc huyết mạch. Trong miệng còn tại tràn ra tiên huyết nghiêu trăm ngàn, hắn cũng cung kính gọi một tiếng, tộc trưởng, lão phu quá thất lễ, không thể đi ra tự mình nghinh tiếp tộc trưởng ngài mà Ngưu Trăm dặm cùng Ngưu Bách Phong hai người này. Bọn hắn tại đầu óc mơ hồ sau đó hắn cũng từ từ đoán được một ít chuyện. Bọn hắn thân huyết mạch trong cơ thể bị áp chế, còn có số người ở nơi đây khẩu nhiều tiếng gọi Diệp Thần Phong vì tộc trưởng. liền ngay cả Ngưu Trăm Ngàn cũng gọi Diệp Thần Phong vì tộc trưởng, đủ loại này tất cả không khó để hai người bọn họ suy đoán ra Diệp Thần Phong chính là trong truyền thuyết Long Tộc tộc trưởng ở trong lòng có đại khái suy đoán sau đó Ngưu Trăm dặm cùng Ngưu Bách Phong trong nháy mắt mặt như màu đất. Ngưu Lão cũng từng chút từng chút đem phát sinh ở chuyện nơi đây nói với Diệp Thần Phong một lần sai gả lương duyên. Diệp Thần Phong nghe vậy sau đó hắn đem Ngưu Trăm ngàn bọn người trên thân huyết mạch áp chế triệt hồi rồi, duy nhất chỉ áp chế ở Ngưu Trăm dặm cùng Ngưu Bách Phong trên người. Ngưu Trăm ngàn tại không có huyết mạch áp bước sau, hắn lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Hắn một mực cung kính đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, hắn cũng sẽ không bởi vì Diệp Thần Phong niên kỳ cùng thực lực coi thường Diệp Thần Phong, có thể trở thành Long tộc tộc trưởng người, như thế nào lại là vật trong ao đây. Diệp Thần Phong hiện tại phi thường hiếu kỳ cái kia nắm giữ Long huyết chỉ địa phương, hắn đối chuyện nơi đây không quá cảm thấy hứng thú, hắn trực tiếp đối với Ngưu Trăm Ngàn nói ra, hai người kia các ngươi nhìn mọi nơi đưa đi. Hiện tại mang ta đi một chuyến Long huyết chỉ địa phương. Nghiêu Trăm Ngàn trực tiếp xuất hiện ở Nghiêu Trăm dặm cùng Nghiêu Bách Phong trước mặt, không đợi hai người kia hướng về Diệp Thần Phong cầu xin tha thứ, hắn liền đem trên người hai người này nhiều chỗ huyệt vị đều phong bế, để hai người bọn họ không cách nào nói chuyện cùng không cách nào nhúc nhích. Thấy Nghiêu Trăm Ngàn phong bế huyệt vị sau đó Diệp Thần Phong cũng triệt hồi đối Nghiêu Trăm dặm cùng Nghiêu Bách Phong uy thế. Sau đó, Diệp Thần Phong lại cho Nghiêu Lão đám người một ít chữa thương đan dược tại nghiêu lão đám người khôi phục một ít sau đó nghiêu trăm ngàn tự mình mang theo diệp thần phong đi hướng năm đó thay đổi hắn cả đời cái kia hang động rồi chỉ chốc lát sau nghiêu trăm ngàn mang theo diệp thần phong đi tới một cái cự đại hang động bên trong tại vừa mới đến gần nơi này thời điểm diệp thần phong cũng cảm giác được nồng nặc long khí nghiêu trăm ngàn chỉ vào khô héo ao nói ra tộc trưởng đã trải qua nhiều năm như vậy nơi này long huyết đã sớm khô cạn như trăm ngàn đi tới ao bên, hắn lại nói, "Bất quá, tộc trưởng, tại đây ao dưới đáy thậm chí có từng khối từng khối tinh thạch, tại đây tinh, trong đá tràn đầy năng lượng mạnh mẽ, đáng tiếc căn bản không thể đủ được chúng ta hấp thu lấy." Nguyên bản đang đánh giá cái động này quật diệp thần phong, ánh mắt của hắn cũng nhìn hướng ao dưới đáy huyết hồng sắc tinh thạch, hắn từ từng khối từng khối trong tinh thạch cảm thấy mạnh mẽ long tộc khí tức. Mà đúng lúc này Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm vang lên, tiểu gia hỏa, nơi này tinh thạch phải là rồng ở trong truyền thuyết tinh rồi, người biết Long Tinh là làm sao tới sao. Đó là Long tộc người chính mình đem chính mình sau khi luyện hóa hình thành kết quả, này Long Tinh bên trong nắm giữ mạnh mẽ Long tộc sức mạnh. Bất quá, Long Tinh chỉ có Long tộc tộc trưởng mới có thể hấp thu, những người còn lại đều thì không cách nào đem năng lượng trong đó rút đi, dùng Long Tinh tăng cao thực lực đem không có bất kỳ tác dụng phụ, thậm chí là không có bất kỳ bình cảnh có thể nói. Chính mình đem chính mình luyện hóa. Đây là một kiện nhiều tàn, nhẫn hòa chuyện đau khổ. Diệp Thần Phong thậm chí cũng không dám tưởng tượng, này ao dưới đáy có nhiều như vậy long tinh, cái kia muốn bao nhiêu long tộc người đem chính mình luyện hóa mới có thể hình thành. Lão Hắc Phảng phất là cảm nhận được Diệp Thần Phong ý nghĩ, hắn nói ra, tiểu tử, ta xem năm đó ở nơi này đem chính mình luyện hóa long tộc người Bọn hắn nguyện ý như thế hy sinh, tất cả những thứ này đều là vì ngươi cái này Long tộc tộc trưởng chuẩn bị, dù sao Long tinh chỉ có Long tộc tộc trưởng mới có tác dụng. Này đối với ngươi mà nói ngược lại là một cái có thể nhanh chóng tăng cao thực lực phương pháp, bất quá, Long tinh không phải là dễ dàng như vậy hấp thu, đặc biệt là lúc sớm nhất, những thứ này đều là cổ tịch trên có chỗ ghi lại. Đương nhiên chỉ cần ngươi quá rồi mới bắt đầu thích ứng kỳ, như vậy ngươi là có thể rất nhiều hấp thu Long tinh rồi diệp thần phong khi nghe đến lão hắc lời nói sau theo lý tới nói có thể rất nhanh nhanh tăng cao thực lực hắn hẳn lại yếu hưng phấn nhưng là chỉ cần nhớ tới nơi này long tinh là long tộc người luyện hóa chính mình mà hình thành hắn cái này long tộc tộc trưởng liền làm sao đều không hưng phấn nổi hắn đối với bên cạnh như trăm ngàn nói ra ta nghĩ chính mình một người ở chỗ này một hồi như trăm ngàn tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến rồi hắn một mực cung kính thối lui ra khỏi hang động bên trong chương 2055, Long Văn, cực hạn thống khổ. Diệp thần phong hít thở sâu một cái. Hắn điều chỉnh trong lòng bị đè nén cảm xúc, đối với kế thừa long tộc tộc trưởng vị trí hắn tới nói, từ nội tâm đối long tộc có một loại không thể trốn tránh trách nhiệm. Diệp thần phong đi vào ao bên trong, chính lúc hắn muốn đem long tinh từng khối từng khối khiêu lúc đi ra, sau lưng của hắn long tộc tộc trưởng dấu ấn không tự chủ vận chuyển, cái kia khác tại Diệp Thần Phong sau lưng màu vàng đại long đồ án, tại phía sau lưng của hắn thượng không ngừng du động, nồng nạc long khí tức từ trong cơ thể hắn nhanh chóng tràn ra tới, cùng cái này động quật bên trong long khí tức tạo thành một loại hiểu ngầm. Tùy theo mà đến là hang động mặt đất cùng vách đá bắt đầu lắc lư, chỉ thấy bên trái vách đá bề ngoài dĩ nhiên bóc ra một tầng đá vụn, tiếp lấy ánh vào Diệp Thần Phong nghi mắt chính là từng cái màu vàng kiểu chữ. Diệp thần phong tạm thời buông tha cho khiêu suất long tinh ý nghĩ, hắn từ ao dưới đáy đi tới bên trái trước vách đá. Phía trên kiểu chữ diệp thần phong một cái cũng không quen biết. Khi hắn trao mày lúc thức dậy, từ tộc trưởng dấu ấn từ bay ra một vạch kim quang, tại kim quang đi vào trong đầu của hắn sau, hắn phát xuất hiện suy nghĩ của mình lập tức trở nên rõ ràng không ít. Lần nữa nhìn về phía trên vách đá màu vàng kiểu chữ sau, hắn dĩ nhiên không tốn sức chút nào là có thể nhận ra, cái cảm giác này giống như là từ nhỏ đã học tập loại này đặc thù kiểu chữ diệp thần phong trong đầu đột nhiên toát ra hai chữ long văn đây chính là long tộc năm đó thuộc về bọn họ văn tự rồi diệp thần phong bắt đầu từ từ đọc lấy trên vách đá lưu lại màu vàng kiểu chữ tại đại khái đọc một lần sau đó diệp thần phong chân mày nhíu càng gia tăng hơn rồi trước đó diệp thần phong tại linh châu cứu ra giao long long văn thạch căn cứ long văn thạch từng nói năm đó ở long tộc xa suốt thời điểm, từ trong long tộc tổng cộng chia làm cách ra hai nhóm người, này hai nhóm người phân biệt từng người một bên ẩn cư, một bên tìm kiếm mở ra nguyền rủa phương pháp. Đây chính là Long Văn Thạch chỗ nói mặt khác một nhóm Long Tộc người rồi. Mặt trên đại khái miêu tả năm đó Long Tộc này một nhóm người khắp nơi ẩn cư tránh né. Nhưng theo thời gian trôi đi, một cái phê Long Tộc người thực lực không tiến ngược lại thụt lùi, hơn nữa quay ngược lại phi thường lợi hại. Cuối cùng lại vẫn được một ít người tu luyện phát hiện hành tung của bọn họ. Những người tu luyện kia đối với bọn họ là đuổi đánh tới cùng, Long Tộc đối bất kỳ người tu luyện nào đều cũng có to lớn lực hấp dẫn. Tại một lần bất ngờ bên trong, một cái phê Long Tộc bị một đám người tu luyện vây rồi, cuối cùng bọn hắn mặc dù là phá vây rồi, nhưng bọn họ bị cực kỳ nội thương nghiêm trọng, tiếp tục như vậy cho dù bất tử bọn hắn cũng sẽ dần dần biến thành phế nhân trải qua đắn đo suy nghĩ sau đó lúc đó một cái phê long tộc thành viên người cầm đầu, hắn quyết định đem chính mình luyện hóa thành rồng tinh. Những này long tộc thành viên đều biết tổ tiên bọn họ tiên đoán, tại tương lai sẽ có một vị long tộc tộc trưởng dẫn dắt long tộc quật khởi lần nữa. Cho nên, cùng hắn biến thành phế nhân chậm rãi chờ chết. Vị này người cầm đầu cảm thấy chẳng bằng cho tương lai vị kia xuất hiện long tộc mới tộc lâu một chút trợ giúp đây mà còn lại long tộc thành viên cũng toàn bộ dồn dập yếu đem chính mình luyện hóa thành rồng tinh, bọn hắn không sợ long tinh được người khác thu được, này long tinh chỉ có long tộc tộc trưởng mới có thể hấp thu. Kết quả là, một cái phê long tộc thành viên, bọn hắn tại cộng đồng dưới sự nỗ lực, bọn hắn lợi dụng long tộc bí pháp, toàn bộ đem chính mình luyện đã hóa thành này ao dưới đáy long tinh, về phần bọn hắn long huyết, bọn hắn cũng không có quá mức quan tâm, đối với long tinh mà nói bọn hắn long huyết đối với long tộc tộc trưởng đến nói không có tác dụng quá lớn. Trên vách đá từng cái màu vàng kiểu chữ, tuy rằng đều là hời hợt, nhưng Diệp Thần Phong có thể đoán được. Năm đó một cái phê long tộc thành viên đem chính mình luyện hóa, đây là một kiện chuyện thống khổ dường nào. Chính mình đối mình làm ra như thế tàn, nhẫn sự tình đến. Tất cả những thứ này chỉ vì hắn cái này có thể xuất hiện, có thể mang theo long tộc quật khởi tộc trưởng năm đó hai nhóm người trong đó một nhóm người toàn bộ đem chính mình đã luyện hóa được như vậy long văn thạch bọn hắn nơi đó một nhóm long tộc người đâu này long văn thạch bây giờ hẳn là đang tìm đám người kia manh mối diệp thần phong trong lòng hy vọng đám người kia không có chuyện gì bằng không long tộc huyết mạch thật sự yếu đứt đoạn mất không có long tộc huyết mạch hắn còn nói gì tới đến để long tộc quật khởi diệp thần phong tâm tình trở nên càng thêm trầm trọng hắn một lần nữa về tới ao dưới đáy nhìn xem cái kia từng khối từng khối màu máu đỏ long tinh, trái tim của hắn liền một loạt đâm nhói. Trong miệng hắn tự nói, không tuyệt đối sẽ không phụ các ngươi trả giá, viễn cổ vạn tộc đứng đầu long tộc. Ta nhất định sẽ làm cho long tộc một lần nữa trở thành bây giờ cái thời đại này tối ghê gớm chủng tộc. Diệp thần phong bắt đầu từng khối từng khối đem long tinh khiêu đi ra, mỗi khiêu suốt một khối, trên người của hắn ý thức trách nhiệm cũng nặng một phần. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần Phong đem hết thảy long tinh đều khiêu đi ra, nơi này tổng cộng có một ngàn khối long tinh. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, này một ngàn khối long tinh đối với người tuyệt đối có lợi ích khổng lồ, có những này long tinh sau đó ngươi sẽ trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất địa thần cảnh cường giả, thậm chí là trẻ tuổi nhất thiên thần cảnh cường giả. Trước đó Lão Hắc cũng nói, này long tinh hấp thu lên đến không phải dễ dàng như vậy, tự coi như ngươi là long tộc tộc trưởng sợ rằng cũng phải có một cái thích ứng kỳ ngươi trước thử hấp thu một khối long tinh đi bất quá trong lòng ngươi yếu chuẩn bị sẵn sàng này hấp thu long tinh hẳn là phi thường chuyện đau khổ diệp thần phong đem một khối long tinh cầm ở trong tay trong thân thể vận chuyển lại long thần quyết sau lưng của hắn long tộc tộc trưởng dấu ấn không ngừng lập lòe hào quang màu vàng trong chớp mắt cả khối long tinh trong tay diệp thần phong mặt biến mất rồi khối này long tinh rõ ràng trực tiếp tiến vào diệp thần phong bên trong thân thể cuối cùng khối này long tinh di động đến diệp thần phong trên lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn vị trí chuyện gì thế này diệp thần phong mới vừa rồi còn không có hấp thu đến long tinh bên trong bất kỳ một tia năng lượng đây khối này long tinh liền chạy tới bên trong thân thể của hắn không đợi diệp thần phong hỏi dò hắn đột nhiên cảm thấy nhất cổ đau nhức trong nháy mắt che kín toàn thân hắn này đau nhức tâm điểm chính là tiến vào bên trong thân thể của hắn khối này long tinh hướng về thân thể hắn bốn phương tám hướng khuếch tán này cỗ đau nhức quả thực là phải đem hắn xương cốt toàn thân huyết nhục cùng gân mạch đồng thời cho nghiền thành bột phấn bình thường đương nhiên quan trọng nhất là loại đau nhức này kích thích diệp thần phong bên trong thân thể mỗi một tế bào phải biết một người trong cơ thể có vô số tế bào đây cho nên loại đau nhức này quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để cùng hình để Diệp Thần Phong sắc mặt trở nên dữ tợn cực kỳ, trong cổ họng không ngừng phát ra thống khổ buồn bực làm âm thanh. Cả người là mồ hôi rơi như mưa, quần áo toàn bộ ướt đẫm Diệp Thần Phong, hắn thậm chí ngay cả bất tỉnh đi cũng là một loại xa xỉ. Trong miệng hắn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mười ngón đầu ngón tay toàn bộ lâm vào trong lòng bàn tay. Loại này cực hạn thống khổ đối với Diệp Thần Phong tới nói là trước nay chưa có. Thời gian giây phút trôi qua. Ước chừng sau một tiếng. Loại thống khổ này rốt cuộc đang từ từ lui đi, thẳng đến cuối cùng loại thống khổ này hoàn toàn biến mất rồi. Mà khối này tiến vào diệp thần phong trong cơ thể long tinh, nhưng vẫn là nằm ở hắn trên lưng vị trí. Nhưng mà, giờ khắc này, từ nơi này khối long tinh bên trong chính đang không ngừng tỏa ra từng luồng đặc thù linh khí, những linh khí này đang chậm rãi được diệp thần phong cho hấp thu, nói cách khác coi như là hắn không tu luyện, theo khối này long tinh năng lượng chậm rãi hòa vào trong cơ thể hắn, thực lực của hắn cũng một cách tự nhiên sẽ có tăng lên. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh lần nữa mở miệng nói, tiểu gia hỏa, hiện tại ngươi biết này long tinh hấp thu lên đến không dễ dàng chứ. Dùng ngươi bây giờ trạng thái, ngươi căn bản không thể đủ tự chủ đi hấp thu long tinh, hơn nữa ngươi bây giờ một lần chỉ có thể hấp thu một khối. Chỉ có chờ đến về sau ngươi hấp thu long tinh thời điểm, hoàn toàn không có cảm giác thống khổ rồi, vậy thì chứng minh ngươi chân chính thích ứng long tinh, đến lúc đó ngươi là có thể một lần đại lượng hấp thu nơi này long tinh rồi. Theo như chiếu tốc độ như vậy, khối này long tinh tối thiểu yếu khoảng 4 tháng mới có thể hoàn toàn bị ngươi hấp thu xong. Bất quá, cái này một khối long tinh cũng đầy đủ ngươi tăng lên một ít thực lực rồi. Này hấp thu long tinh tốc độ quá chậm, này làm cho Diệp Thần Phong suy tư có biện pháp gì hay không có thể tăng nhanh hấp thu bất quá ánh mắt của hắn lại bị ao dưới đáy hấp dẫn chỉ thấy bây giờ không có long tinh ao dưới đáy tại ao dưới đáy có một cái dấu bàn tay diệp thần phong không chút do dự đem bàn tay của chính mình ấn vào trong đó theo long tộc tộc trưởng hơi thở đột nhiên bạo phát răng rác một tiếng đáy ao dưới đáy xuất hiện một lỗ hổng tại thiếu trong miệng thình lình để đó một cái hình vuông hộp gỗ hộp gỗ chu vi lượn lờ nhàn nhạt long tộc khí thức Diệp Thần Phong lập tức đem hộp gỗ cầm ở trong tay, hắn tin tưởng này cái hộp gỗ tuyệt đối sẽ không có vấn đề, cho nên hắn trực tiếp đem hộp gỗ mở ra, chỉ thấy tại trong hộp gỗ để đó một quyển bìa màu vàng kim cổ tịch. Chương 2056, điên cuồng châu hoang một tộc. Vô thượng tăng lên pháp. Tại bìa viết này năm chữ to. Diệp Thần Phong trong nháy mắt nín thở, vừa nhìn danh tự này thật giống liền vô cùng kiểu như châu bò. Hắn lập tức đem Vô Thượng Tăng lên pháp mở ra, hắn một tờ lại một tờ nhanh chóng xem lướt qua, trên mặt hắn biểu lộ trở nên càng ngày càng chấn kinh rồi, thẳng đến hắn đem tờ cuối cùng cũng xem xong, trong cổ họng hắn mới hơi hơi thở dài một hơi. Này Vô Thượng Tăng lên pháp đối với Diệp Thần Phong tới nói căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng đối với nắm giữ Long tộc huyết mạch người ngược lại là tác dụng to lớn. Căn cứ quyển cổ tịch này thượng từng nói, Phàm là có mới tộc trưởng kế thừa Long tộc tộc trưởng dấu ấn sau, như vậy tộc trưởng mới nhận chức liền có thể dựa vào vô thượng tăng lên pháp, cho hết thảy nắm giữ Long tộc huyết mạch người tăng lên một lần thực lực. Này vô thượng tăng lên pháp nghịch thiên làm. Căn cứ quyển cổ tịch này thượng từng nói, vô thượng tăng lên pháp là căn cứ Long tộc tộc trưởng dấu ấn diễn biến mà đến, đương nhiên mỗi cái nắm giữ Long huyết huyết mạch người dựa vào vô thượng tăng lên pháp tăng lên thực lực cũng bất đồng này phải căn cứ huyết mạch mức độ đậm đặc cùng thiên phú cao thấp phân. Vân phán đoán, tại quyển cổ tịch này thượng ghi chép, năm đó đời thứ hai long tộc tộc trưởng tiền nhiệm thời điểm, đã từng cho trong long tộc một tên thiên thần cảnh một tầng thiên tài thi triển vô thượng tăng lên Pháp, tên này thiên tài huyết mạch mức độ đậm đặc cùng thiên phú vân. Vân các loại đều cực kỳ đột xuất cuối cùng tên này thiên tài tại đời thứ hai tộc trưởng thi triển vô thượng tăng lên pháp sau đó thực lực của hắn dĩ nhiên trực tiếp từ thiên thần cảnh một tầng, tiêu thăng đến thiên thần cảnh bảy tầng. Nhìn thấy cổ tịch thượng ghi lại cái này ví dụ, Diệp Thần Phong trước đó trong lòng cũng là hút vào lạnh tức giận, chẳng trách long tộc có thể tại viễn cổ thời đại trở thành vạn tộc đứng đầu, này vô thượng tăng lên pháp vốn là vượt ra khỏi thiên địa pháp tắc rồi này vô thượng tăng lên pháp cũng chỉ có tộc trưởng mới nhận chức mới có thể phân biệt đối hết thảy nắm giữ long tộc huyết mạch người từng người thi triển một lần, đối cùng một cái nắm giữ long tộc huyết mạch người thi triển lần thứ hai căn bản là vô dụng rồi. Cho nên trong long tộc có tộc trưởng mới nhận chức tiền nhiệm, chuyện này ý nghĩa là long tộc thực lực tổng hợp đem phát sinh một lần bay vọt về chất. Tại long tộc bên trong, chỉ cần có long tộc huyết mạch người, long tộc tộc trưởng là có thể dựa vào long tộc tộc trưởng dấu ân áp chế. Long tộc tộc trưởng thực lực khả năng không phải cao nhất, nhưng ở trong long tộc hắn nắm giữ tuyệt đối quyền sinh quyền sát. Cho nên... Long tộc tộc trưởng lợi dụng vô thượng tăng lên pháp giúp long tộc thành viên tăng cao thực lực. Tộc trưởng bản thân sẽ không có bất kỳ lo lắng. Diệp thần phong trong lòng ngoại trừ thở dài liền vẫn là thở dài rồi, nếu như này vô thượng tăng lên pháp có thể đủ tại hắn trên người mình vậy cũng tốt. Đáng tiếc đây chỉ là nhằm vào long tộc thành viên diệp thần phong đã đem vô thượng tăng lên pháp ghi vào trong đầu hắn đem long tinh cùng vô thượng tăng lên pháp cổ tịch toàn bộ để vào hỗn độn trong chiếc nhẫn hắn tại trong hang động lần nữa cẩn thận tìm một lần tại không có bất kỳ những phát hiện khác sau đó hắn mới đi ra khỏi hang động tại vừa mới đi ra hang động thời điểm diệp thần phong nhìn thấy nghiêu trăm ngàn cùng nghiêu lão chính một mực cung kính ở bên ngoài chờ đợi hắn nói ra nghiêu lão thân thể ngươi bị thương ngươi không cần thiết tự mình đến nơi này Nghiêu lão trong lòng cảm động đồng thời, hắn nói ra, "Tộc trưởng, đây là lão Nghiêu ta phải làm, chúng ta vì ngài chuẩn bị yến hội, kính xin tộc trưởng ngài rời bước vừa mới đất trống." Nghiêu lão phụ thân Nghiêu trăm ngàn, hắn tại Diệp Thần Phong trước mặt cũng có chút gò bó, hắn nói ra, "Tộc trưởng, chỉ cần ngài nguyện ý, ta mạch này bảy màu man như nhất tộc toàn bộ nguyện ý đi theo ngài." Diệp Thần Phong trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, như trăm ngàn mạch này người đều là có một ít long tộc huyết mạch này vô thượng tăng lên pháp đối với bọn họ cần phải cũng có tác dụng a trong lòng như có điều suy nghĩ diệp thần phong hắn đi theo nhiêu trăm ngàn cùng nhiêu lão đi tới vừa mới chiến đấu trên đất trống chỉ thấy giờ phút này trên đất trống để từng cái từng cái bàn cùng cái ghế nhiêu trăm ngàn mạch này ngược lại cũng phát triển không sai trên đất trống đã có hàng trăm người rồi đây đều là nhiêu trăm ngàn đời sau về phần lúc trước nhiêu trăm dặm cùng nhiêu bách phong hai người bọn họ bị trói ở đất trống trên cây cột trên người bọn hắn huyệt đạo nhưng vẫn là bị phong lắm như trăm ngàn cùng như lão dẫn diệp thần phong đi tới đám người phía trước nhất như trăm ngàn nói ra vị này chính là long tộc tộc trưởng chúng ta mạch này mặc dù có thể có hôm nay này cùng long tộc là chặt chẽ không thể tách rời ta đã quyết định yếu đi theo tộc trường ta nghĩ các người cũng sẽ không phản đối a à. diệp thần phong nhìn xem dưới đáy xì xào bàn tán bảy màu man như nhất tộc Hắn nói ra, ta người này không thích làm người khác khó chịu, nếu như trong các ngươi có người nguyện ý đi theo. Như vậy ta phi thường hoan nghênh, nếu có người không muốn đi theo. Như vậy ta cũng sẽ không đối với hắn có bất kỳ cái nhìn, hết thảy đều do chính các ngươi làm quyết định. Như trăm ngàn mạch này người từ nhỏ đã tai mắt thấm. Bọn hắn đối Long tộc là cực kỳ tôn kính, chớ nói chi là Long tộc tộc trường. tuy rằng Diệp Thần phong cái này Long tộc tộc trưởng thực lực hơi yếu một chút, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn đối diệp thần phong tôn kính chúng ta đều nguyện ý đi theo tộc trưởng ngài không biết là ai trước tiên đi đầu gọi một câu sát theo đó dưới đáy bảy màu man như nhất tộc bọn hắn không hẹn mà cùng giống lên chúng ta đều nguyện ý đi theo tộc trưởng ngài như trăm ngàn đối với những thứ này con cháu thái độ rất hài lòng thấy diệp thần phong cũng gật gật đầu sau đó như trăm ngàn mời diệp thần phong tại trên chủ bàn ngồi xuống trên bàn để các loại mỹ vị tại Diệp Thần Phong đám người vào chỗ sau đó những người còn lại cũng toàn bộ ngồi xuống. Ngồi ở chủ trên bàn ngoại trừ Diệp Thần Phong, như trăm ngàn cùng Nghiêu Lão ở ngoài, chính là Nghiêu Lão mấy cái anh em ruột rồi. Những người này tại Diệp Thần Phong trước mặt đều hiện ra phải vô cùng gò bó, phải biết những thứ này đều là từng cái từng cái lão đầu tử rồi, này làm cho Diệp Thần Phong cảm giác làm không tự nhiên. Tại ăn vài miếng trên bàn thức ăn sau đó Diệp Thần Phong nhìn hướng như Lão, nói ra, như lão, người tại địa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong hẳn là thời gian rất lâu đi nha. như lão lập tức hồi đáp, tộc trưởng, ta đã vây ở địa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong tốt mấy chục năm, đoán chừng còn muốn khoảng 50 năm, ta mới có thể bước vào thiên thần cảnh. Diệp thần phong nói ra, như lão, ta chỗ này ngược lại là có cái có thể giúp người tăng cao thực lực phương pháp xử lý, không biết người có nguyện ý hay không thử xem. Nghiêu lão đối với Diệp Thần Phong lời nói cũng không quá để ý, tuy rằng hắn đối Diệp Thần Phong là tôn kính phát ra từ nội tâm, nhưng hắn biết mình thực lực yêu cầu tích lũy cùng cảm ngộ, không phải một sớm một chiều liền có thể có được đột phá. Bất quá, Nghiêu lão vẫn là nói, tộc trưởng, ta nguyện ý thử một lần. Được, cái kia Nghiêu lão người đứng lên đến một bên đi, hiện tại ta liền tới giúp người thử một lần. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thần Phong cũng từ trên ghế đứng lên mà nghiêu trăm ngàn đám người đều nghi hoặc nhìn Diệp Thần Phong, đối với bọn hắn bảy màu man nghiêu nhất tộc, tuy rằng đã có được long tộc huyết mạch, nhưng tăng cao thực lực so với nhân loại người tu luyện yếu khó hơn nhiều. Đang nhìn đến nghiêu lão đứng ở một bên sau đó Diệp Thần Phong đem chính mình áo trên cởi ra, khi hắn trên lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn lập tức hiện lên hiện tại trong không khí, mà nhìn thấy long tộc tộc trưởng dấu ấn nghiêu trăm ngàn đám người có vẻ là càng thêm một mực cung kính rồi diệp thần phong trong đầu nhớ lại thi triển vô thượng tăng lên pháp phương pháp hắn đối với nghiêu lão nói ra buông lỏng một chút được rồi toàn bộ quá trình không có bất kỳ thống khổ có thể hay không tăng cao thực lực này muốn xem vận số của chính ngươi thấy nghiêu lão chuẩn bị xong diệp thần phong trong cơ thể long thần quyết đột nhiên vận chuyển hai tay ở trong không khí nhanh chóng kết ấn theo diệp thần phong không ngừng nhanh chóng kết ấn sau lưng của hắn cái kia màu vàng đại long đồ án trở nên càng ngày càng xuẩn xuẩn dục động ngập trời long khí từ trên người diệp thần phong phóng lên trời đột nhiên trong lúc đó cái kia màu vàng đại long đột nhiên từ diệp thần phong trên lưng nhảy ra ở trong không khí không ngừng lớn lên mãnh liệt hướng về nghiêu lão đánh tới cuối cùng màu vàng đại long lợi dụng thân thể đem nghiêu lão cho cuốn lên được màu vàng đại long quấn lấy nghiêu lão hắn thay đổi sắc mặt hắn quả thực không thể tin được thân biến hóa trong cơ thể, hắn cảm giác trong cơ thể mình khí thế đang không ngừng nhanh chóng kéo lên. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, hắn liền từ địa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong, khóa nhập thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ. Nhưng này vẫn chưa hết. Hắn lập tức lại từ thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ, khóa nhập một tầng trung kỳ. Tại bước vào một tầng trung kỳ sau đó màu vàng đại long mới rời khỏi nghiêu lão thân thể, từ từ nhỏ dần, cuối cùng về tới diệp thần phong trên lưng như bách phong đám người cảm giác được như lão thiên thần cảnh một tầng trung kỳ thực lực sau bọn hắn từng cái không ngừng nuốt nước miếng bọn hắn chả chưa từng thấy như thế ung dung tăng cao thực lực phương pháp xử lý đây ánh mắt của bọn họ toàn bộ nhìn hướng diệp thần phong diệp thần phong chỉ là bình thản nói ra ta cũng có thể giúp các ngươi tăng cao thực lực lời này vừa nói ra như trăm ngàn các loại tất cả mọi người tại chỗ đều điên cuồng Diệp Thần Phong câu nói này không thể nghi ngờ đốt lên bên trong thân thể của bọn họ nhiệt huyết. Bọn hắn rất nhiều tay sai chung đô cầm chén rượu, hoặc là bưng ăn cơm chén. Tâm tình một cái không khống chế xong. ầm um, ầm um, ầm um, tiếng bạo liệt không ngừng. Chén rượu nổ tung rồi. Bát ăn cơm nổ tung rồi. Thậm chí cuối cùng liền bàn cùng cái ghế cũng toàn bộ nổ tung rồi. chương 2057, chế thuốc thánh địa kèm theo. Diệp thần phong một lần lại một lần thi triển vô thượng tăng lên Pháp. Ở đây bảy màu man nghiêu nhất tộc thực lực đều chiếm được không giống trình độ tăng lên. Ít nhất thực lực cũng dễ dàng tăng lên một cái tiểu tầng thứ, nhiều nhất nhưng là thực lực tăng lên ba cái tầng thứ. Nghiêu lão phụ thân nghiêu trăm ngàn, hắn là thuận lợi từ thiên thần cảnh tầng 6 hậu kỳ, khóa nhập thiên thần cảnh 7 tầng sơ kỳ. Đây đối với nghiêu trăm ngàn tới nói tuyệt đối là một chuyện đại hỷ sự, phải biết hắn đã có hơn 200 năm, thực lực không có tiến thêm nửa phần rồi. Nhìn thấy Nưu trăm ngàn mạch này tất cả mọi người thực lực đều được tăng lên, Diệp Thần Phong trong lòng cũng là có nhiều cảm thán, này Nưu trăm ngàn nhất mạch người, bên trong thân thể long tộc huyết mạch chỉ có một ít đây. Nếu như là cho rồng thực sự tộc người thi triển vô thượng tăng lên pháp, như vậy hiệu quả e sợ còn sẽ có một cái bay vọt về chất hiện tại diệp thần phong trong lòng càng ngày càng rõ ràng long tộc vì sao lại chịu đến trời cao nguyền rủa chống chơn là này vô thượng tăng lên pháp chỉ sợ sẽ là thiên địa bất sung. bất quá diệp thần phong muốn đến sống mãi hắn nhất định muốn cùng trời tranh mệnh cho nên hắn cũng không hề quá để ý này thiên địa bất dung vô thượng tăng lên pháp hắn sớm muộn cũng có một ngày muốn cùng vùng thế giới này thiên địa pháp tác đối nghịch thứ nữ vì phi thế gian tử gia xin đi vòng Nghiêu trăm ngàn cùng nghiêu lão các loại cả đám người, bọn hắn kích động cảm thụ sau khi tăng lên thực lực, bọn hắn thậm chí còn có một loại giường như cảm giác nằm mộng, tại nghiêu trăm ngàn cùng nghiêu lão dưới sự hướng dẫn, tất cả mọi người tại chỗ đều hướng về diệp thần phong quỳ xuống. Nghiêu trăm ngàn cực kỳ cung kính nói, tộc trưởng, cảm tạ ngài ban cho chúng ta tất cả những thứ này, ta nghiêu trăm ngàn mạch này nguyện ý vĩnh viễn thể chết theo ngài. Diệp thần phong gật gật đầu, nói ra, đều đứng lên đi lần này ta chỉ là đến các ngươi nơi này đi một chuyến ta còn muốn tham gia trung châu thiên huyền thịnh điển ta liền không ở đây ngươi nhóm nơi này ở lâu như trăm ngàn đám người sau khi đứng lên trong đó nghiêu lão nói ra tộc trưởng để cho ta đi theo ở bên cạnh ngươi đi diệp thần phong đã có rất nhiều tự vệ thủ đoạn rồi để cường giả đi theo ở bên người này bất lợi cho hắn trưởng thành hắn lắc lắc đầu nói ra nghiêu lão các ngươi đều không cần cùng ở bên cạnh ta. Chờ ta tìm tới Long tộc còn lại huyết mạch sau đó các ngươi tại đi tới bên cạnh ta cũng không muộn. Đương nhiên ta cũng là có nhiệm vụ giao cho các ngươi, các ngươi hết khả năng tìm cho ta các loại thần hồn loại thiên tài địa bảo, niên đại càng lâu càng nhiều càng tốt. Bây giờ đối với Diệp Thần Phong tới nói, quan trọng nhất là để lão Bạch cùng lão Hắc tàn hồn khôi phục lại hoàn chỉnh linh hồn, sau đó lại giúp lão Bạch cùng lão Hắc tái tạo nhục thân hắn chỉ có thể là trong vòng một năm liền để lão bạch cùng lão hắc phục sinh. Dù sao hắn bên trong tiểu thế giới nhiều hơn một mảnh tiên linh chi thổ, hắn cũng đã tại tiên linh chi thổ bên trong trồng đầy thần hồn loại linh thảo rồi. Đoán chừng một năm sau là hắn có thể đủ thu được rất nhiều rất nhiều ngàn năm thần hồn loại thiên tài địa bảo rồi. Mà nguyên bản tiến vào bên trong tiểu thế giới thôn thiên long mãng, viễn cổ long tích cùng băng phách ma chu, diệp thần phong cũng tại trước đó để cho bọn họ rời khỏi, đồng dạng là để cho bọn họ đi hết khả năng không ngừng tìm kiếm thần hồn loại thiên tài địa bảo. Khi nghe đến Diệp Thần Phong sau khi phân phó, như trăm ngàn đáp ứng một tiếng nói, tộc trưởng, ngài yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành ngài giao cho nhiệm vụ của chúng ta, tộc trưởng ngài thật sự không cần để cho chúng ta đi theo sao. Diệp Thần Phong kiên định nói, thật sự không cần, các người chỉ cần tận tâm tận lực giúp ta tìm kiếm thần hồn loại linh thảo là được rồi hắn lập tức vừa nhìn về phía bị trói tại trên cây cột như trăm dặm cùng như bách phong hắn nói ra hai người này tự coi như các ngươi lượn quanh bọn hắn một mạng các ngươi cũng không thể đem bọn hắn thả ra tiểu thế giới này ta long tộc tộc trưởng thân phận bây giờ còn không thích hợp khiến người khác biết như trăm ngàn trịnh trọng nói tộc trưởng điểm này ngươi hãy yên tâm được vậy ta liền rời đi trước bây giờ diệp thần phong đã lấy được một ngàn khối long tinh lại đạt được nghịch thiên vô thượng tăng lên pháp, lần này ngược lại đúng là đáng giá rồi. Tiến vào hắn bên trong thân thể khối này long tinh, mỗi thời mỗi khắc đều tại tràn ra đặc thù linh khí cho Diệp Thần Phong hấp thu, nói cách khác Diệp Thần Phong thực lực mỗi thời mỗi khắc đều tại một tia một hào tăng lên. Chỉ là Diệp Thần Phong không biết hắn lúc nào mới có thể thích ứng long tinh. Nếu như có thể đem các loại long tinh một hơi hấp thu xong, hắn biết thực lực của hắn nhất định có thể đạt được một cái cực kỳ khủng bố tăng lên. Tại Nhiêu Trăm Ngàn cùng Nhiêu Lão đám người một đường đưa tiến dưới, Diệp Thần Phong thuận lợi rời đi tiểu thế giới này. Căn cứ trước đó đường đi tới tuyến rời đi, Diệp Thần Phong tại trong dãy núi Nguyên Thủy vẫn không có gặp đến bất kỳ một đầu thực lực cường hãn yêu thú. Bây giờ Diệp Thần Phong muốn lần nữa truyền tống về Vạn Linh Thành, hắn nhất định muốn đến một tòa người tu luyện thành trì, dựa vào trong thành trì truyền tống trận mới được rồi. Tại vừa mới rời đi bảy màu châu hoang tiểu thế giới trước đó. Hắn hỏi một cái nghiêu lão gần nhất thành trì phương vị. Cho nên đang đi ra nguyên thủy sơn mạch sau, Diệp Thần Phong một đường đi về phía nam nhanh chóng đi tới. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần Phong mới đã tới một tòa cổ xưa thành lầu trước. Tòa thành này lầu không thể so với vạn linh thành kém, ở trên cửa thành phương khắc họa linh dược thành này ba chữ lớn vũ đế truyền thuyết. Đi tới Trung Châu cũng có tốt mấy ngày rồi, Diệp Thần Phong đối với Trung Châu một ít chuyện cũng có đại khái hiểu rõ. Thuốc này linh thành cùng vạn linh thành như thế cũng là Trung Châu bốn đại thành chỉ một trong. Chỉ vì tại linh dược thành bên trong có luyện dược các tổng bộ. Diệp thần phong chỉ là đại khái nghe nói linh dược thành, hắn chả thật không biết linh dược thành cụ thể phương vị, hắn không nghĩ tới Linh Dược Thành là khoảng cách nghiêu lão bọn hắn chỗ ở địa phương gần nhất một tòa thành trì. Thuốc này Linh Thành được gọi là chế thuốc thánh địa. Tại Linh Dược trong thành luyện dược sư cơ hồ là tùy ý khả năng, dù sao rất thêm gia sinh giã lộ tử luyện dược sư, bọn hắn cũng thường thường sẽ trở lại đến Linh Dược Thành đi tới một lần. Tại luyện dược sư, luyện khí sư, phù sư cùng trận pháp sư bên trong, trong đó luyện dược sư cùng luyện khí sư là cường thịnh nhất, phù sư cùng trận pháp sư nhưng là phải kém hơn không ít. Chế thuốc cùng luyện khí cường thịnh. Điều này cũng thúc đẩy trên trời huyền giới ngoại trừ luyện dược các ở ngoài, chả có rất nhiều giã lộ tử luyện dược sư. Tại giã lộ tử luyện dược sư bên trong tình cờ cũng sẽ bốc lên một ít thiên mới tới. Bọn hắn dựa vào của mình cân nhắc, chế thuốc trình độ cũng không so với luyện dược các luyện dược sư kém. Ban đầu ở Linh Châu thời điểm, Diệp Thần Phong chịu đến Phượng Hoàng Tông hai vị lão tổ truy sát. Ở Địa Ngục Chi Hải bờ biển gặp luyện dược các phân bộ vừa vặn đến chiêu thu đệ tử, cuối cùng vẫn là luyện dược các tổng bộ một tên trong đó Phó các chủ viên Khôn giải vây cho hắn, đồng thời Diệp Thần Phong biểu hiện ra một ít chế thuốc thiên phú sau, Viên Khôn trực tiếp cho Diệp Thần Phong một khối dược vương lệnh. Đương nhiên ban đầu ở Địa Ngục Chi Hải bờ biển, Diệp Thần Phong trả làm quen một cái tên là Điền Tiểu Quang gia hỏa, Điền Tiểu Quang lúc đó vừa vặn muốn gia nhập luyện dược các phân bộ, này Điền Tiểu Quang phẩm tính không sai. Tại lúc đó chả đứng ra vì Diệp Thần Phong nói chuyện, cuối cùng tại đã được kiến thức Diệp Thần Phong chế thuốc trình độ sau, hắn lập tức bái Diệp Thần Phong làm thầy. Lúc trước Diệp Thần Phong chỉ là đáp ứng suy nghĩ một chút. Bất quá, cuối cùng ở Địa Ngục Chi Hải thượng đột nhiên xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, Diệp Thần Phong, Viên Khôn Tôn nữ viên giai cùng điền tiểu quang đám người toàn bộ bị cuốn vào Địa Ngục Chi Hải dưới đáy. Viên giai nguyên bản đối Diệp Thần Phong khó chịu, nhưng ở Diệp Thần Phong mấy lần cứu giúp dưới, người đối Diệp Thần Phong sinh ra một loại hảo cảm. Sau đó tại viên khôn chuyển tới cứu viện thời điểm, bọn hắn tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần Phong đã bị chết. Viên giai lúc đó cực kỳ không thể tiếp nhận, người chả muốn đi vào địa ngục chi hải dưới đáy, thế nhưng cuối cùng được ra ra của nàng cho đánh ngất đi. Viên khôn trong lòng cũng tất cả đáng tiếc, hắn là phi thường xem trọng Diệp Thần Phong, bằng không hắn cũng sẽ không đem một khối dược vương lệnh đưa cho diệp thần phong rồi diệp thần phong nhìn xem linh dược thành cửa thành xuất thần chỉ chốc lát sau hắn cất bước hướng về trong thành đi đến viên khôn đối với hắn có ân huống hồ hắn tại huyền châu thời điểm hắn dùng một lần dược vương lệnh rồi bất kể nói thế nào nếu đi tới linh dược thành hắn cũng phải đi bái phỏng một cái viên khôn đi vào linh dược thành sau trong không khí dĩ nhiên đều tràn ngập nhàn nhạt, nhạt linh thảo cùng mùi thuốc Thuốc này linh thành là lấy luyện dược các tổng bộ mà nghe tên, tại chỉnh tòa linh dược thành bên trong lớn lớn nhỏ nhỏ tiệm bán thuốc cùng linh thảo cửa hàng nhiều không kể xiết, cả tòa linh dược thành mỗi ngày tiêu hao linh thảo số lượng là cực kỳ khổng lồ. Nguyên bản Diệp Thần Phong muốn hỏi thăm một chút luyện dược các tổng bộ phương vị. Bất quá, hắn đột nhiên nghe được Chu Vi đi qua luyện dược sư chính thấp giọng nghị luận. Nghe nói ma, hôm nay chính là luyện dược các viên phó các chủ ngày mừng thọ có người nói lần này viên phó các chủ không có đại lực xử lý, chỉ có trong phạm vi nhỏ luyện dược sư mới nhận được mời, liền ngay cả tất cả đại tông môn tông chủ đều không có mời, ta còn thực sự muốn đi tham gia một phen đây. chương 2058, lễ vật, rơi xuống con mắt, chỉ bằng ngươi cũng muốn đi tham gia viên phó các chủ tiệc mừng thọ Ta xem ngươi là đang nằm mơ chứ, đừng nói là giống chúng ta như vậy giã lộ tử luyện dược sư rồi, coi như là luyện dược các trong tổng bộ đệ tử cũng không phải người nào đều có thể đi tham gia. Ai, cũng đúng, lần này thiên huyền thịnh điển chuyên môn thiết lập tứ sư tranh bá, này hay là đối với chúng ta những này giã lộ tử luyện dược sư là một cái cơ hội tốt, ta đã thông qua sơ tuyển rồi, chỉ cần có thể tiến vào top 50, có người nói là có thể trực tiếp trở thành luyện dược các tổng bộ đệ tử hạch tâm rồi diệp thần phong khi biết hôm nay vừa vặn là viên khôn ngày mừng thọ sau đó hắn biết mình tuyệt đối không thể tay không mà đi rồi nhất định muốn chuẩn bị một phần khiến viên khôn hài lòng lễ vật vậy cũng là đối viên khôn một loại báo đáp viên khôn thân là thất phẩm luyện dược sư hắn cảm thấy hứng thú nhất đương nhiên là chế thuốc kết quả là diệp thần phong suy tư phải hay không muốn tặng cho viên khôn một loại viễn cổ đan phương đâu này dù sao trong đầu hắn viễn cổ đan phương có rất nhiều tùy tiện lấy ra một loại đến, hẳn là cũng đủ để cho bất kỳ luyện dược sư cuồng nhiệt. Đang xác định yếu tặng lễ vật sau. Diệp thần phong tùy ý tại linh dược trong thành vừa hỏi, hắn liền biết viên phủ chỗ ở phương vị rồi. Tại luyện dược các tổng bộ tổng cộng có ba vị phó các chủ, ba vị này phó các chủ tại linh dược thành đều cũng có của mình chuyên môn phủ đệ. Viên khôn tiệc mừng thọ là ở buổi trưa cử hành. Hiện tại chạy đi viên phủ đã không sai biệt lắm, dù sao linh dược thành diện tích cũng cực kỳ to lớn, muốn đạt tới viên cửa phủ còn phải tốn đi một quãng thời gian đây này. Diệp Thần Phong một đường bay nhanh. Thuốc này linh thành trên đường phố thật đúng là hiệu thuốc đầy trời, hầu như mỗi một nhà cửa hàng bên trong đều chật ních người, dù sao tại luyện dược sư thượng muốn có đột phá, nhất định muốn dựa vào không ngừng luyện chế, tại lần lượt trong thất bại, tìm tới thành công khiếu môn cho nên phần lớn luyện dược sư đều dựa vào rất nhiều linh thảo bắt đầu trồng chất sau một tiếng diệp thần phong đã tới nơi cần đến lúc này khoảng cách viên khôn tiệc mừng thọ bắt đầu còn có một quãng thời gian đây cho nên tại viên phủ cửa vào người ta lui tới cũng không phải rất nhiều bất quá có hai tên linh thần cảnh bảy tầng đỉnh phong người chính canh giữ ở cửa vào đây muốn đi vào viên phủ nhất định muốn đưa ra thiệp mời này ngược lại là để Diệp Thần Phong có phần khó làm. Dù sao trong tay hắn không có mời thiếp, kế trước mắt chỉ có thể làm cho canh gác cửa ra vào người đi vào thông báo một tiếng. Tại Diệp Thần Phong đang muốn hướng về cửa lớn đi đến thời điểm. Hắn đột nhiên nhìn thấy bên trái cách đó không xa chính có một người dáng dấp khôi hài thanh niên đi tới, này không phải là ban đầu ở địa ngục chi hải kết bạn điền tiểu quang ma. Lúc trước Điền Tiểu Quang đi theo viên khôn đám người rời đi địa ngục chi hải đáy biển sau, hắn ngược lại là có không sai cơ duyên, hắn cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp đi theo viên khôn cùng viên dai đi tới Trung Châu, mà lại trở thành viên khôn đệ tử ký danh. Mặc dù chỉ là đệ tử ký danh, nhưng đối với Điền Tiểu Quang tới nói đã bằng là bánh từ trên trời rớt xuống rồi, bất quá, Điền Tiểu Quang chưa từng có quên qua sư phụ của hắn Diệp Thần Phong. Tuy nói hắn vẫn không có chính thức đi theo Diệp Thần Phong học tập chế thuốc chi thuật, nhưng hắn biết hắn mặc dù có thể đi tới Trung Châu Tiến vào luyện dược các tổng bộ, trong đó phần lớn nguyên nhân là Diệp Thần Phong. Ban đầu ở rời đi địa ngục chi hải đáy biển lúc, Điền Tiểu Quang trả lại Diệp Thần Phong dựng lên một khối mộ bia. Nhìn thấy tướng mạo khôi hài Điền Tiểu Quang, Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, hắn không có hướng về cửa lớn đi đến, mà là hướng về Điền Tiểu Quang đi đến này Điền Tiểu Quang chính cúi đầu đây. Hắn đúng là không có lập tức nhìn thấy Diệp Thần Phong. Thấy có một bóng người chắn trước mặt mình, cúi đầu Điền Tiểu Quang, hắn khuôn mặt lộ ra vẻ giận dữ. Hắn ngẩng đầu lên quát lên, các người đám hỗn đản kia phải hay không đều cho rằng Điền ra ông mày dễ ức hiếp. Ta, đang nhìn đến trước mặt Diệp Thần Phong trên mặt như có như không ý cười sau. Điền tiểu quang trong cổ họng thanh âm im bặt đi, hắn thất thanh nói, lão, lão đại. Sư, sư phụ. Diệp Thần Phong vỗ vỗ điền tiểu quang vai, nói ra, làm sao? Không quen biết ta sao? Chậm rãi tỉnh hồn lại điền tiểu quang, hắn khuôn mặt lộ ra cực hạn hưng phấn, hắn lời nói không có mạch lạc nói ra, sư phụ, đúng là ngươi. Ngươi, ngươi không có chết, ta, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại sư phụ ngươi rồi, ban đầu ở địa ngục chi hải đáy biển, nếu không có sư phụ ngươi, Ta Điền Tiểu Quang sớm liền không biết chết rồi bao nhiêu lần. Ta liền biết sư phụ ngươi không có việc gì, sư phụ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần Phong nhìn ra được Điền Tiểu Quang kích động là phát ra từ nội tâm, hắn cười nói, còn nói biết ta sẽ không có chuyện gì. Như vậy địa ngục chi hải đáy biển mộ bia là ai cho ta lập xuống? Điền Tiểu Quang một mặt lúng túng. Diệp Thần Phong tiếp tục nói, đúng vậy, thực lực từ Niết Bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ tăng lên tới niết bàn cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, người luyện dược sư trình độ tăng lên tới cái gì phẩm bậc. Điên tiểu quang gãi đầu một cái, nói ra, sư phụ, chả là ở vào nhất phẩm luyện dược sư, bất quá, bây giờ ta đối rất nhiều nhất phẩm đan dược đều là thuận buồm xuôi gió rồi, không tốn thời gian dài là có thể bước vào nhị phẩm luyện dược sư rồi. Diệp thần phong gật gật đầu, nói ra, ta lần này vừa vặn trải qua linh dược thành. Không nghĩ tới viên phó các chủ tiệc mừng thọ vào hôm nay, cho nên ta cũng đến bái phỏng một cái, chỉ là này tiến vào viên phủ yêu cầu thiệp mời. Điền tiểu quang lập tức nói ra, sư phụ, ta có thiệp mời, người đi theo ta đi vào là được rồi. Tại diệp thần phong cùng điền tiểu quang yếu đồng thời hướng về viên phủ cửa lớn đi đến thời điểm, một đạo âm thanh quái gở truyền tới, này không phải chúng ta điền tiểu quang sư đệ sao. Cái kia chế thuốc tỷ lệ thất bại cao nhất phế vật, người còn có mặt mũi tới tham gia viên phó các chủ tiệc mừng thọ theo âm thanh nhìn lại, có hai tên thanh niên chính bước chậm đi tới, mở miệng là một gã ăn mặc trường sa xa màu xanh thanh niên. Điền tiểu quang sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn nhỏ giọng nói, sư phụ, cái này nói chuyện chính là luyện dược các tổng bộ đệ tử Trương An, hắn chính là tam phẩm luyện dược sư, mà một người thanh niên khác chính là luyện dược các tổng bộ giang phó các chủ cháu trai Giang Nguyên, hắn chính là ngũ phẩm luyện dược sư nghe được Điền Tiểu Quang nói Giang Nguyên chính là ngũ phẩm luyện dược sư Diệp Thần phong ánh mắt ngược lại là liếc mắt nhìn cái kia Giang Nguyên chỉ thấy Giang Nguyên trên người mặc một bộ trường sam màu trắng trong tay trà cầm một cái quạt giấy trên mặt là một bộ phong đạm vân khinh biểu lộ từ trong xương để lộ ra một loại kiêu ngạo Điền Tiểu Quang tiếp tục nhỏ giọng nói sư phụ tấm kia an chính là Giang Nguyên chó săn bình thường bọn hắn khắp nơi nhầm vào ta đúng rồi này Giang Nguyên chính là viên giai sư tỷ người theo đuổi một trong nhìn hắn cái kia chảnh dáng dấp ta xem chỉ có sư phụ ngươi mới xứng đáng thượng viên giai sư tỷ từ khi tại lấy là sư phụ sau khi ngươi chết viên giai sư tỷ mỗi ngày mất ăn mất ngủ tại Điền Tiểu Quang thấp giọng trong khi nói chuyện Giang Nguyên cùng Trương An đã đi tới trước mặt bọn họ Giang Nguyên một bộ thở ơ thật giống ở trong mắt hắn Diệp Thần Phong cùng Điền Tiểu Quang chính là hai con dẹp Trương An liếc nhìn Diệp Thần Phong hắn lập tức lạnh giọng quát lên, Điền Tiểu Quang, người này hẳn không phải là chúng ta luyện dược các người của Tổng Bộ chứ. Người từ nơi nào kết giao những này nửa người nửa ngợm người. Trong tay người thiệp mời chỉ có thể làm cho một mình ngươi tiến vào viên phủ, người như thế lập tức khiến hắn cút đi. Trương An xem Điền Tiểu Quang cực kỳ không vừa mắt, hắn đều không có tư cách trở thành phó các chủ đệ tử ký danh, dựa vào cái gì Điền Tiểu Quang phế vật như vậy là có thể cho nên trong lòng của hắn một mực không sảng khoái lắm. Chỉ cần một có cơ hội liền sẽ nhằm vào Điền Tiểu Quang. Diệp thần phong liếc nhìn Trương An, hắn bình thản nói ra, chỉ sợ ngươi không để cho ta lăn tư cách. Mà chính lúc Trương An không dám tin nổi giận hơn thời gian, chỉ thấy cửa lớn đi ra một tên ăn mặc màu tím sợi tơ quần áo thiếu nữ. Thiếu nữ con mắt chăm chú như ngừng lại Diệp thần phong trên người. Người này chính là viên dai rồi thấy viên giai xuất hiện, thân là truy cứu người Giang Nguyên, hắn cũng không nhịn được đối với Diệp Thần Phong, nói ra cút đi. Nơi này không phải người ứng với nên đến địa phương. Viên giai tại dại ra qua đi, trên mặt nàng tràn đầy mừng rỡ, trong miệng nàng khẽ kêu nói, hai người các ngươi cút cho ta. Trương An cho rằng đây là đối Diệp Thần Phong cùng Điền Tiểu Quang nói, hắn đắc ý nói, Điền Tiểu Quang, có nghe hay không, hai người các ngươi cũng có thể lăn. Giang Nguyên chính là muốn cùng viên giai chào hỏi, hắn nhìn xem đầy mặt mừng rỡ hướng chính mình đi tới viên giai, hắn trực tiếp đi đi. Viên giai được ngăn trở sau đó người cao mày, nói ra, Giang Nguyên, không phải cho ngươi lăn sao? Ngươi ngăn trở ta làm gì? Giang Nguyên nhất sững sờ. Mà lúc này viên giai trực tiếp tránh khỏi Giang Nguyên, người hướng về Diệp Thần Phong chạy như bay, thân thể trực tiếp nhào vào Diệp Thần Phong trong lồng ngực, trong miệng nàng nức nở nói ra, Diệp đại ca, là ngươi sao? Đúng là ngươi sao, ta sẽ không đang nằm mơ chứ? Chuyện này, Giang Nguyên cùng Trương An con mắt trừng lớn, con người của bọn họ tử đều phải từ trong hốc mắt rơi ra ngoài rồi. chương 2059, muốn dở trò quỷ gì? Tại luyện dược các tổng bộ có người nào không biết viên giai tính cách cao lạnh? người tại luyện dược các tổng bộ nghiễm nhiên dường như tiểu công chúa bình thường tuy nói của nàng chế thuốc trình độ chỉ có tứ phẩm nhưng thắng ở tuổi của nàng muốn so những người còn lại nhỏ hơn rất nhiều diệp thần phong cười khổ một hồi trong lỗ mũi lúc có lúc không xông vào từng trận hương vị thân thể chăm chú chen vào diệp thần phong trong lồng ngực viên dai hai tay của nàng ôm diệp thần phong hông của phảng phất chỉ lo diệp thần phong biến mất rồi diệp thần phong nhìn xem có phần gầy gò viên dai hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ viên dai sau lưng, hắn biết viên dai khả năng là bởi vì hắn mới trở nên như thế tiêu cực. Hắn nói ra, được rồi, được rồi, ngươi không phải là đang nằm mơ, ta không phải liền xuất hiện tại trước mặt ngươi sao. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, viên dai một mặt áy náy nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra, Diệp Đại Ca, lúc trước chúng ta không là cố ý yếu bỏ lại ngươi, ông nội ta bọn hắn đều nghĩ đến ngươi đã bị chết, nhưng ta chính là không tin Diệp Đại ca hội dễ dàng chết như vậy, nếu không phải xấu ra ra cuối cùng trực tiếp đem ta đánh ngất xỉu, bằng không ta chắc chắn sẽ không rời đi địa ngục chi hải. Diệp Thần Phong nhìn xem viên dai một mặt lo lắng giải thích dáng dấp, nghiễm nhiên dường như tiểu muội nhà bên bình thường hắn cười nói, những này ta đều biết, hôm nay ta là tới bái phỏng một cái viên phó các chủ. Viên dai đỏ mặt từ Diệp Thần Phong trong lồng ngực sau khi đi ra, người thận trọng liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, sau đó người lại trực tiếp ôm Diệp Thần Phong cánh tay, nói ra: Diệp đại ca, ta dẫn người đi thấy Ra Ra, hắn nhìn thấy người khẳng định cũng sẽ thật cao hứng. Có viên giai dẫn dắt cửa vào canh gác người tự nhiên là cho đi được rồi. Điền Tiểu Quang tại chừng mắt liếc ra nguyên cùng Trương An, sau đó hắn cũng theo sát ở Diệp Thần Phong cùng viên giai phía sau. Hôm nay chính là viên khôn tiệc mừng thọ, Diệp Thần Phong không muốn ở chỗ này gây sự chỗ lấy cuối cùng hắn mới không có cùng Giang Nguyên hai người bọn họ chấp nhặt Mà Giang Nguyên cùng Trương An nhìn thấy Diệp Thần Phong hoàn toàn không để mắt đến bọn hắn, tại viên giai dưới sự hướng dẫn đi vào viên phủ. Trương An sắc mặt biệt khuất sường như nuốt đại tiện, nguyên bản hắn muốn dẫm dẫm mạnh Điền Tiểu Quang, ai biết Điền Tiểu Quang bên người Diệp Thần Phong. Dĩ nhiên cùng viên giai quan hệ giỏi như vậy, về phần Giang Nguyên sắc mặt nhưng là âm trầm tới cực điểm ra ra hắn đồng dạng cũng là luyện dược các tổng bộ phó các chủ một trong. Dưới cái nhìn của hắn hắn và viên dai cũng coi là môn đăng hộ đối rồi, làm sao viên dai chưa từng có hắn sắc mặt tốt xem, lần này lại không biết từ nơi nào xuất hiện một tên tiểu tử. Này làm cho viên dai liền bình thường kiêu ngạo đều ném đi rồi, cảnh này khiến Giang Nguyên sinh ra cảm giác nguy hiểm. Giang Nguyên cau mày, trong tay quạt giấy vừa thu lại, hắn nói ra chúng ta cũng vào đi thôi ta ngược lại muốn xem xem tiểu tử kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mà lúc này viên phủ bên trong đại sảnh, viên Khôn đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó hắn quả thực là mừng rỡ, hắn không nghĩ tới vào hôm nay của mình tiệc mừng thọ thượng. Ông trời lại vẫn cho hắn như thế một phần đặc thù lễ vật. Phải biết tại luyện dược các bên trong, chia làm Đan Văn một phái cùng Không Văn nhất phái. Cái gọi là Đan Văn một phái đó là có thể đủ luyện chế ra Đan Văn luyện dược sư mà không văn một phái thì thì không cách nào luyện chế ra đan văn luyện dược sư. Viên khôn là không văn nhất phái, hắn cũng một mực tại thử luyện chế ra đan văn phương pháp xử lý. Từ trước đây đến bây giờ, không văn một phái một mực được đan văn một phái vượt trên một bậc, nếu như không văn một phái bên trong cũng có thể có luyện chế ra đan văn luyện dược sư xuất hiện, như vậy tuyệt đối có thể xoay chuyển một cái cục diện. Ban đầu ở cùng viên khôn sơ lần lúc gặp mặt, Diệp Thần Phong tuy rằng cố ý áp chế, nhưng vẫn là luyện chế được nửa vòng đan văn tứ phẩm đan dược, cho nên viên khôn mới sẽ đối Diệp Thần Phong coi trọng như vậy. Thậm chí đem dược phương lệnh đều đưa cho Diệp Thần Phong. Tại viên khôn muốn hỏi bên dưới, Diệp Thần Phong chỉ là hàm hồ suy đoán giải thích một chút, tại lúc trước viên khôn sau khi bọn hắn rời đi, hắn cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ mới từ địa ngục chi hải đáy biển rời đi. Viên khôn trên mặt vui sướng khó tiêu, hắn vỗ Diệp Thần Phong vai, nói ra, Thần Phong, Ngươi có thể đi ra là tốt rồi, lúc trước chúng ta đều nghĩ đến ngươi gặp bất chắc rồi, lần này thiên huyền thịnh điển tứ sư tranh bá ngươi nên cũng nghe nói chứ. Ta chuẩn bị đề cử ngươi tham gia. Tại viên khôn còn muốn tự thuật một phen thời điểm, chỉ nghe bên ngoài truyền đến thông báo âm thanh, lương các chủ đến, giang phó các chủ đến, cao phó các chủ đến. Viên khôn lập tức vung tay lên, nói ra tiểu dai, thần phong, hai người các ngươi cùng ta cùng đi ra ngoài nghinh tiếp một chút ba cái kia lão ra hỏa. Viên khôn để Diệp Thần Phong cùng đi ra ngoài nghinh tiếp, vậy thì chứng minh rồi hắn không coi Diệp Thần Phong là người ngoài. Viên dai nhưng là đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ lướt nhìn Diệp Thần Phong. Theo viên khôn đi ra đại sảnh sau, chỉ thấy ba cái tiên phong đạo cốt lão đầu ánh vào Diệp Thần Phong trong tầm mắt, đi ở chính giữa chính là luyện dược các tổng bộ các chủ lương Khang An thực lực tại thiên thần cảnh tầng 6 đỉnh phong, chế thuốc cấp bậc đã tới bát phẩm. Đi ở bên trái lão đầu chính là luyện dược các tổng bộ tam đại phó các chủ một trong giang an trí. Thực lực trên đất thần cảnh tầng 6 sơ kỳ, chế thuốc cấp bậc đã tới thất phẩm. Đi ở bên phải lão đầu chính là luyện dược các tổng bộ tam đại phó các chủ một trong cao đức rõ ràng. Thực lực trên đất thần cảnh 7 tầng đỉnh phong, chế thuốc cấp bậc cũng tương tự tại thất phẩm. Ngoại trừ các chủ ở ngoài, tam đại phó các chủ thực lực đều tại địa thần cảnh, đang chờ thực lực đặt ở Trung Châu quả thực là nhược bạo rồi, nhưng cái này cũng là không có cách nào, luyện dược sư yếu nghiên cứu chế thuốc, tự nhiên không thể chăm chỉ tu luyện rồi, đương nhiên cũng có một chút thiên mới có thể vừa tại chế thuốc thượng đạt được thành tựu, lại tại về mặt thực lực đạt được không nhỏ tiến triển. Vừa vặn tại viên phủ bên ngoài ăn quả đắng Giang Nguyên cùng Trương An, bọn hắn An phận đi theo Giang An chí phía sau, Giang Nguyên ánh mắt âm lãnh trước sau hữu ý vô ý nhìn về phía Diệp Thần Phong. Đồng dạng tại các chủ lương khang an phía sau, cũng đi theo một tên dáng dấp tiêu sái thanh niên, tên thanh niên này nhìn qua ngược lại là hòa thuận vô cùng, ánh mắt của hắn tại Diệp Thần Phong thân trên dừng lại một giây đồng hồ. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Điền Tiểu Quang, hắn ngược lại là phụ trách thấp giọng cho Diệp Thần Phong giới thiệu những người này lai lịch rồi. Tên kia đứng sau lưng lương khang an thanh niên, Hắn chính là trung châu tiêu giao cung thiếu chủ La Kỳ trắng. Này La Kỳ trắng chính là Lương Khang An đệ tử thân truyền, có người nói chế thuốc trình độ tại luyện dược các tổng bộ trẻ tuổi bên trong có thể xưng đệ nhất nhân. Chế thuốc phẩm bậc đã tới ngũ phẩm, bất quá, hắn ngũ phẩm muốn so Giang Nguyên ngũ phẩm lợi hại hơn, này La Kỳ trắng luyện chế ra đan văn tỷ lệ thành công có thể đạt đến 40% rồi, này tại luyện dược các bên trong đã phi thường ghê gớm rồi tại luyện dược các tổng bộ này bốn tên chính phó các chủ bên trong lương khang an cùng giang an trí là thuộc về đan văn nhất phái mà viên khôn cùng cao đức rõ là thuộc về không văn nhất phái ở chính giữa châu nhất lưu thế lực có rất nhiều nhưng công nhận nhất lưu trong thế lực hàng đầu chỉ có ba cái tông môn chúng nó chính là đốt ma cốc thiên kiếm tông cùng tiêu giao cung này la kỳ trắng cũng được gọi là trung châu ngũ đại công tử một trong la kỳ ngu sao mà không quang chế thuốc trình độ cường hãn thiên phú tu luyện của hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ. Diệp thần phong có thể cảm ứng được này la kỳ trắng thực lực hôm nay lại đang linh thần cảnh tam tầng sơ kỳ rồi. Viên khôn đem mọi người đón vào đại sảnh vào chỗ sau đó theo tân khách chậm rãi toàn bộ đến đông đủ. Ở đây cơ bản đều là luyện dược các trong tổng bộ các trưởng lão các loại các loại. Viên khôn đối với Lương Khang An, Giàng An trí cùng Cao Đức rõ ràng, nói ra ta muốn đề cử bên cạnh ta vị tiểu hữu này, tham gia lần này tứ sư tranh bá bên trong luyện dược sư thi đấu. Giang An trí cao mày, nói ra, lão viên, này không khỏi không phù hợp quy tắc chứ. Người đã đề cử tôn nữ của mình rồi, lại nói tiểu tử này ta xưa nay chưa từng thấy, hắn hẳn không phải là luyện dược các người của tổng bộ chứ. Các chủ lương Khang An cũng nói, lão viên, lão Giang nói có đạo lý, phàm là chúng ta đề cử nhân tuyển, có thể trực tiếp tiến vào chung kết quyết tái, không phải tùy tiện người nào đều có thể lung tung đề cử. Viên khôn nụ cười trên mặt ít đi mấy phần, mà viên dai lại trực tiếp đứng ra nói ra, cái danh ngạch này cho Diệp Đại ca được rồi, ta nguyện ý nhường cho Diệp Đại ca. Viên dai lời này vừa nói ra, nguyên bản bình thản đứng ở lương khang an bên cạnh la kỳ trắng, hắn trong con người phiền muộn chợt lóe lên, ánh mắt của hắn lần nữa như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, lúc này hắn bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên Diệp Thần Phong viên giai tại chế thuốc thượng trình độ cực kỳ xuất chúng, La Kỳ Trắng cũng là viên giai người theo đuổi một trong, sư phụ hắn Lương Khang An đã nói, viên giai tương lai chế thuốc trình độ có thể vượt qua hắn, cho nên La Kỳ nhìn không đến viên giai có thể trở thành trợ lực của hắn. Trước đó La Kỳ Trắng căn bản không đem đồng dạng là viên giai người đeo đuổi ra nguyên để ở trong mắt, dưới cái nhìn của hắn viên giai như vậy thiên tri kiêu nữ không phải là ai đều có thể chinh phục, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn cảm thấy uy hiếp. La Kỳ Trắng đi ra đối với Lương Khang An, nói ra, sư phụ, nếu là viên phó các chủ đề cử người, như vậy chúng ta cũng không thể một chút mặt mũi cũng không cho ma. La Kỳ Trắng đột nhiên đứng ra cho Diệp Thần Phong nói tốt. Này làm cho Diệp Thần Phong cau mày, hắn và La Kỳ Trắng lần thứ nhất thấy mặt, này La Kỳ Trắng không đạo lý đứng ra giúp hắn nói chuyện, chính là sự ra khác thường tất có yêu, này La Kỳ Trắng muốn dở cho quỷ gì. Trường 2060, chói mắt, làm người khác khó chịu. La kỳ trắng mở miệng sau. Tuy rằng Viên Khôn cũng không minh bạch La kỳ trắng tại sao giúp Diệp Thần Phong nói tốt, nhưng hắn lập tức lập tức phụ họa nói, "Các chủ, liền đệ tử đắc ý của ngươi đều cho rằng ta nói không sai rồi, có phải hay không các người tại suy nghĩ một chút." Vị tiểu hữu này là ban đầu ta trong lúc vô tình kết bạn, hắn chính là thứ thiệt tứ phẩm luyện dược sư, hơn nữa có thể luyện chế ra đan văn đến hắn tuyệt đối có tư cách trực tiếp tiến vào trận chung kết rồi. Lúc trước Diệp Thần Phong chỉ là luyện chế ra tứ phẩm đan dược, này ngược lại là để viên khôn ngộ nhận là Diệp Thần Phong chính là tứ phẩm luyện dược sư rồi. Không biết bây giờ Diệp Thần Phong đã là lục phẩm luyện dược sư rồi. Đối với viên khôn hiểu lầm, Diệp Thần Phong cũng không có vội vã giải thích. Mà nghe được Diệp Thần Phong chỉ là tứ phẩm luyện dược sư la kỳ trắng cùng Giang Nguyên, trong lòng bọn họ khinh thường mấy phần. Dù sao hai người bọn họ đều là ngũ phẩm luyện dược sư rồi, hơn nữa hai người bọn họ đều có thể luyện chế ra đan văn, chỉ là giang nguyên luyện chế ra đan văn tỷ lệ muốn so la kỳ trắng thấp hơn không ít. Thuộc về đan văn nhất phái lương khang an cùng giang an trí, hai người bọn họ cũng coi như rõ ràng viên khôn tại sao phải đề cử diệp thần phong rồi. Ngược lại là cùng viên khôn cùng nhất phái cao đức rõ ràng, hắn nói ra ta xem lão viên nói không sai a hát phải nhiều cho người trẻ tuổi cơ hội ma. Nếu là có thể luyện chế ra đan văn tứ phẩm luyện dược sư, cái này xác thực có thể trực tiếp tiến vào trận chung kết rồi. Lương Khang An ánh mắt nhìn về phía La Kỳ Trắng, hắn đối với mình đồ đệ này vẫn là hiểu rất rõ, hắn đồ đệ này ở bề ngoài các loại hòa thuận hòa thuận, nhưng trong lòng nhưng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Lương Khang An bưng chén trà lên, vi vi nhấp một ngụm sau đó nói ra, Kỳ Trắng, người cũng thật sự thì cho là như vậy. La Kỳ nói vô ích nói, sư phụ, viên phó các chủ nhãn quang tuy rằng không kém, nhưng luyện dược các tổng bộ phải có tổng bộ quy củ. Có phần quy củ là không thể đủ phá hoại, đương nhiên nếu như vị bằng hữu này thật sự có bản lãnh, như vậy không ngại liền cho hắn một cái danh ngạch. Tiếng nói vừa vặn hạ xuống. La Kỳ tay không bên trong liền xuất hiện một cái hồ lô vật chứa, hắn ở đại sảnh trên bàn cầm lên một cái tô, hắn đem bên trong hồ lô một loại màu nâu dịch thể đổ vào trong chén. La Kỳ Trắng tiếp tục nói, cái này trong bát nước là 200 chủng linh cỏ hỗn hợp mà thành, đây là sư phụ chuẩn bị cho ta, làm như vậy là để rèn luyện ta đối các loại linh thảo dược tính nắm chắc, loại này hỗn hợp nước thuốc, đến trong tay ta đã có tầm một tháng rồi, đương nhiên ở cái này trong vòng một tháng. Ta đã có thể phân biệt ra trong đó 20 chủng linh cỏ. Chỉ cần viên phó các chủ đề cử người, có thể phân biệt ra trong đó 10 loại linh thảo, như vậy ta nghĩ ta sư phụ bọn hắn sẽ đồng ý cái danh ngạch này. Nhìn thấy la kỳ trắng sắp xếp sau, Lương Khang An cười nói, đồ nhi ta nói không sai, hôm nay sẽ không thi chế thuốc các loại rồi, nếu như đối các loại linh thảo dược tính nắm chắc thỏa đáng, yếu phân biệt ra 10 loại linh thảo hẳn không phải là việc khó gì. Viên khôn lông mày triệt để nhíu lại, hắn quát lên, các chủ, các ngươi ngược lại là giỏi tính toán. 200 loại hỗn hợp linh thảo coi như là cho người ta đến lập tức phân rõ, tối đa cũng chỉ có thể nói ra hơn 100 chủng linh thảo. Người đây là ý định không muốn để cho ta vị tiểu hữu này trực tiếp tiến vào trận chung kết. Nguyên bản tại La Kỳ Trắng đứng ra giúp Diệp Thần Phong nói chuyện sau đó viên giai ngược lại là đối La Kỳ Trắng có chút hảo cảm. Nhưng ai biết này La Kỳ Trắng âm hiểm như thế, này làm cho viên giai trong lòng càng thêm đối La Kỳ Trắng chán ghét. Giang An Chí cũng lập tức nói ra, lão viên, Lời nói cũng không làm được nói như vậy. Nếu như tiểu tử này có thể lập tức phân biệt ra trong đó 10 loại linh thảo, như vậy ta cũng đồng ý khiến hắn trực tiếp tiến vào trận chung kết. Giang An Trí trong lòng là một trận cười gần, cái này 200 loại hỗn hợp linh thảo, trong đó mùi vị cùng dược lực đã sớm hỗn tạp lại với nhau, muốn ở trong đó phân biệt ra được 10 loại linh thảo, đối với vậy luyện dược sư tới nói quả thực còn khó hơn lên trời coi như là la kỳ trắng thiên tài như vậy dùng một tháng mới nhận biết suốt 20 chủng linh cỏ mà thôi. Đồng dạng thuộc về không văn nhất phái cao đức rõ ràng, hắn muốn yếu mở miệng lần nữa giúp Diệp Thần Phong nói chuyện, nhưng hắn biết muốn để Diệp Thần Phong trực tiếp tiến vào trận chung kết đây cơ hồ là không thể nào. Viên khôn trong lòng thở dài một hơi, những người này không thể nghi ngờ là làm người khác khó chịu rồi. Viên dai lôi kéo Diệp Thần Phong cánh tay, nói ra, Diệp đại ca, này có gì đặc biệt hơn người, ta nói danh ngạch của ta để cho ngươi. Thấy viên gia trực tiếp kéo lại Diệp Thần Phong cánh tay, đứng ở Giang An Chí bên cạnh Giang Nguyên châm chọc khiêu khích lên, tiểu tử, ngươi sẽ không phải chỉ dám đứng ở nữ nhân phía sau chứ. Ngươi đến cùng còn hay không là một người đàn ông, liền người như ngươi còn muốn trực tiếp tiến vào trận chung kết. Ngươi quả thực là nằm mộng ban ngày. La kỳ trắng trong lòng cảm xúc âm lãnh mấy phần, trên mặt hắn ngược lại là trả duy trì hòa thuận, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong nói ra, vị bằng hữu này lẽ nào ngươi không dám thử một lần sao? Từ đầu tới cuối, Diệp Thần Phong đều chưa từng nói qua yếu trực tiếp tiến vào trận chung kết danh ngạch, thậm chí hắn liền có muốn hay không tham gia luyện dược sư thi đấu cũng không có cân nhắc tốt đây. Chính là tượng đất còn có ba phần hỏa khí đây, Diệp Thần Phong không phải là một cái bị khinh bỉ nhân vật. Bây giờ hắn thân phận của luyện dược sư, Tiết huyền tình bọn người là biết rõ, đã như vậy hắn liền tham gia một cái luyện dược sư thi đấu lại có làm sao. Diệp thần phong thuận miệng nói ra, thử một lần thì lại làm sao. Thấy Diệp thần phong đồng ý, La Kỳ Trắng cười nói, vị bằng hữu này quả nhiên thật sảng khoái, chẳng trách có thể làm cho viên phó các chủ coi trọng. Tại La Kỳ nhìn không đến Diệp Thần Phong hoàn toàn là chúng rồi phép khích tướng, hắn nhưng là phi thường rõ ràng cái này 200 loại linh thảo hỗn hợp nước thuốc hắn lần thứ nhất uống xong loại nước thuốc này thời điểm, dùng trọn vẹn một ngày, hắn mới miễn cưỡng từ trong đó phân biệt ra được một loại linh thảo. Thật sự là trong đó hỗn hợp quá tạp rồi, này nhất định muốn dựa vào đầu lưỡi mình cảm giác, đem bên trong hỗn hợp linh thảo dược lực từng bước phân giải ra ngoài, đây là một cái cực kỳ dườm già cùng cực kỳ khó khăn quá trình. Diệp thần phong thật không ngờ liền mắc câu rồi, là kỳ trắng ngược lại là càng thêm đối diệp thần phong khinh thường rồi. Viên Khôn cũng cho rằng Diệp Thần Phong là bị khích tướng, hắn nói ra, Thần Phong, người thật sự yếu thử một lần. Viên dai nhưng là lôi kéo Diệp Thần Phong thủ không tha, nói ra, Diệp Đại ca, ta không phải nói thanh danh ngạch của ta để cho ngươi ma. Diệp Thần Phong khinh khinh vuốt một chút viên dai phấn, non mũi, nói ra, được rồi, chuyện của nam nhân liền làm cho nam nhân tự mình xử lý, bằng không ta còn thực sự cũng bị người ta nói thành là dựa vào nữ nhân ăn cơm rồi được Diệp Thần Phong vuốt một chút mũi, viên dai nhất thời đỏ mặt cúi đầu. Tình cảnh này để La Kỳ Trắng trong lòng càng thêm dữ tợn rồi, hắn cười đem trong tay chén đưa cho Diệp Thần Phong, hắn chờ đợi Diệp Thần Phong bêu xấu, đến lúc đó liền trong đó một loại linh thảo đều phân biệt không được, tuyệt đối có thể trở thành hôm nay một cái trò cười. Lương Khang An trong tay xuất hiện một loại giấy trắng, nói ra, lão viên, các ngươi lại đây cùng ta đồng thời chứng kiến đi. Tờ giấy này thượng là ban đầu ta hỗn hợp nước thuốc này 200 chủng linh thảo, chúng ta liền tới xem một chút lão viên vừa ý thiên tài có thể nói ra vài loại đi. Viên khôn đương nhiên nghe được suốt lương khang an trong giọng nói ngoạn vị, bất quá, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể đủ đi tới. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào diệp thần phong trên người. Trong ánh mắt có lo lắng, có diễu cợt, có xem thường. Trong mắt của mọi người, Diệp thần phong đem chén bưng đến bên mép, căn cứ lão bạch cùng lão hắc cảm ứng, chén này trong nước thuốc không có độc. Chay! Diệp thần phong uống một hớp. Tại la kỳ trắng bọn hắn chờ chế diễu thời điểm. Diệp thần phong bình tĩnh mở miệng, bên trong có hồng liên tam sinh thảo, huyết tâm hoa, ngàn linh thảo, thiên mộc thảo, cây mộc hương hoa, lam đằng thảo, tử lan hoa, thanh bần thảo, đỏ lô căn, quả chám hoa. Chỉ là trong chốc lát, Diệp Thần Phong liền nói ra 10 loại linh thảo, hơn nữa 10 loại linh thảo toàn bộ đúng rồi. La Kỳ mặt trắng sắc trong nháy mắt biến đổi, hắn có chút thất thố nói, không thể nào, người tuyệt đối là đoán mò. Nhưng mà, tại La Kỳ trắng tiếng nói hạ xuống xong, Diệp Thần Phong tiếp tục mở miệng, xà đảm quả, tiếp theo linh hoa, hỏa linh quả. 20 chủng linh thảo 30 chủng linh thảo 100 loại linh thảo đến cuối cùng 200 chủng linh thảo, không một để sót toàn bộ chính xác. Luyện dược các bốn vị chính phó các chủ toàn bộ xứng sở ngay tại chỗ, bọn hắn không ngừng đối ứng trên giấy trắng linh thảo, lương khang an đám người nỗ lực tìm ra sai lầm đến, nhưng cuối cùng chỉ có thể là uổng công vô ích, mà viên dai nhưng là trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên tục. Giang nguyên gia hỏa này đã sớm miệng há lớn, sắc mặt khó coi thật giống giống như ăn phải con ruồi tôi không thể nào tiếp thu được tự nhiên là La Kỳ trợn nhìn, cả người hắn nếu như tượng gỗ bình thường trên mặt tràn đầy cực hạn lửa giận. Thời khắc này Diệp Thần Phong không thể nghi ngờ là trói mắt nhất, tối sặc sỡ lóa mắt. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 103